Chương 1038, người đứng đầu bát đại chiến tướng bá tước. Mỹ là một quốc gia mới, không có nhiều nhà thờ tráng lệ và những tòa lâu đài có bề dày lịch sử đến cả trăm năm như châu Âu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đến một cái cũng không có. Ở bên bờ của một vách đá, có một tòa nhà cổ kính rộng lớn, có mái vòm hình tròn màu trắng đứng sừng sững ở đó. Nhìn từ bên ngoài thì tòa nhà nhìn có chút gì đó tang thương, cổ kính, trải qua cả mấy trăm năm mưa phùn gió bấc thì giờ đây nhìn nó có vẻ già cỗi rồi. Nhưng nếu bạn có cơ hội đẩy cửa bước vào bên trong thì bạn sẽ phát hiện ra sự bầy biện, trang hoàng bên trong khác hoàn toàn với vẻ bên ngoài của nó. Phong cách Ba Dốc được khởi nguồn từ phong cách trang trí của châu Âu, nó theo đuổi một vẻ nguy nga, hùng vĩ, tráng lệ, thường thì sẽ thích hợp với những thiết kế biệt thự hơn, tất nhiên là cũng thích hợp với những tòa lâu đài cổ. Những chiếc trần nhà huy hoàng, lộng lẫy, những chiếc đèn treo phức tạp mà lại đẹp mắt, rồi đến bộ ghế sofa bằng da thật chắc chắn, và còn những thứ đồ trang trí có tác dụng điểm thêm vào có thể bắt gặp bất cứ ở nơi đâu. Những thứ đồ điện gia dụng công nghệ cao ở trong nhà rất ít, nhưng bộ loa xa hoa đắt tiền cấp bậc Boss ở góc nhà thì lại đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người. Bộ loa vừa được bật lên, từ bên trong phát ra những tiếng gào thét phối hợp không hề ăn ý với phong cách của tòa nhà này chút nào. Faithful Onway, The Cellarman, Dr. Luthuen Weriswick. I am a marine on the beach, am a killing machine. With an it to bleed you and the Ligo Green. Best believe, I'm in a zone to bear, from me into me young to me young. Puta green on me chin when you come to me. Cu a win, I'm only a pa kai and I'll bring that to the play you're about to bear. Một người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế sofa bằng da thật và phủ trên thân mình là một bộ đồ ngủ màu đỏ tươi, tay bưng một ly rượu vang đỏ không kém, những chiếc móng tay cùng màu xòe ra, gõ gõ vào thành ghế theo tốc độ của tiếng nhạc. Đôi lông mày màu tàn thuốc lá, đôi môi đỏ chót, miệng khẽ hé mở, như thể đói khát muốn uống chút nước ngay bây giờ vậy. Mắt thì lim dim, bộ dạng vô cùng nhập tâm và say đắm lòng người. Đây là một quảng cáo chiêu mộ binh sĩ vừa mới ra lò của nước Mỹ. Khẩu khí cuồng vọng, kiêu ngạo, dã man, mạnh mẽ, cái kiểu không thèm để ý đến tính mạng, giết chóc tùy thích ở bên trong nó khiến cho không biết bao nhiêu là các fan hâm mộ quân đội thích liền khi nó vừa được tung ra thị trường. Tất nhiên là cũng bao gồm cả người phụ nữ mặc đồ đỏ nằm trên ghế sofa kia. Chiếc cánh cửa bằng gỗ vừa dày vừa nặng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc bộ đồ vest cách điệu bước vào với vẻ mặt nghiêm túc. Lông mày của người phụ nữ bất giác cau lại, sau đó lại giãn ra rất nhanh. Ông ta đến rồi, người đàn ông đứng trước mặt người phụ nữ, cúi thấp người khẽ nói. Bốp! Người phụ nữ giơ tay lên tát vào mặt người đàn ông đánh bốp một cái. Khi bà ta nghe nhạc thì không thích bị người khác làm phiền, bất luận đối phương có lý do gì đi chăng nữa. Người đàn ông không né cũng không tránh, vẻ mặt không có bất cứ thay đổi gì, như thể người phụ nữ vừa tát vào mặt người khác chứ không phải là mặt của ông ta vậy. Mời ông ta vào, người phụ nữ lười biếng nói. Người đàn ông đáp lại một tiếng rồi quay người bước ra ngoài. Người phụ nữ thắt chặt dây đai của bộ đồ ngủ lại, bà cũng ngồi thẳng người dậy để tránh khỏi bị lộ ra ngoài, bà chuẩn bị dùng tư thái này để tiếp đãi khách quý. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Đép thì một người cao tuổi dáng người nhỏ thó chống gậy đi vào. Ông ta với dáng người thấp bé, nhưng lại mặc một chiếc áo đuôi én rất vừa người. Chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, cổ thắt cà vạt hình con bướm, một chiếc mũ nhỏ màu đen. Nhìn rất giống với những thân sĩ quý tộc người Anh. Có điều, hành vi của ông ta thì chẳng giống với một thân sĩ chút nào. Bởi vì ông ta nhảy nhẹ theo điệu nhạc ở trong phòng, đôi chân ngắn tún của ông ta cũng run lên liên tục, trông giống như là bị bệnh co giật vậy. Không chỉ có chân và tay của ông ta động đậy không thôi, mà miệng ông ta còn không ngừng lẩm bẩm, mãi mãi trung thành, quyết không từ bỏ, chiến tranh nổ ra, binh sói xuất kích. Ta là đội quân lục chiến hải quân. Tôi là cỗ máy giết người. Chỉ trong giây lát đã khiến cho mi phải máu chảy đầu rơi. Không phải nghi ngờ, đây là địa bàn của ta. Khi mi đến đây thì ta mỉm cười đắc ý, bởi vì chiến thắng thuộc về ta, ta là sát thủ bậc nhất, đem đến cái chết bùm bùm bùm. Người phụ nữ nâng ly rượu rồi đứng dậy, nhìn ông ta rồi tủm tỉm cười nói, bá tước đại nhân cũng thích bản nhạc này sao? Tôi thích tất cả những thứ có tình cảm mãnh liệt. Ông ta nheo mắt cười tình tứ với bà ta, nói. Cuộc đời vô vị. Nếu ngày nào cũng có thể giết người thì tốt biết mấy. Phu nhân Violet, bà nói xem có phải không? Đúng vậy, bây giờ không phải là đã có vụ làm ăn dâng lên tận miệng rồi đó sao?
Violet giơ tay ra mời ông ta ngồi và nói, uống gì nhé? Ông ta đưa mắt nhìn thứ chất lỏng đỏ như máu trong tay Violet, nói, đây là loại rượu có tên máu của võ sĩ giác đấu phải không? Không sai, Violet gật đầu đáp. Thế thì cho tôi một ly đi, uống nhiệt huyết nghe quân ca phu nhân, chúng ta có vẻ ăn ý thật đấy. Ai nói là không đâu hả bá tước đại nhân, có điều là ở cả những phương diện khác mà chúng ta cũng ăn ý được thế này thì tốt. Violet nói đầy ngụ ý. Hắn ta đến rồi phải không? Đến rồi, Violet gật đầu nói, mặc dù ông ta không nhắc đến tên của người đó nhưng bà vẫn biết người mà ông ta hỏi là ai. Ông ta tiếp lấy ly máu của võ sĩ giác đấu từ tay của Depp, sau khi lắc nhẹ nó vài cái thì ngẩng cổ lên uống cạn ly. Tiếp đó ông ta liền ngậm chặt miệng lại. Khi cái chất lỏng cay xè đầy kích thích dần xuống họng rồi thì khuôn mặt trắng bệch của ông ta dần chuyển sang màu đỏ lựng, nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Sảng khoái thật, bá tước cười lớn nói. Quả nhiên là rượu ngon. Violet vẫy vẫy tay, Depp hiểu ý liền lập tức đem bình rượu tới. Không cần đâu, một ly là đủ rồi. Bá tước phủi tay nói, một món ăn ngon nhất, nếu như ngày nào cũng ăn thì cũng vô vị lắm, nó sẽ làm mất vị ngon của nó đi. Bá tước đại nhân quả là người biết thưởng thức, Violet nhấm một ngụm rượu cười nói. Tôi không hiểu, bá tước nói, một nhân vật vô danh tiểu tốt như thế sao bà lại quan tâm tới nó như vậy? Vô danh tiểu tốt ư, Violet xoay xoay ly rượu trên tay mình, nhèo mắt lại cười nói, bát đại chiến tướng của hoàng đế phái đi ba người mà vẫn chưa cắt được đầu nó về đây, một nhân vật như vậy mà cũng coi là vô danh tiểu tốt sao? Tôi thừa nhận, ngày trước chúng ta chưa có mức nhận thức chính xác về hắn. Bá tước nghiêm nét mặt nói, nhưng ánh mắt của ông ta thì nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang lổ lộ ra ngoài khe áo của Violet. Violet mặc dù đã cột dây áo ngủ vào, nhưng nó vẫn để hở bộ ngực lõa lổ trắng xóa bên ngoài. Dưới ánh đèn chiếu vào, trông nó thu hút mắt người kinh khủng, cũng chẳng trách được bá tước một con dê hạng nặng, cũng phải dán mắt vào để nhìn như ăn tươi nuốt sống. Cũng không ngờ là hắn lại có nhiều bạn bè lợi hại giúp đỡ cho như vậy. Hơn nữa hắn còn phá được tốc độ của quỷ ảnh nữa, nếu như không phải may mắn, thì cũng là quỷ ảnh đã nói dối. Dĩ nhiên là tôi tin lời quỷ ảnh nói, nhưng bên trong chắc chắn vẫn có vấn đề. Chúng ta chỉ cần đi tìm đáp án cho vấn đề này là được. Hắn có thể phá giải được tốc độ của quỷ ảnh sao? Violet cau mày lên hỏi. Theo như thông báo thì đúng là như vậy. Bá tước nói, đúng như phu nhân đã nói, quỷ ảnh đúng là không thể cắt đầu hắn nổi. Xem ra chúng ta phải đánh giá lại thực lực của hắn mới được. Violet quay sang Depp nói. Depp vẫn lạnh lùng như vậy gật đầu tuân lệnh, chứ không nói bất cứ câu gì. Đừng lo lắng, không nghiêm trọng như vậy đâu. Bá tước khoát tay nói, mấy người cảm thấy hắn nguy hiểm thì giết quách đi cho xong. Khi ở Trung Quốc thì hắn còn thoát được, chứ ở đây là Mỹ là địa bàn của chúng ta, lẽ nào bà cho rằng hắn lại mọc cánh bay thoát được chắc. Bá tước đại nhân, cẩn thận một chút vẫn hơn chứ. Violet nghiêm nghị nói thực lòng, chưa phải chúng ta chưa xuất thủ với hắn, nhưng lần nào hắn cũng thoát. Lần đầu cứ cho là may mắn đi, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thì không thể dùng hai chữ may mắn để giải thích được. Tôi đã tiếp xúc qua với tên danh này, nó đúng là cũng có chút gì đó khác người. Hứ, bá tước hứ lên nói, bà đã nói vậy rồi thì tôi sẽ tự thân tới tìm hắn một phen xem sao. Tôi không tin là hắn lại giỏi như vậy, nếu đúng như hắn có thực lực như vậy, thì cũng tốt. Vì như thế tôi sẽ có trò vui để chơi rồi. Violet gật đầu mỉm cười đồng ý, nhưng thực chất trong bụng của bà chỉ mong hoàng đế đích thân ra đối đầu với Tần Lạc, như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Dĩ nhiên bà không thể nói huỵch tuệ ra được, vì nó sẽ gây tổn thương tới bá tước rất lớn, và đương nhiên là sẽ đắc tội với ông ta rất ghê gớm. Như thế chẳng khác nào là không tin vào thực lực của người bên mình. Bá tước, là người đứng đầu trong bát đại chiến tướng của hoàng đế, là cánh ta đắc lực và cũng là người đại diện lợi ích của hoàng đế. Chưa có ai gặp mặt hoàng đế, người mà bạn gặp chỉ là bá tước. Chương 1039, cho nó ăn no đi. Tần Lạc vốn cho rằng Jesu, Ly và Hồng Phu sẽ ở trong một căn biệt thự độc lập hoặc trong một ngôi nhà dân ở nơi hẻo lánh, vì dù thì bọn họ cũng đem theo con tin là ngọc nữ, mà nếu ở một nơi đông đúc thì kiểu gì cũng không được an toàn cho lắm. Vậy mà không ngờ Giê-xu lại trực tiếp lái xe đến bãi đỗ xe của sòng bạc khách sạn lớn nhất, sang trọng nhất, và cao cấp nhất của Las Vegas, đó là khách sạn cung điện Caesar. Lúc này Tần Lạc mới biết rằng họ, ngang nhiên, ở ngay trong này. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một lát là hiểu ra vì sao bọn họ làm vậy.
Sao, mấy người cũng lo không phải là đối thủ của bọn chúng à? Tần Lạc cười hỏi. Mấy người Giê-xu lựa chọn khách sạn lớn nhất, xa xỉ nhất ở Las Vegas để ở, không phải là vì muốn hưởng thụ cuộc sống được phục vụ một cách tối tân ở trong này, mà là vì sự an toàn. Đúng vậy, là vì sự an toàn. Một khách sạn có đẳng cấp và quy mô lớn như vậy thì bên trong đó có vô số những nhân vật lớn. Ví dụ như những người quan trọng của các quốc gia, những người buôn bán giàu có, thậm chí đến cả những hoàng tử hay quốc vương của những nước nhỏ cũng đặt chân tại đây, vì vậy mà phương thức an toàn trong này có thể dùng từ bất khả xâm phạm để miêu tả. Bọn họ đưa Ngọc Nữ vào ở trong này, nếu người của hoàng đế muốn bắt cóc con tin thì cũng không thể không cẩn thận được. Dù sao thì nếu có động tĩnh quá lớn thì những nhân viên bảo vệ sẽ kịp thời chạy tới, hơn nữa còn gây nên ác cảm cho chính phủ địa phương đó nữa. Do đó mà khách sạn là nơi không an toàn nhất, bởi vì hành tung của bọn họ rất dễ bị phát hiện. Bên cạnh đó khách sạn cũng là nơi an toàn nhất, bởi vì chiến tướng của hoàng đế không nhất định là sẽ chọn nơi này để xuống tay với mấy người Giê-xu. Chúng ta không nhiều người bằng bọn họ, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không tồi, nếu hoàng đế đích thân ra tay thì tôi thực sự là không thể nghĩ ra cơ hội chiến thắng nào của chúng ta hết. Giê-xu cười nói, chỉ có thể nghĩ thêm đến phương thức bảo vệ chính mình mà thôi. Bất kể phương thức đó đến từ bản thân mình hay là từ bên ngoài thì đều được cả. Tần Lạc gật gật đầu, hắn nhìn lên bức tường nguy nga, tráng lệ ở bên ngoài, cười hỏi, ở một đêm tốn không ít tiền phải không? Tôi không quan tâm vấn đề này. Giê-xu dừng xe lại, bước ra ngoài nói, không phải anh đã đưa cho tôi một khoản tiền rồi đó sao? Đủ để chi trả cho khách sạn này. Quả đúng như vậy. Khi mấy người Giê-xu xuất phát thì Tần Lạc đã đưa cho anh ta một tấm visa các có thể sử dụng được trên toàn thế giới. Tấm các này là do Tần Lạc nhờ Lệ Khuynh Thành là giúp, bên trong đã có sẵn 5 triệu USD rồi. Đi ra ngoài thì nên chuẩn bị ít tiền để phòng thân. Lúc đó tôi đã đề cập qua với anh, nếu có thể thì hãy tìm vài người bạn đến giúp đỡ, có người bằng lòng giúp đỡ không? Tiền không phải là vấn đề. Giê-xu là một sát thủ, à không, phải nói là đã từng là một sát thủ. Hơn nữa còn là một sát thủ tầm cỡ châu Âu. Giữa sát thủ và sát thủ với nhau có lẽ sẽ có cách để liên lạc, ví dụ anh ta và kiếm khách. Cho dù bọn họ không hề quen biết lẫn nhau đi chăng nữa thì cũng có thể thông qua một con đường nào đó để làm ăn với nhau. Tần Lạc hy vọng Giê-xu có thể thuê được thêm vài tên sát thủ cao cấp. Không có, Giê-xu lắc đầu nói, nghe nói đối thủ của chúng ta là hoàng đế. Thì chẳng có ai muốn nhận vụ làm ăn này cả, bất kể là châu Âu hay châu Mỹ thì cũng chẳng có ai muốn dây vào hoàng đế làm gì. Tần Lạc cười khổ, nói, người Trung Quốc thích nói câu, có tiền thì có thể sai được cả quỷ thần, hóa ra câu nói này chỉ thích hợp dùng ở Trung Quốc, còn ở đây cho dù là có tiền cũng không có ai dám đứng ra đối phó với hoàng đế. Sát thủ cũng là người, bọn họ kiếm tiền là để hưởng thụ, chứ không phải để kết thúc tính mạng của mình nhanh hơn. Giê-xu nhếch mép cười nói. Dưới tay hoàng đế chẳng có ai sống sót được cả. Điều quan trọng hơn đó là tất cả mọi người đều không tin là mình có thể giết chết hắn. Từ khi bên cạnh hoàng đế tập hợp đầy đủ bát đại chiến tướng, thì chẳng ai còn dám dễ dàng khiêu chiến nữa, vì bát đại chiến tướng chính là những người khiêu chiến còn sống sót. Còn những người khác thì chết sạch. Vừa muốn hiểu nhiều hơn về hắn ta, lại vừa chẳng muốn biết chút gì về hắn ta cả. Tần Lạc và Giê-xu vai kề vai bước về phía sảnh lớn của khách sạn. Không biết thì không có tội, anh nói cho tôi bao nhiêu thứ như vậy là để tôi cảm thấy lo sợ, thậm chí là căn bản là không dám giao đấu với hoàng đế. Tần Lạc quay đầu lại liếc nhìn Giê-xu một cái, nói, anh không phải cố ý nói hoàng đế thật là lợi hại, sau đó hù dọa cho tôi sợ phải rút lui, để chúng ta lập tức quay về đó chứ. Nói thực thì tôi đúng là muốn làm thế lắm, Giê-xu cười hề hề nói, nếu anh đồng ý, nhưng tất nhiên, tôi biết điều đó là không thể. Nếu đã đến đây rồi, thì sao lại không làm gì mà quay về được chứ? Tần Lạc cười nói, anh cũng phải tin tưởng vào bản thân mình chứ. Anh xem đấy, bát đại chiến tướng của hoàng đế được người ta tâng lên ghê gớm thế, cái tên Kim Đồng không phải đến anh cũng không thể đánh lại được đó sao? Giê-xu đúng là không nói được gì nữa. Cái gì gọi là, đến anh cũng không đánh lại được, lẽ nào tôi yếu lắm sao? Ngày trước anh đây cũng là một sát thủ có tiếng tung hoành khắp châu Âu đấy nhé. Lợi hại lắm đấy, có biết không? Còn cả tên quỷ ảnh kia nữa, khi tôi còn chưa gặp thì anh nói với tôi hắn ta lợi hại biết chừng nào, kết quả thì sao? Bị tôi tóm gọn lại rồi cho vài bạt tai. Tần Lạc dùng những gì mình và Giê-xu đã trải nghiệm qua để cổ vũ đối phương.
chưa biết chừng tên hoàng đế đó cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi, chỉ cần giơ ngón tay chọc nhẹ một cái là rách rồi, sao anh lại dùng ánh mắt đó để nhìn tôi? Không thể nào có chuyện đó, Giê-xu khẳng định nói, nếu đúng là có chuyện như vậy thì hắn ta nhất định là hoàng đế giả. Tần Lạc thở dài một tiếng nói, không ngờ bên phía chúng ta lại có phen của chủ soái quân địch. Xem ra trận chiến này không dễ đánh chút nào. Tần, Giê-xu hô lên. Gì vậy? Tần Lạc hỏi. Nói nhiều những lời vô nghĩa có phải là có thể giảm bớt sự lo lắng và áp lực trong lòng không? Không sai, Tần Lạc đúng là sợ rồi. Hắn sợ không cứu được cô trở về, sợ không đấu lại được với hoàng đế, sợ không thể đưa Giê-xu, Hồng Phu và Ly về được Trung Quốc, sợ mình sẽ chết, và cũng sợ người khác phải chết vì mình. Thế giới này lại có người không sợ chết sao? Có đấy, người đó không phải là thằng ngu thì cũng là một người chân thật quá mức. Cũng ít ai giống như Long Vương coi mạng sống nhẹ tựa lông hồng. Bọn họ cũng biết sợ, nhưng chẳng qua là sợ tuổi già ốm yếu mà chết, do vậy mới mong chết trên chiến trường. Do vậy đại bộ phận con người đều sợ chết, sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng, đây mới là sự dũng cảm. Và Tần Lạc sợ chết, nhưng hắn lại không trốn chạy nó một cách hèn nhát, vì thế mà hắn tới đây. Giê-xu đúng là không coi tiền là tiền, hoặc có thể nói rằng anh ta không coi tiền của Tần Lạc là tiền. Anh ta đặt một căn phòng tổng thống sang trọng bậc nhất trong khách sạn, căn phòng này chỉ có 3 cái trong khách sạn, nó có một phòng khách rộng lớn và những thiết bị phục vụ đầy đủ tới tận răng. Giê-xu không hề bấm chuông mà gõ cửa phòng. Sau 3 lần gõ liên tiếp, anh ta dừng lại, sau đó gõ thêm 2 cái, rồi chờ 2-3 phút sau, anh ta lại gõ thêm một cái nữa. Lúc này có người nhìn ra từ cái mắt trống trộm ở trên cửa. Tiếp đó cánh cửa phòng được mở ra, và Ly mặc cả cây đen đứng ở bên trong phòng. Sống ở đây thoải mái không? Tần Lạc cười hỏi. Không quen lắm, Ly lạnh lùng nói. Lần này Ly cũng theo Tần Lạc tới đây, nàng dĩ nhiên tới đây theo thân phận là một người bạn của Tần Lạc. Thực ra Tần Lạc cũng muốn đem theo mấy thành viên trong Long Tức Cơ, chỉ cần hắn lên tiếng một cái là Tiểu Lý Thám Hoa, Hỏa Dược, v.v. sẽ tới ngay. Nhưng bây giờ đội trưởng của Long Tức lại là Hoàng Thiên Trọng, hắn không thể coi Hoàng Thiên Trọng là bạn được, và dĩ nhiên Hoàng Thiên Trọng cũng vậy. Không quen ở chỗ nào? Tần Lạc hỏi. Không quen ăn bánh mì và mấy cái thịt bò làm chưa chín. Tần Lạc thầm nghĩ Ly có nhiều điểm giống mình quá. Cố gắng vài hôm, chúng ta sẽ về nhanh thôi. Ly lúc này mới tránh sang một bên để cho hai người Giê-xu và Tần Lạc bước vào bên trong. Chờ hai người này vào trong xong, Ly còn ngoái đầu ra ngoài dò xét một hồi, rồi sau đó mới đóng cửa phòng lại. Hồng Phu ngồi trên ghế sofa ăn sữa chua, đây là một thói quen tốt. Mà sữa chua ở Mỹ chẳng có thêm bất kỳ phụ gia bảo quản nào khác, do vậy uống vào rất tốt cho cơ thể. Nhưng nếu muốn ngực bự thì vẫn phải quay về Trung Quốc mà uống sữa chua có bơm thuốc tăng trọng của lợn. Ngọc Nữ thì chễm chệ ngồi trên salon, đặt bên cạnh một đống đồ ăn vặt, xem ra cô ả làm tù binh cũng sướng hơn khối người khác. Trông thấy Tần Lạc bước vào, Ngọc Nữ liền nhoẻn miệng cười với hắn. Cười cái gì? Tần Lạc bước tới, ngồi trước mặt cô ả. Giê-xu phiên dịch luôn câu nói của Tần Lạc, làm cho Ngọc Nữ càng cười nghiêng ngả hơn, làm cho bộ ngực đồ sộ của nàng lồ lộ ra trước mặt Tần Lạc. Nàng cười khánh khách nói ra một tràng. Giê-xu định phiên dịch lại toàn bộ lời nói của Ngọc Nữ, thì Tần Lạc đã khoát tay nói, không cần. Giê-xu đưa ánh mắt kinh hãi, ngạc nhiên lên nhìn Tần Lạc. Tần Lạc chẳng thèm để ý tới ánh mắt khác thường của Giê-xu mà chỉ nói, cô đang cười tôi đến Mỹ là chết chắc phải không? Cô cười trong sung sướng phải không? Không, tôi đang cười anh ngu ngốc. Ngọc Nữ sau khi nghe Giê-xu phiên dịch xong nói, anh biết lần này tới Mỹ là chết chắc rồi, thế mà anh vẫn tới lần đầu tiên gặp anh, tôi nghĩ anh thông minh lắm cơ. Sao cô lại chắc chắn như vậy? Bởi vì anh không biết hoàng đế đáng sợ tới mức nào. Ngọc Nữ nói với một giọng điệu hết sức sùng kính, ông ấy là một vị thần, trên thế giới này không ai là đối thủ của ông ấy cả, dĩ nhiên bao gồm cả anh, nếu như ông ta không để ý tới anh, coi anh như là một con kiến thì có lẽ anh vẫn còn một tia hy vọng đấy. Từ bây giờ trở đi, anh tốt nhất cầu nguyện mỗi ngày đi, như thế sẽ tốt hơn với anh đấy. Tần Lạc xa sầm nét mặt lại gần giọng nói, bây giờ cô có cầu nguyện cũng muộn rồi, cô đang ngồi trước mặt tôi mà không làm được cái gì, thế mà cứ to mồm khoe khoang này nọ. Người đàn ông mà cô đang khen ngợi kia là kẻ thù của tôi, lẽ nào cô không sợ tôi ghen hay sao? Tần Lạc quay sang bên Hồng Phu hất hàm hỏi, có đem mấy con vật yêu của cô tới đây không? Có chứ, Hồng Phu nhí nhảnh đáp lại.
Cổ vương làm gì có chuyện ra khỏi nhà mà không đem theo mấy con vật bảo bối này. Cho nó ăn no đi. Tần Lạc nheo mắt cười lộ hàm răng trắng bóc, trông rất đều giả và khốn nạn. Chương 1040, đúng là ăn no rồi. Ăn no đi. Hồng Phu có vẻ như bị làm khó, nàng lật lật cái túi mà nàng mang theo bên mình. Một con trùng độc như thế này ngắn nhất thì vài cm, còn dài nhất cũng chỉ lên đến 20 cm, làm sao đủ số lượng cho ngọc nữ sơi hết lũ trùng độc này cớ chớ. Hồng Phu đã được chứng kiến khả năng phàm ăn tục uống của ngọc nữ rồi, một mình cô ả có thể ăn hết một núi thức ăn. Không có nhiều như thế đâu, Hồng Phu có vẻ miễn cưỡng trả lời. Nàng đúng là tưởng Tần Lạc muốn nàng dùng hết số trùng độc mà nàng mang theo bên mình nhét hết vào miệng ngọc nữ, cho cô ả ăn hết, hơn nữa, chỉ cần một con là đủ, ăn nhiều quá thì lãng phí lắm. Đúng là Hồng Phu không thể không tiếc đám trùng độc mà nàng mang theo, vì chúng rất hữu dụng và hiếm có. Tự nhiên cho hết vào miệng con ả tóc vàng này thật không đáng một chút nào. Dọa nó chút thôi mà, Tần Lạc nháy mắt ra hiệu cho Hồng Phu. Hắn thầm nghĩ, con nhỏ này đúng là thật thà quá mức, đến cái thủ đoạn tâm lý chiến đối thủ như thế này mà cũng không biết, thật kém cỏi quá. Nhưng Hồng Phu có thật thà nhưng tốc độ phản xạ của nàng cũng cực nhanh, và nàng cũng thuộc vào hạng tinh danh, do vậy chỉ nghe Tần Lạc mách nhỏ một câu thôi là nàng đã hiểu ra vấn đề. Nàng liền rút ra một cái túi nhỏ, từ trong đó lôi ra một con rắn nhỏ màu đen tuyền dài chừng 10 mấy cm. Con rắn đó khi ở trong túi thì giống như chìm sâu vào giấc ngủ đông vậy, thân thể nhỏ gọn của nó cuộn thành một rúm, không nhúc nhích gì dù chỉ là một chút. Nhưng khi nó vừa mới rơi vào lòng bàn tay của Hồng Phu, thì lập tức sống lại. Cơ thể dần kéo giãn ra, sau đó khẽ ngẩng cái đầu đen xì lên nhìn quanh nhìn quần. Thành thật mà nói, thì chỉ cần nhìn nó thôi cũng đủ khiến cho người ta cũng phải dùng hết cả mình rồi, nếu mà cho nó vào bụng người khác thì quả là cũng có phần ghê cổ buồn nôn. Quả nhiên, nụ cười đắc ý trên mặt ngọc nữ biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn của ả bỗng nhiên trắng bệch ra. Mặc dù nàng ta không hiểu tiếng Trung, cũng không biết mấy người này đang nói cái gì, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn mình thì vô cùng quỷ dị và pha chút giễu cợt nữa. Không những thế, đến cả con rắn đen kia cũng biết mục tiêu của nó là ai, nó quay sang bên ngọc nữ nhe hàm răng trắng ẩn ra. Không không, các người không thể làm như thế được, ngọc nữ lập tức bịt chặt mồm mình lại, các người đừng làm như vậy được không? Bụng bụng của tôi đã có sẵn một con rồi. Sau khi nghe Giê-xu phiên dịch xong thì Tần Lạc liền nheo mắt lại nhìn ngọc nữ mỉm cười quái dị. Những người thân quen với Tần Lạc thì dĩ nhiên hiểu được khi hắn có N biểu hiện này thì chứng tỏ hắn đang rất vui mừng hoặc đang tức giận. Hiển nhiên, tâm trạng của Tần Lạc hôm nay khá tốt. Tại sao lại không thể? Cô ngàn dặm xa xôi tới tận đất Trung Quốc để giết tôi, tuy cô kém cỏi bị tôi tóm cổ, nhưng tôi vẫn đối xử với cô tử tế đấy chứ. Nếu như ngọc nữ mà nghe hiểu câu Tần Lạc vừa thốt lên, chắc nàng phải chửi ngay một câu, phắc. Thật to. Đối xử tử tế. Một thằng tồi khốn nạn đá vào đít nàng, tát vào mặt nàng, lại cho cả một con rắn chui vào bụng nàng, thì còn gọi là đối xử tử tế hay không? Dĩ nhiên khi Giê-xu tạm thời chưa phiên dịch ra, thì nàng vẫn ngây dại nhìn Tần Lạc mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Lần này bạn của cô nói là trao đổi con tin cho nhau, tôi cũng rất có thành ý. Không chỉ bản thân tôi phải đích thân tới Mỹ, mà còn phải mua thêm một tấm vé cho cả cô nữa. Nếu tôi mà keo kiệt thì tôi đã cho cô ngồi tàu hỏa tới đây rồi, tại sao tôi lại phải đối xử tốt với một con tin tốt như thế nhỉ? Tại sao? Tần, Giê-xu hắng giọng nhắc nhở, Trung Quốc và Mỹ làm gì có đường ray tàu hỏa mà ngồi tàu hỏa tới đây? Tần Lạc nheo mắt nhìn Giê-xu với con mắt khinh bỉ nói, cái thưởng thức này lẽ nào tôi không biết hay sao? Tôi nói thế là để dọa cô ta thôi. Giê-xu nhìn về phía ngọc nữ, thầm nghĩ, hy vọng con nhỏ ngốc nghếch này cũng không biết cái thưởng thức này. Chứ nếu không sự đe dọa của Tần Lạc sẽ trở thành một trò cười ngu ngốc. Tần Lạc nói xong liền bảo Giê-xu phiên dịch, sau đó hắn lại thao thao bất tuyệt, tôi đối xử tốt với cô, là bởi vì tâm trạng của tôi đang thoải mái. Còn tôi đối xử tệ bạc với cô, thì đó cũng là quyền của tôi có quyền làm như thế, tại sao tôi không thể cho cô ăn con rắn này. Cô cho tôi một lý do đi. Là một nam nhân đại trượng phu, anh không thể dùng thủ đoạn đê tiện bỉ ổi như thế này để đối phó với phụ nữ được. Đừng có nhắc mấy từ đó trước mặt tôi, Tần Lạc nói, nam nhân đại trượng phu ư, thằng nào thích làm thì cứ việc làm, thằng này đếch làm. Ngọc nữ nhất thời á khẩu không biết nói gì hơn, ngoại trừ đánh thức lòng tự tôn và sự nhã nhặn có học của Tần Lạc ra, nàng đúng là. Chẳng biết nên nói với hắn thế nào để hắn buông tha cho nàng nữa.
lẽ nào nàng lại nói, vì tôi xinh đẹp thế này, anh có thương tình mà tha cho tôi được hay không sao? Không có lý do phải không? Tần Lạc cười hỏi. Anh không thể làm nhục một chiến tướng của hoàng đế, ông ấy mà tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế lẽ nào phải tôn trọng cô, cho cô ăn uống tử tế, chiêu đãi cô đủ thứ trên đời, thậm chí gọi cô làm mẹ thì thằng khốn nạn đó sẽ thả cô của tôi ra hay sao? Sao, lại không trả lời được nữa à? Tần Lạc nhún vai nói, tao làm nhục mày một lần, thì thằng khốn đó sẽ tức giận, tao làm nhục mày lần thứ hai, thì vẫn tức giận đúng không? Bất luận tao có làm gì thì nó cũng không thả cô của tao ra đúng không, thế thì tao tại sao không thể làm nhục mày đến cả chục lần? Tần Lạc quay sang Hồng Phu khẽ khoát tay nói, cho rắn tìm mồi đi. Huýt, Hồng Phu cong môi lại khẽ thổi sáo. Nghe theo tiếng huýt sáo của Hồng Phu, con rắn đen khi liền từ lòng bàn tay của nàng bò lên trên người của Ngọc Nữ. Đừng như vậy, đừng làm như vậy, Ngọc Nữ co rúm người lại, sợ đến hồn bay phách lạc. Nếu mà với tốc độ ăn côn trùng độc địa như thế này thì nàng đúng là sẽ no thôi, trong bụng nàng vẫn còn một con rắn cơ mà. Tần Lạc rất thích thú hưởng thụ vẻ mặt kinh sợ của đối phương, hắn đủng đỉnh nói, vẫn còn một việc nào tôi vẫn chưa nói cho cô biết. Cô lần trước nuốt là một con rắn cái, hôm nay sẽ tới con rắn đực, bây giờ đang trong mùa chúng nó động tình với nhau. Nếu như chúng chẳng may có làm tình trong bụng cô, thì chúng nó sẽ đẻ trứng ngay trong ổ bụng của cô, vậy thì thật là gay gâu quá. Quẹ, kể cả có là một trong bát đại chiến tướng, kể cả ý chí của Ngọc Nữ có kiên định đến đâu đi chăng nữa, thì sau khi nghe Giê-xu phiên dịch xong, nghĩ tới đám trứng rắn lổn nhổn sinh sôi nảy nở trong bụng của mình, sau đó chúng nó bỏ lổn nhổn trong đó thì... thật là kinh khủng. Nói cho tôi biết anh định làm gì? Anh định làm gì hả? Ngọc Nữ gào lên trong tuyệt vọng. Tần Lạc bây giờ trong mắt nàng là một con quỷ, một con ác quỷ đáng sợ. Thứ nhất, tôi muốn nói với cô rằng, tôi không phải là thằng ngu, mà cô mới là ngu. Cô đã là tù binh của tôi rồi, thế mà còn dám chửi tôi là ngu, chỉ có thằng ngu mới hành xử như cô. Mau tự nói mình là đồ ngu đi, Tần Lạc ra lệnh. Ngọc Nữ là ai chứ? Là thiên kim tiểu thư của một gia đình quý tộc, là một người đẹp lộng lẫy trong mắt mọi người, là một trong bát đại chiến tướng lừng danh. Làm sao có thể chịu nhận sự sỉ nhục do chính mình gây ra cơ chứ? Tự nhận mình là đồ ngu trước mắt người khác thà chết còn hơn. Sao hả? Không bằng lòng. Không bằng lòng cũng chẳng sao. Tần Lạc nói, tôi thấy ăn một con rắn để bảo vệ vinh dự của mình cũng đáng lắm đấy chứ nhỉ? Ngọc Nữ đang nhìn con rắn đang bò từ bắp đùi mình lên trên người, thì toàn thân nàng cứng đờ, họng của nàng khô cứng, khó khăn lắm nàng mới thốt nên lời, tôi là đồ ngu. Tần Lạc thể hiện rõ sự vui mừng qua ánh mắt, nhưng rất nhanh hắn lại trở lại thái độ lạnh lùng. Hắn biết rằng chỉ cần đánh đổ được lòng tự trọng của Ngọc Nữ, làm cho khả năng phòng ngự tâm lý của Ngọc Nữ bị biến mất, thì nàng sẽ trở nên ngoan ngoãn và vâng lời ngay lập tức. Như vậy, mới có thể phát huy được giá trị của một trong bát đại chiến tướng của Hoàng đế. Nói lại lần nữa, tôi là đồ ngu, Ngọc Nữ thầm nguyền rủa trong bụng. Và thề rằng một khi được cứu thoát sẽ cầm ngay con dao tới băm vằm tên khốn này ra làm trăm mảnh. Tốt lắm, Tần Lạc rất vừa lòng với thái độ của đối phương, hắn nheo mắt lại cười nói, thứ hai, nói cho tôi biết, bọn chúng đang ở đâu? Ai cơ? Đám đồng bọn của cô chứ của ai? Không biết. Thế thì mày phải ăn rắn thôi, ăn đến bao giờ mày no hoặc mày muốn nói ra sự thật rồi mới thôi. Tôi thật sự không biết, tôi từ New York nhận nhiệm vụ tới Trung Quốc. Chúng tôi không có căn cứ địa tại Las Vegas khi tôi bị các anh bắt ở Trung Quốc, thì tôi đã mất liên lạc với họ, tôi không biết họ đang ở đâu thật. Ngọc Nữ lên tiếng phân trần, mà giọng cứ run run như sắp khóc tới nơi vậy. Tần Lạc nghe vậy quay sang Giê-xu hỏi, anh có tin không? Có lẽ là cô ta đã nói thật. Giê-xu mỉm cười đáp, hắn rất thích xem Tần Lạc dở nhiều trò quái gở như thế này. Được rồi, bạn của tôi tin cô, nên tôi tạm thời tin cô lần này. Tần Lạc nói. Vậy các người liên hệ với nhau kiểu gì? Đừng có nói với tôi là giữa các người không có phương thức để liên hệ đấy nhé, vì nếu không thì hãy chờ cho ổ bụng của cô nở đầy rắn con đi là vừa. Ngọc Nữ yên lặng một hồi lâu, nàng nghiến răng mím chặt miệng, không dám mở ra. Nàng biết điều này có nghĩa là gì? Bởi chỉ cần nói ra cách thức liên lạc thì sẽ biết nơi của đồng bọn của nàng, và như vậy đồng nghĩa với phản bội. Bạn có thể phạm sai lầm trở thành tù binh của người khác. Nhưng bạn không thể phản bội được, đây là một tội rất lớn, và cũng không bao giờ được tha thứ. Cô cứ việc suy nghĩ, chẳng ai ép cô cả, Tần Lạc nói.
dĩ nhiên con rắn nó ép thì lại là chuyện khác. Con rắn đó đã bò lên ngực của ngọc nữ, chỉ còn cách vài cm nữa thôi, là nó đã bò lên cái cổ trắng ngần của nàng. Nét mặt ngọc nữ trở nên đau khổ vô cùng. Ngọc nữ trợn mắt làn nhìn con rắn đen kia, sau đó nàng nhanh tay chộp lấy nó, rồi nhét luôn vào miệng của mình. Lần này tới lượt Tần Lạc trợn tròn mắt há hốc mồm vì kinh hãi. Con danh này nó đúng là dám ăn thật. Chương 1041, người không biết xấu hổ là vô địch thực sự. Tần Lạc ngây người, sắc mặt kinh ngạc và khó tin. Hắn là một thầy thuốc, hơn nữa bản thân hắn đã từng đọc khá nhiều bộ sách tâm lý. Hắn có thể tự nhận là một người rất biết cách khống chế tâm lý của người khác. Hơn nữa hắn còn từ chỗ Hạ Dương kiếm được một quyển sách chỉ phát hành trong hệ thống quân cảnh thẩm vấn tâm lý học khiến cho hắn càng hiểu rõ phương pháp khiến một người mở miệng. Hắn đã tiến hành công việc căn cứ theo trình tự này. Trước tiên đe dọa khiến cô ả cảm thấy bị bức bách, tiếp theo là màn tra tấn khiến tinh thần cô ta căng thẳng. Vào thời khắc tâm trạng bị bao vây trong tình trạng nguy hiểm, đánh tan lòng tự tôn, kiêu ngạo của cô ta, khiến cô ta cảm thấy bản thân mình không phải là đối thủ của người thẩm vấn, làm yếu đi ý chí kháng cự trong đầu. Hắn vẫn làm rất tốt, chuyện tiến hành cũng rất thuận lợi. Thế nhưng bi kịch chính là thuận lợi quá mức. Ngay khi con rắn còn chưa leo tới miệng cô ta đã giơ tay chộp con rắn, bỏ vào trong miệng. Không chỉ Tần Lạc mà ngay cả Hồng Phu cũng bị người phụ nữ khiến cực kỳ chấn động. Cô là người thi cổ, cũng chính là người nuôi rắn nhưng chính bản thân cô cũng không thể thích ứng với suy nghĩ nuốt một con rắn vào trong mồm, huống chi là người khác. Sắc mặt Giê-xu rất đáng phải suy nghĩ. Ban đầu gã kinh ngạc nhưng rồi nhếch mép cười. Một trong bát đại chiến tướng của hoàng đế cũng phải có sự khác biệt với người khác. Người đàn ông kia đã tăng thêm vinh dự cho bọn họ thêm dũng khí đối mặt với kẻ khác. Kể cả nuốt rắn, kể cả cái chết. Phản ứng của Ly bình tĩnh nhất, hai hàng mi chớp chớp như tỏ vẻ bất mãn với hành động của ngọc nữ rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường giống như ngọc nữ chỉ nuốt một con rắn giả hay loại chuyện này với nàng tập mãi cũng thành quen. Quả thật Ly không thấy bất ngờ. Dưới áp lực sinh tồn. Tiềm lực con người có thể phát huy tới mức cao nhất, đừng nói là nuốt một, cho dù ăn một con mãng xà cũng không sao. Đương nhiên khi đó bạn không sợ chết. Mặc dù ngọc nữ tỏ vẻ rất thoải mái khi nuốt con rắn nhưng khi nuốt xong cô ta không còn thoải mái như trước. Con rắn nhỏ kia khá bướng bỉnh, khi vào trong miệng cô ta nó còn điên cuồng giãy giụa, ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ của nó. Cho tới tận khi nó chui vào trong miệng ngọc nữ, đôi môi đã khép chặt, đầu đuôi nhỏ của nó vẫn còn ngoe nguẩy ở bên ngoài. Tình cảnh đó khiến Tần Lạc chỉ muốn nôn ọe, đương nhiên người ăn càng muốn nôn ọe. Ngọc nữ khó chịu tới mức mặt đỏ tía tai, nước mắt lăn xuống gương mặt với những cơ bắp đang run rẩy. Cuối cùng ngọc nữ không thể nhịn được, há miệng ọe một tiếng nôn thốc nôn tháo. Tần Lạc kịp thời đưa thùng rác hứng. Tần Lạc làm vậy không phải vì hắn thương hoa tiếc ngọc mà vì hắn hiểu rất rõ rằng nếu như cô ả này nôn ra thảm sàn hay xuống ghế salon, hắn sẽ phải tự mình đi dọn. Ọe, ọe. Xem ra cô ả này thực sự buồn nôn, nôn tới mức tâm tê liệt phế, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Phần còn lại của thức ăn rất vất vả mới ăn được lại bị nôn toàn bộ ra ngoài. Tiếp đó ngọc nữ chỉ nôn ra nước chua lóng bóng nhưng vấn đề là con rắn nhỏ vẫn không chịu chui ra ngoài. Lúc nào ngọc nữ có vẻ bất cần, có gì đó kiểu tinh thần thấy chết không sờn. Ngọc nữ giơ tay định cầm chén nước trà trên bàn nhưng Tần Lạc đã giơ tay đoạt mất. Muốn uống nước sao? Không có đâu. Ngọc nữ cũng không miễn cưỡng, cô ta nhìn chằm chằm vào Tần Lạc vẻ khinh bỉ, mày cho rằng làm như này sẽ khuất phục được tao hả? Làm như này mày nghĩ tao sẽ bán đứng bạn bè của mình hả? Không phải chỉ ăn một con rắn thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Bây giờ tao đã ăn, còn thủ đoạn nào cứ việc lấy ra hết đi. Ngay sau đó sắc mặt ngọc nữ trở nên cực kỳ dữ tợn. Mày có thể hành hạ tao, bọn họ cũng có thể hành hạ cô mày như này. Những gì tao trải qua... Người thân của mày tuyệt đối không thể thoát được, vì vậy tao khuyên mày nên cố gắng kiềm chế. Nếu như mày còn không muốn mất hết thì hãy làm như lời của tao. Mày dám giết tao không? Ngọc nữ đi em dũng cảm ăn tươi nuốt sống con rắn kia chính là còn một nguyên nhân, người đàn ông này sẽ không dám giết cô ta. Nếu như cô ta chết, anh ta sẽ không có con tin. Anh ta lấy cái gì để trao đổi với người thân của mình? Mặc dù nôn mửa một chút nhưng so với cái chết, điều này vẫn không là gì hết. Không dám, Tần Lạc cười lắc đầu. Vậy mày có nghĩ thủ đoạn của mày có hiệu quả với tao không?
tao chỉ biết nó làm tăng thêm sự thù hận của tao với bọn mày. Sau khi tao khôi phục được tự do của mình, tao sẽ cho bọn mày sống không bằng chết. Bây giờ tao sẽ khiến mày sống không bằng chết, Ly hừ một tiếng rồi nói. Nàng ghét nhất là chuyện bị người khác uy hiếp. Ly, Tần Lạc ôm cánh tay Ly nói, đừng quá kích động. Cô ta nói có lý, chúng ta thật sự không thể giết cô ta. Vậy chúng ta cũng không thể để cô ta sống yên ổn được. Ly tức giận nói. Được, được, nghe lời em, Tần Lạc nói như một người đàn ông sợ vợ, hắn chỉ biết gật đầu trả lời Ly. Sau khi trấn an tinh thần Ly, Tần Lạc quay sang nói với Hồng Phu, cô còn rắn không? Còn, Hồng Phu trả lời, đương nhiên nàng cũng tức giận cô ả kia dám ăn sống con rắn của nàng. Mặc dù Hồng Phu cũng muốn cho con rắn vào bụng cô ta nhưng đưa tới tận cửa là một chuyện hoàn toàn khác so với chuyện chủ động khơi ra. Hồng Phu không muốn mất hết thể diện khi làm chuyện này. Được, trước tiên cứ giữ lấy đã. Tần Lạc nói, con rắn đã vào trong bụng cô ta rồi. Tôi biết, Hồng Phu trả lời. Có thể làm cho nó bỏ ra ngoài không? Cái gì? Hồng Phu trợn tròn mắt nhìn Tần Lạc. Hãy làm cho nó bỏ ra. Tần Lạc nói. Nó ra ngoài làm gì? Hồng Phu ngơ ngác hỏi. Hãy cho cô ta ăn tiếp một lần nữa. Tần Lạc cười tủm tỉm nói, lộ ra đôi má lúm đồng tiền hoàn toàn vô hại và hàm răng trắng, mảnh, nhỏ. Ăn tiếp một lần nữa. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Lạc, gã thanh niên này thật sự mất nhân tính rồi. Cho dù Ngọc Nữ có dũng cảm nuốt con rắn đó một lần đã khiến cô ta nôn tháo nôn thốc. Nếu như cô ta nuốt thêm, có còn muốn cô ta sống nữa không hả? Ác ma, Hồng Phu thầm nghĩ về Tần Lạc. Nhưng Giê-xu chỉ tủm tỉm cười nhìn Tần Lạc. Gã này quả nhiên rất thú vị. Tới tận bây giờ gã hoàn toàn không làm mình thất vọng. Ly chỉ hờ hững liếc nhìn Tần Lạc sau đó quay đầu đi chỗ khác. Cùng với tiếng đọc lẩm nhẩm của Hồng Phu, Ngọc Nữ ôm bụng nằm lăn lộn trên ghế salon. Quần áo trên người Ngọc Nữ ướt đẫm, chiếc áo da ngắn màu đỏ đã bị cởi ra từ lúc nào không hay. Trên người cô ta chỉ còn chiếc áo phông ba lỗ. Trong khi đó chiếc váy ngắn màu đỏ vẫn còn khá hoàn hảo nhưng váy đã cuốn lên, lộ một nửa quần chíp trong suốt bên trong. Trán Ngọc Nữ thấm đẫm mồ hôi, một nửa mái tóc cũng ướt sũng, toàn thân Ngọc Nữ mềm nhũn, ngay cả ngón tay cũng không còn sức mà cử động. Đã bảo cô là đồ ngốc mà vẫn không tin. Tần Lạc kéo một tờ giấy trắng bên dưới ngón tay Ngọc Nữ ra ngoài. Bên trên tờ giấy là một dãy số siêu vẹo. Cuối cùng Ngọc Nữ vẫn không thể đấu lại với độc chiêu của Tần Lạc. Dưới sự điều khiển của Hồng Phu, con rắn nhỏ màu đen từ trong bụng Ngọc Nữ đi ra rồi lại chui vào trong, liên tiếp hai lần như thế khiến Ngọc Nữ sợ chết khiếp. Đừng nói Ngọc Nữ, ngay cả Hoàng đế, chỉ cần hai lần liên tiếp gặp cảnh ngộ này, đảm bảo gã cũng phải gọi Tần Lạc là đại ca ngay. Người không biết xấu hổ mới là vô địch thật sự. Không tin bạn hãy cứ thử xem. Thế nào, Tần Lạc cầm tờ giấy đưa cho Giê-xu. Giê-xu nhận tờ giấy, liếc nhìn. Sau khi nhìn rõ ràng dãy số, gã nói, có lẽ chính xác. Nếu như chủ nhân đã không muốn đón khách, chúng ta sẽ chủ động tới tận cửa. Tần Lạc cười nói. Giê-xu gật đầu, gã móc túi lấy điện thoại di động, bấm dãy số trên tờ giấy. Cùng với tiếng chuông điện thoại vang lên. Mấy người Tần Lạc nín thở, lặng lẽ chờ đợi. Cuộc được người bên kia tiếp nhận, từ trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông. Có phải Tần Lạc tiên sinh không? Giọng nói của người đàn ông rất cổ quái, nghe như đang chọc tức. Người này rõ ràng nói tiếng Trung Quốc. Giê-xu liếc nhìn Tần Lạc rồi gã chuyển điện thoại cho Tần Lạc. Tần Lạc vốn nghĩ cần phải chuẩn bị tiếng Anh nói chuyện với đối phương nhưng không ngờ đối phương đã chuẩn bị rất chu đáo, tìm được người thông thạo tiếng Trung Quốc làm liên lạc. Là tôi, Tần Lạc nói. Không sai, không làm chúng tôi quá thất vọng. Người đàn ông nói, tôi vẫn tưởng rằng cần phải 2 tiếng đồng hồ nữa, ngài mới có thể lấy được số này từ Ngọc Nữ. Tần Lạc nhìn bốn xung quanh, chẳng lẽ trong phòng này có thiết bị theo dõi từ xa? Nếu không người kia không thể biết được hắn bức cung Ngọc Nữ. Tôi rất vinh hạnh khi không làm các ông thất vọng, dù giọng nói Tần Lạc rất nhẹ nhàng nhưng tinh thần hắn vẫn vô cùng căng thẳng, hai vành tai như dựng thẳng. Muốn tìm hiểu một vài đầu mối từ trong điện thoại. Nếu như hắn có thể tìm được trụ sở của đám người này, phương án cứu người của bọn hắn sẽ càng thêm chu đáo. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể làm coi lợn đợi hổ. Một khi con hổ vẫn không chủ động, bọn hắn chỉ biết tiếp tục ngồi canh con lợn. Có phải chờ đợi rất sốt ruột không? Người đàn ông hỏi. Không phải, nhưng một khi đã tới đây thì cũng nên nghĩ cách giải quyết nhanh chóng.
các ông thoải mái mà tôi cũng thoải mái, phải vậy không? Không sai, người đàn ông khẳng định, 10 phút nữa sẽ có người gõ cửa. Ngài hãy đi theo người này tới gặp tôi. Ông là ai? Tần Lạc sốt ruột hỏi. Nhưng điều đáng tiếc là từ bên kia đã vang lên tiếng tút tút. 10 phút nữa có người của chúng tới đây, Tần Lạc nói. Sau khi nói xong câu này, hai người Tần Lạc và Giê-xu nhìn nhau. 10 phút, điều này chứng tỏ đám người đó đã sớm vào trong khách sạn này, vẫn một mực chờ bọn họ. Từ cửa khách sạn lên phòng này cũng mất 10 phút, nói cách khác, sao bọn chúng có thể tới nhanh như vậy? Nói cách khác mấy người Tần Lạc vẫn nằm trong phạm vi giám sát của đối phương. Chương 1042, tiểu lão đầu trong căn phòng rộng lớn. Tần Lạc biết nước Mỹ chính là địa bàn của người khác. Không phải hắn không hiểu chuyện bị người khác theo dõi. Thế nhưng suy đoán là một chuyện, còn xác định chính xác lại là chuyện khác. Khi bạn bị người khác biết được trong lòng đang lo lắng chuyện gì đó, người ta sẽ ngồi xem diễn trò, đợi bạn dần lún sâu vào trong, như thế tâm trạng của bạn càng lúc càng không thể tốt hơn được. Tần Lạc nhìn ngọc nữ nằm trên ghế salon như chết rồi, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ cô ta chỉ là một người phụ nữ đáng thương. Ngọc nữ một mực giữ gìn, thậm chí không sợ hãi nuốt cả một con rắn sau đó nhổ ra rồi lại tiếp tục nuốt vào. Trong khi đó đồng bọn của cô ta biết rất rõ ràng cô ta bị người bức cung nhưng chúng không có ý định ra tay cứu giúp. Chúng chỉ ngồi từ xa quan sát, với thái độ trên cao nhìn xuống, tâm trạng như đang ngồi xem một trò chơi. Sát thủ vô tình, đại khái chính là nói bọn chúng. 10 phút nữa, Ly cao mày nói, chúng biết chúng ta ở trong khách sạn này, chúng biết số phòng của chúng ta. Bọn chúng liên tục theo dõi chúng ta, điều kỳ quái là tại sao chúng lại không ra tay. Xem ra tình hình không tốt so với suy nghĩ của chúng ta. Giê-xu cười nói, với thực lực của Hoàng đế, có lẽ khi máy bay của chúng ta còn chưa hạ cánh, chúng đã biết rồi. Tôi thực sự không ngạc nhiên về điều này, thế nhưng thái độ của chúng rất kỳ quái. Chúng biết chúng ta ở bên cạnh chúng nhưng chúng không chủ động liên lạc chúng ta mà chờ đồng bọn chúng nói cho chúng ta phương thức liên lạc. Bọn chúng muốn làm cái gì? Tần Lạc ngẩng đầu suy nghĩ một lát nhưng cuối cùng hắn không giải thích được điều này. Chỉ biết ảo não lắc đầu nói, có lẽ một đại nhân vật nào đó nghĩ rằng chúng ta là những kẻ chịu chơi nên mới nghĩ cách chơi đùa một chút cho vui. Tần Lạc không biết rằng hắn chỉ suy đoán lung tung nhưng lại không khác xa sự thật là mấy. Chúng ta sẽ bồi chúng cùng chơi đùa, Giê-xu nói đầy khí phách, bản thân gã là một cường giả nhưng trong tình trạng bị người coi thường tới mức này khiến chạm đến sự tự tôn của gã. Không phải chúng mày muốn chơi sao? Tao sẽ đón tiếp, không có cái gì, chỉ có cái mạng này. Tần Lạc vỗ vỗ vai Giê-xu nói, đi trước kiểm tra đi, dù sao người của chúng sẽ nhanh chóng tới chỗ này. 10 phút, 600 giây, căn cứ theo tần suất một giây đếm được một số thì chỉ là thời gian đếm mấy trăm số mà thôi. Thế nhưng rất nhiều khi, thời gian này rất ngắn, bạn thậm chí không đủ thời gian để ghi phác thảo một bức tranh, thậm chí bạn không đủ cả thời gian yêu trên ghế salon trong phòng làm việc. Thế nhưng rất nhiều khi 10 phút lại rất dài. Ví dụ như lúc này. Giê-xu canh trước cửa, giữ một khoảng cách với Tần Lạc. Hồng Phu đang ngồi trước bàn uống sữa tươi. Tần Lạc làm ra vẻ bản thân mình không sốt ruột, đang xem TV nhưng hắn hoàn toàn không biết sốt cuộc người đàn ông đầu chọc trên TV đang nói gì. Hắn chỉ nhìn thấy khán giả, nam như nữ bên dưới thi nhau cười, từng cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi dày mỏng há ra cười nghiêng ngã, không thể kềm chế bản thân. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại di động để trên bàn, theo dõi thời gian trôi đi. Người người đang chờ đợi 10 phút đồng hồ qua đi và cuộc chiến tranh sẽ đến. Keng keng. Trong phòng vang lên tiếng chuông cửa. Giê-xu nghiêng người, khẩu súng lục màu vàng đã nằm trong tay. Thanh chủy thủ của Ly cũng nằm trong tay, bất kỳ lúc nào cũng giáng cho đối phương một đòn ác liệt. Hồng Phu cũng đã cởi bỏ đai lưng, trên tay nàng là một cây trường tiên. Ai vậy? Giê-xu hỏi qua cánh cửa. Có người bảo tôi tới mời Tần tiên sinh. Từ bên ngoài cửa vang lên giọng nói trầm ấm của một người đàn ông. Đối phương nói tiếng Anh, giọng Luân Đôn chính gốc. Giê-xu cẩn thận mở cửa phòng ra, sau đó gã nhìn thấy một người thanh niên mặc bộ com lê đen đang đứng trước cửa. Anh là ai? Giê-xu cảnh giác nhìn người thanh niên và hỏi. Tôi chỉ là một chân chạy. Người thanh niên cười thoải mái nói mà không quan tâm tới thái độ không thân thiện của đối phương. Ai bảo anh tới nơi này mời người? Tới chỗ nào? Giê-xu biết Tần Lạc không biết tiếng Anh nên gã trực tiếp đứng ra nói chuyện với người thanh niên này.
Tầng 9 khách sạn, người thanh niên với mái tóc vàng loăn xoăn hờ hững nói. Tầng 9, sắc mặt Giê-xu trở nên kỳ quái, anh xác định như vậy. Đúng vậy, người thanh niên gật đầu. Có vấn đề gì vậy? Tần Lạc hỏi. Anh ta mời chúng ta tới tầng 9. Giê-xu nói. Tầng 9 thì sao? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. Tầng 9 là sòng bạc. Giê-xu trả lời, là một sát thủ chuyên nghiệp, khi đến một nơi nào đó, đương nhiên phải tìm cách tìm hiểu địa hình. Giê-xu dựa vào sách hướng dẫn trong phòng và sự khám phá thực tế của mình mà tìm hiểu. Mặc dù nói rằng gã không thể nắm rõ địa hình khách sạn này như lòng bàn tay, nhưng trong khách sạn này, nơi nào là cửa hàng, tầng nào có nhà hàng, tầng nào có câu lạc bộ đêm và sòng bạc, gã đã ghi nhớ rất kỹ. Mấy thứ này đối với gã sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc giết người hay chạy trốn. Việc thông thạo địa hình sẽ giúp sát thủ nâng cao tỷ lệ sống sót ngoài phần đã nắm chắc. Sòng bạc, Tần Lạc cau mày, không phải chỉ là trao đổi con tin sao? Tới sòng bạc làm gì? Nơi đó có nhiều người hỗn tạp, sao bọn họ có thể đưa ngọc nữ tới đó? Đúng vậy, Giê-xu khẳng định, tôi xuống đó xem xét tình hình. Tại sao lại tới sòng bạc? Giê-xu hỏi người thanh niên. Điều này tôi cũng không biết, người thanh niên nói. Tôi được khách hàng yêu cầu dẫn một vị tiên sinh họ Tần xuống đó. Anh không thể đi, Ly bước tới nói, rất có khả năng đó là một cái bẫy. Tần Lạc nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của Ly, cười nói, ở trong căn phòng này cũng không nhất định an toàn. Cho dù là cái bẫy, tôi cũng phải đi xem thế nào. Tôi đi theo anh, Ly biết nàng không thể khuyên Tần Lạc từ bỏ nên lập tức đưa ra yêu cầu của bản thân mình. Không được, Tần Lạc từ chối, tôi và Giê-xu đi. Em và Hồng Phu ở lại trông con tin. Tôi đi với anh. Tôi đã nói không được. Tôi đi với anh, Ly bướng bỉnh nói. Sự bướng bỉnh hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng khiến cho bất kỳ người nào nhìn thấy cũng chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Không được, Tần Lạc kiên trì một câu trả lời, không chịu buông tha. Ở nơi này cần có em. Cuối cùng Ly đành từ bỏ, thôi được rồi. Khi nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Ly, Tần Lạc chỉ muốn vỗ vỗ mấy cái vào vai nàng nhưng không hiểu quỷ xui thần khiến thế nào đó, hắn lại nhéo vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Ly đỏ mặt rồi nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tần Lạc. Tần Lạc phá lên cười sau đó hắn bước nhanh ra ngoài. Giê-xu cười với Ly và Hồng Phu sau đó cũng vội vàng đi theo Tần Lạc. Anh ta sờ soạng mặt cô đó. Hồng Phu nhìn Ly vẻ hả hê. Vô vị, Ly bĩu môi nói. Không hiểu nàng nói Tần Lạc sờ má nàng vô vị hay câu nói của Hồng Phu vô vị. Từ cái tên khách sạn Hoàng Cung Caesar có thể thấy khách sạn này theo phong cách kiến trúc cổ La Mã, có thể nhận ra chủ đề thần thoại La Mã cổ đại được điêu khắc trong khách sạn. Nơi này có một phong thái đặc Rome cổ kính xưa kia, lại có rất nhiều trò tiêu khiển hàng đầu thế giới khiến cho người bất giác như đang hưởng thụ một hành trình quay về thời La Mã cổ đại. Khi thang máy dừng lại ở tầng 9, dưới sự chỉ dẫn của người thanh niên tóc xoăn màu vàng, hai người Tần Lạc đi qua một cánh cửa rộng bằng thủy tinh trong suốt, bỗng nhiên trước mặt bọn họ hiện lên một khung cảnh vô cùng rộng rãi. Nơi này là một sòng bài còn rộng hơn cả một sân bóng đá chính thức. Đủ các loại máy đánh bạc, công cụ, mỗi loại đều có hàng rãi dài. Nào là poker, nào là baccarat, blackjack, nào là roulette. Chỉ có những thứ bạn không thể nghĩ ra, còn ở nơi này bọn họ có thể cung cấp cho bạn bất kỳ điều gì. Rất nhiều đàn ông. Phụ nữ mặc com lê hay lễ phục ngồi vây xung quanh bàn đánh bạc. Bọn họ hoặc bình tĩnh, kiềm chế hay là kích động mãnh liệt hò hét. Trong mắt người nào cũng ánh lên khát vọng chiến thắng tiền bạc và dục vọng. Những nữ tiếp viên trẻ tuổi trong bộ trang phục y tá, tiếp viên hàng không hay thỏ nữ để lộ ngực, mông một cách hào phóng đi lại lăng xăng trong đám người, mang tới nước uống, các loại rượu và thức ăn rất đúng lúc cho những người có nhu cầu. Có những khách hàng hứng thú véo một cái vào ngực. Mông những cô gái tiếp viên nhưng bọn họ không tức giận, hơn nữa còn tươi cười vui vẻ, mê đắm. Đương nhiên cũng có khách hàng mới thắng tiền, nhét mấy đồng vào giữa khe hở ngực của bọn họ. Tiếp đó là một phen náo nhiệt, tiếng động ầm ĩ, một phen xa hoa trụy lạc. Trước kia Tần Lạc chỉ nghe nói là trong sòng bạc không treo đồng hồ. Ở một nơi bạn không nhìn thấy thời gian, chỉ có dân cờ bạc máu me, thức trắng đêm tha hồ vui chơi mà thôi. Cho tới khi bạn thua nhẵn túi hay là thắng lớn. Khi đó bạn mới có thể nghĩ tới chuyện quay về nhà. Quả nhiên trên đường Tần Lạc đi vào bên trong, hắn không nhìn thấy bất kỳ một cái đồng hồ nào. Tần Lạc vốn cho rằng người muốn gặp hắn ở trong đám đông này nhưng không ngờ người thanh niên tóc vàng không dừng lại, anh ta dẫn hai người Tần Lạc đi xuyên qua đãi sảnh vào một góc,
tới một hành lang yên tĩnh có mấy người đàn ông cao to đứng gác. Hai người đàn ông vạm vỡ đứng gác trước cửa hình như quen biết người thanh niên dẫn đường. Khi nhìn thấy người thanh niên dẫn người tới, hai người gác cửa không thèm hỏi một câu, thậm chí còn không liếc mắt nhìn, để mặc cho mấy người đi qua, như là không nhìn thấy bọn họ. Người thanh niên tóc quăn quay đầu nhìn Tần Lạc cười, cuối cùng anh ta cũng dừng lại trước một cánh cửa màu trắng rộng. Người thanh niên giơ tay, khẽ gõ cửa, bên trong phòng vang lên tiếng trả lời và mở cửa ra. Trong căn phòng khách rộng chừng hơn 100 mét vuông này có 7 chiếc bàn lớn màu trắng đủ cho mười mấy người ngồi. Ở vị trí chủ tọa có một tiểu lão đầu mặc một bộ com lê màu đen, trên áo có gắn một cái nơ hình con bướm màu trắng. Căn phòng rất rộng, cái bàn rất to trong khi đó tiểu lão đầu lại rất nhỏ bé nên trông tình cảnh rất buồn cười. Nhưng tiểu lão đầu này có vẻ không tự hiểu. Lão cười ha hả ngoắc tay nói với Tần Lạc đứng ở trước cửa, tới đây, tới chơi với tôi mấy ván. Chương 1043, đánh bài. Tình huống này hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của hắn. Theo như anh bạn Tần Lạc của chúng ta phán đoán dựa vào mấy bộ phim trên truyền hình, khi Hắc Bang hẹn gặp người khác, thường lựa chọn ở một kho hàng bỏ không hay là một nhà máy sửa chữa ô tô ở ngoại thành. Những nơi đó hẻo lánh, dễ ẩn tránh, bất kỳ khi nào có động tĩnh đều dễ dàng chạy trốn. Đương nhiên Hắc Bang cao cấp cũng đàm phán với đối phương ở trong khách sạn. Thế nhưng đa số bọn họ đều có thân hình vạm vỡ, mặc com lê đen, đầu cạo trọc hay có mái tóc dài như thiên sứ. Mặc dù bọn họ mặc com lê che đi phần hông căng cứng của mình nhưng bất kỳ lúc nào bọn họ cũng sẵn sàng nhô phần hông ra như nhắc nhở bạn, nhóc con, không nên manh động. Bên hông đại ca mày có đồ chơi đó. Thế nhưng tại sao mình lại gặp mặt một tiểu lão đầu thế này? Tần Lạc đứng trước cửa phòng, không tự chủ được quay nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy hành lang trải thảm không một bóng người, hơn nữa căn phòng này có vẻ không có người nào có thể gây nguy hiểm cho hắn, trong lòng Tần Lạc nổi lên một sự kích động rất khó nói. Hắn chỉ muốn xông tới tóm cổ tiểu lão đầu này, bắt làm tù binh. Nhiều tù binh đổi lấy một con tin, không phải khi đó đổi lấy cô hắn sẽ có lợi thế hơn sao? Dù gì đi nữa Giê-xu đã đi theo Tần Lạc một thời gian khá dài. Khi Giê-xu nhìn thấy Tần Lạc hết nhìn bên nọ tới bên kia, rồi lại lén lén lút lút ra ám hiệu cho mình, Giê-xu liền hiểu trong lòng Tần Lạc đang suy nghĩ điều gì. Giê-xu chỉ biết cười gượng lắc đầu nhưng gã thật sự không thể giải thích trước mặt người khác bất kỳ điều gì. Tóm lại không thể để cho đối phương biết được suy nghĩ to gan lớn mật, tà ác vừa rồi của Tần Lạc. Tiên sinh mời vào, người phụ nữ tóc vàng mới mở cửa giúp hai người Tần Lạc cười yểu điệu và nói bằng tiếng Anh. Không hiểu thằng ngốc này là kẻ nào mà dám tới nơi này đàm phán với đại nhân vật này. Nếu như người phụ nữ này biết suy nghĩ lúc này trong đầu Tần Lạc, chỉ sợ cô ta sẽ không coi Tần Lạc đang đứng trước cửa nhìn tình hình bốn phía xung quanh với ánh mắt lanh lợi này là kẻ đần độn, mà phải là kẻ ngu xuẩn. Khi Tần Lạc mới tới cửa phòng, ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào căn phòng rộng rãi với tiểu lão đầu ngồi bên trong, sau đó hắn nghĩ tới một vài chuyện mờ ám, hoàn toàn không quan tâm tới người phụ nữ này. Khi nghe tiếng người phụ nữ, hắn mới nghiêng người nhìn cô ta. Người phụ nữ này thoạt nhìn có vẻ đáng yêu, xinh đẹp nhưng có điều gương mặt của cô ta không ăn khớp với dáng người thành thục. Bộ ngực cao, vòng eo thon, nhỏ, mông tròn lẳn, cô ta mặc một chiếc áo váy rất ngắn. Phần trên chiếc váy ngắn, phần dưới chiếc váy cũng ngắn, vì vậy bộ ngực và mông cô ta lộ trước mặt mọi người. Mặc dù Tần Lạc không hiểu cô ta đang nói gì nhưng hắn có thể hiểu được ý tứ của cô ta. Dưới sự chỉ dẫn của người phụ nữ, Tần Lạc ngồi xuống ghế đối diện với tiểu lão đầu. Người phụ nữ mỉm cười đầy quyến rũ với Tần Lạc sau đó ngúng nguẩy đi tới, ngồi xuống bên cạnh tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu giơ tay ôm người phụ nữ, còn cao hơn cả ông ta một cái đầu vào lòng mình. Bàn tay thành thạo của ông ta bắt đầu lần mò trong quần áo người phụ nữ. Tần Lạc thầm hối hận khi hắn không đưa theo Ly đi cùng tới nơi này. Ông ta có đại dương mã, còn mình cũng có tiểu thái muội, ít nhất khí thế sẽ không bị đối phương chèn pê. Mặc dù Tần Lạc hắn không dám như tiểu lão đầu, giơ tay sờ ngực nhưng chắc chắn sờ mông, vuốt ve mấy cái cũng sẽ không bị Ly dùng dao đâm chết. Tần Lạc biết Ly là người con gái rất tốt, biết lấy đại cục làm trọng. Thích chơi trò gì? Tiểu lão đầu hỏi Tần Lạc với một giọng Trung Quốc không đúng tiêu chuẩn, trong khi đó bàn tay ông ta vẫn đang vui chơi trên người người phụ nữ, ánh mắt nhìn Tần Lạc không chớp, đầy yêu mị. Đúng vậy, quả thật là không chớp, rất yêu mị. Điều này khiến ấn tượng của Tần Lạc với tiểu lão đầu này càng không tốt. Lão già kia còn dám có chủ ý với đại gia ta. Nhiều năm rồi đại gia ta không có hứng thú với đàn ông.
thế nhưng người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vì đang cầu người nên Tần Lạc chỉ biết nén nhịn sự không hài lòng của mình xuống. Tôi sẽ không chơi bài, Tần Lạc nói. Quả thật hắn sẽ không chơi bất kỳ loại bài nào. Hơn nữa nề nếp gia phong của Tần gia cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như để Tần lão gia biết có người thích đánh bạc, nhất định ông sẽ cắt đứt chân người đó. Không hả, tiểu lão đầu cười ha hả nói, cuộc đời của cậu thật sự không thú vị. Là một người đàn ông, trên thế giới này có hai loại trò chơi nhất định phải tham gia. Một là phụ nữ, thứ hai tuy không gọi là trò chơi thú vị như phụ nữ nhưng chính là quà tặng quý báu thứ hai thượng đế tặng cho chúng ta, chính là đánh bạc. Tiểu lão đầu dùng một tay nắm một vốc bài poker, sau đó ông ta dùng lực nén quân bài lại. Các quân bài poker kêu loạt soạt, dựng đứng dậy. Tiếp theo tay ông ta co lại, rút ra một chồng bài ở trước mặt sau đó nhanh chóng di chuyển tới những chồng quân bài khác. Hơn nữa ông ta dùng một tay mà có thể chéo bài, hơn nữa tốc độ rất nhanh khiến mắt thường khó thể nhận ra. Lúc này Tần Lạc đã hiểu vì sao khi trước Giê-xu ngấm ngầm ra hiệu cho hắn không nên xông lên khống chế ông già này, nguyên nhân là vì Giê-xu đã biết ông già này là một người rất lợi hại. Thế nhưng chân tay gầy guộc của ông ta có thể đối phó hắn và Giê-xu cùng liên thủ với nhau không? Tần Lạc thực sự không có đủ niềm tin. Đúng vậy, đánh bạc là trò chơi thú vị nhất ngoài phụ nữ. Cậu không biết con át chủ bài của đối thủ, cậu không biết con át chủ bài của đối thủ như thế nào. Thắng hay thua càng không thể biết trước, đối với chúng ta như vậy càng hấp dẫn hơn. Chính vì vậy cậu phải vắt óc suy nghĩ, phân tích. Khi kết quả hiện ra trước mặt, tất cả mới kết thúc. Đánh bài chính là đánh cuộc với trí tuệ, kỹ thuật bài, sự gan dạ sáng suốt và cả vận may mắn nữa. Tiểu lão đầu không nói tới việc trao đổi con tin nhưng lại liên tục dẫn dụ Tần Lạc đánh bài với hôm nay như thế. Nếu hôm nay Tần Lạc không đại chiến 300 hiệp với ông ta sẽ không để Tần Lạc rời khỏi nơi này. Cậu thật sự không thích chơi bài hả? Tiểu lão đầu hỏi Tần Lạc. Không, Tần Lạc trả lời một cách kiên quyết. Vậy thật sự rất đáng tiếc. Tiểu lão đầu nói, thế nhưng không chơi bài chỉ là thiếu kinh nghiệm mà thôi nhưng cậu còn có trí tuệ, sự dũng cảm sáng suốt và cả vận may. Chúng ta đã tới sòng bạc mà không đánh bạc chẳng khác nào ve vãn con gái người ta rồi bỏ mặc không lên giường vậy. Tần Lạc do dự một lát rồi nói, vậy đánh bài như thế nào? Tôi là chủ nhà, cậu là khách, cách chơi bài như thế nào do cậu quyết định? Tiểu lão đầu không quan tâm tới vẻ mặt như bị ức hiếp của Tần Lạc. 10 đồng một ván, Tần Lạc nhăn nhó nói, dáng vẻ rất xấu hổ. Mặc dù Tần Lạc có tiền nhưng không phải đánh cuộc càng nhiều thì hắn càng thua nhiều sao? Hơn nữa bạn cảm thấy có thể cò kè mặc cả được với lão già này sao? Sau khi nghe câu nói của Tần Lạc, tiểu lão đầu ngẩn người kinh ngạc sau đó ông ta phá lên cười. Thú vị, tiểu lão đầu cười nói, những nếp nhăn trên trán ông ta rúm lại với nhau trông có vẻ dễ gần và già nua, thật sự rất thú vị, thảo nào những người quỷ ảnh không những không lấy được đầu của cậu mà ngọc nữ còn rơi vào tay cậu. Quả nhiên là một thanh niên trẻ rất thú vị. Tần Lạc không hiểu nguyên nhân nào khiến tiểu lão đầu nghe xong câu trả lời vớ vẩn của mình lại cười rất vui vẻ. Ông ta lại còn nói hắn là người thú vị, nhưng thật sự Tần Lạc không muốn đánh bạc, cho dù hắn có đánh, hắn tuyệt đối sẽ không đặt cược nhiều tiền. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên, Tần Lạc khiêm tốn giải thích, tuy rằng trong lòng vẫn còn căng thẳng, mặc dù hiểu phải dùng tiền mua kinh nghiệm nhưng tôi thật sự không muốn thua lỗ quá nhiều. Đối với ông mà nói, đánh bạc là một trò chơi rất thú vị. Đối với tôi mà nói nó chỉ là trò vô vị, tôi tình nguyện đánh bạc với ông chẳng qua tôi nghĩ muốn lừa cho ông vui vẻ, lát nữa điều kiện đàm phán không quá ngặt nghèo. Rất có ý tứ, rất có ý tứ, một lần nữa tiểu lão đầu bật cười với câu nói thẳng thừng của Tần Lạc, như vậy coi trọng suy nghĩ của cậu, chúng ta chơi ở mức nhỏ nhất. Đây chính là giới hạn chơi bài của chúng ta không chơi bài với giới hạn thấp hơn mức này. Một khi làm như vậy, đánh bài sẽ khiến người ta mất đi cảm giác tim đập nhanh hơn. Sự khoái cảm của máu đang sôi trào trong người. Ông ta giơ một ngón tay nói với Tần Lạc, 1 triệu USD. Đây chính là giới hạn cuối cùng. Chơi bài gì do cậu quyết định? Tần Lạc suy nghĩ một lát. Giê-xu mang theo chi phiếu khoảng 5 triệu USD, còn trong chiếc thẻ hắn mang theo, hắn cũng không biết có bao nhiêu tiền, đại khái khoảng 1 tỷ USD. 1 triệu USD dù không ít nhưng đủ để chơi mấy ván bài. Được, tôi đồng ý chơi 1 triệu USD. Tần Lạc nói, tôi không quen với hình thức đánh bài, vậy mỗi người 3 quân bài, so lớn, nhỏ. Tần Lạc không đánh bài nhưng hắn đã nhìn người khác đánh bài. Lần trước khi hắn dẫn theo đội phòng bệnh đi Vân Điền,
trong thôn vùng núi không có bất kỳ trò tiêu khiển nào, đội phòng bệnh chỉ biết chơi bài poker giải khuây. Mỗi người bọn họ có 3 quân bài. Đầu tiên là điểm 3 quân bài lớn nhất, sau đó cùng màu, sau đó là đôi, cặp. Tần Lạc chỉ nhìn qua đại khái mấy lần nhưng cũng nhớ được quy tắc chơi bài nhưng hắn lại quên thật ra loại bài này có tên là tạc kim hoa. Ôi, Thượng Đế, cậu đúng là không có tinh thần thi đấu thể thao. Khi tiểu lão đầu nghe Tần Lạc nói cách thức chơi bài, ông ta ôm đầu nói, được. Nếu như khách quý của chúng ta đã nói vậy, chúng ta sẽ cùng chơi. Cậu có mang đủ tiền không? Tôi thích trên bàn có đầy thẻ bài. Tần Lạc quay sang nhìn Giê-xu đành phải lấy ra tờ chi phiếu 5 triệu USD. Người thanh niên tóc quan dẫn Giê-xu đi ra ngoài đổi thẻ đánh bạc. Đợi khi Giê-xu và người thanh niên tóc quan đi ra ngoài, tiểu lão đầu làm như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ông ta chủ động giơ bàn tay mới cháo bài ra, nói, xin lỗi, khi nhìn thấy khách quý vì kích động quá nên quên giới thiệu tên. Tôi là Bá Tước. Chương 1044, đánh cuộc chính là vận khí. Bá Tước. Nếu như Bá Tước không giơ tay tự giới thiệu tên mình là Bá Tước, Tần Lạc thực sự không biết ông ta chính là Bá Tước danh tiếng lẫy lừng. Bộ com lê màu đen, áo sơ mi trắng, chiếc nơ xinh đẹp, mái tóc hoa dâm không gọn gàng, bộ râu loăn xoăn, thoạt nhìn có vẻ rất giống với phong cách của Bá Tước. Thế nhưng ánh mắt bị ổi, động tác còn có vẻ bị ổi hơn cả ánh mắt của ông ta hoàn toàn không giống với tu dưỡng và tố chất của những lão Bá Tước văn minh trong phim chiếu trên TV. Ông ta càng giống những cầm thú trong trường đại học ở Trung Quốc hay những chuyên gia điển hình. Tần Lạc không xa lạ gì với Bá Tước, ít nhất hắn không phải hoàn toàn không hiểu biết gì về Bá Tước. Tục ngữ có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trước khi tới nước Mỹ, Giê-xu đã nói qua cho hắn biết một số thông tin. Sau khi Giê-xu giới thiệu xong 7 đại chiến tướng kia của Hoàng đế, gã mới giới thiệu về Bá Tước. Từ sắc mặt nghiêm nghị và lời nói cẩn thận của Giê-xu, có thể nhận ra một điều, không phải Giê-xu coi nhẹ Bá Tước mà vì gã chuẩn bị giới thiệu một nhân vật quan trọng. Thế nhưng tất cả lời nói của Giê-xu chỉ cần dùng một câu ngắn gọn, thậm chí cụt lùn để hình dung, nếu như có thể lựa chọn, tôi tình nguyện đối đầu với Hoàng đế. Tần Lạc hỏi Giê-xu vì sao lại như vậy, Giê-xu tránh ánh mắt của Hồng Phu, thì thào vào tai Tần Lạc, lão không thích phụ nữ, chỉ thích đàn ông. Thích đàn ông, Tần Lạc trợn tròn mắt nhìn, toàn thân hắn cũng nổi da gà. Tiếp theo đó Giê-xu nhìn Tần Lạc với ánh mắt vô cùng chăm chú và quỷ dị, nói tiếp, hơn nữa người đàn ông lão nhìn chúng, tuyệt đối không thể chạy thoát. Đương nhiên Giê-xu lo sợ Tần Lạc sẽ bị Bá Tước coi trọng. Bây giờ Tần Lạc đang ngồi đối diện với Bá Tước, ngồi chịu đựng sự tấn công nhiều mặt của người đàn ông trước mặt. Tần Lạc không biết Bá Tước có coi trọng hắn hay không nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Bá Tước, Tần Lạc cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trước khi giấy chết, lão già này còn muốn bắt tay mình. Được bắt tay thì bắt tay, Tần Lạc thầm nhủ như an ủi chính mình, nếu như là ôm hay hôn tay theo lễ nghi thì thật sự gay gâu. Nghĩ tới chuyện bản thân mình chỉ phải giơ tay bắt mà không phải hôn môi theo lễ nghi lão già này, Tần Lạc cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn. Sau khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Tần Lạc cảm thấy chuyện bắt tay với Bá Tước không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Tần Lạc giơ tay ra, bắt tay Bá Tước. Bởi vì hiểu rõ bản tính háo sắc của Bá Tước nên khi hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, Tần Lạc đã rụt tay lại. Thế nhưng dù động tác của Tần Lạc đã nhanh nhưng Bá Tước còn nhanh hơn. Khi Tần Lạc chuẩn bị buông tay, rời khỏi bàn tay gầy như que củi với những móng vuốt, bàn tay hắn một lần nữa bị tay Bá Tước nắm lại. Tần Lạc không thấy Bá Tước có động tác gì, ông ta đã nhẹ nhàng nâng bàn tay, nắm lấy bàn tay Tần Lạc. Người Trung Quốc chúng tôi không có thói quen bắt tay hai lần với người ngoài. Tần Lạc cười nói, dùng sức rụt tay lại. Không vội, Bá Tước cười tủm tỉm quan sát, đánh giá Tần Lạc, giống như ông ta đang thưởng thức một viên ngọc quý vậy. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Bá Tước nhìn Tần Lạc với ánh mắt rực lửa, cô ả thì thào vào tai Bá Tước, nếu như cùng với hắn, tôi sẽ không ngần ngại thử chơi trò 3P. Cô cũng thích hắn hả? Bá Tước tươi cười nhìn người phụ nữ hỏi. Tiểu lão đầu cười nói với người phụ nữ bên cạnh nhưng ông ta vẫn không bỏ quên Tần Lạc vì Tần Lạc đang là đối tượng được quan tâm đặc biệt. Tần Lạc chỉ cảm thấy tiểu lão đầu này càng lúc càng dồn sức lên bàn tay, giống như cái đinh vít càng lúc càng xoáy mạnh. Bàn tay Tần Lạc nhanh chóng trở nên tê dại. Thế nhưng Tần Lạc vẫn cố gắng kiên trì, cắn chặt răng, không để bản thân mình bật lên tiếng rên rỉ đau đớn. Thậm chí trên mặt Tần Lạc còn xuất hiện nụ cười nhưng chính lúc này Tần Lạc cũng không hiểu trong nụ cười của hắn có bao nhiêu sự miễn cưỡng,
đau đớn chịu đựng tới mức nào. Tần Lạc là người điển hình của chủ nghĩa dân tộc, hắn luôn cảm thấy tự hào và kiêu ngạo vì dân tộc, vì dòng máu đang chảy trong người hắn. Gương mặt là thể diện con người. Trong lòng Tần Lạc thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không thể để lão già ngoại quốc này hạ nhục. Chính vì vậy hắn càng nỗ lực càng nhiều. Chỉ không chán ghét mà thôi. Người phụ nữ liếm môi đầy quyến rũ, nói, hơn nữa tôi cũng chưa từng thử qua mùi vị người da vàng. Có cả ngài ở đây, trò chơi này nhất định sẽ rất thú vị. Cô đã nghĩ như vậy, chúng ta sẽ mời anh ta tham gia trò chơi, được không? Tôi nghĩ anh ta sẽ không từ chối ngài. Anh ta không thể từ chối. Bá tước nhướng mày nói, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo. Vì hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, không có Giê-xu phiên dịch nên Tần Lạc chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng Tần Lạc cũng không quan tâm tới điều hai người đang nói. Áp lực trên tay Tần Lạc càng lúc càng lớn, bàn tay thoạt nhìn khô quắt của lão già này, giống như một cơn gió có thể thổi bay. Nhưng khí lực ông ta rất mạnh. Reng reng. Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, sau đó Giê-xu và người thanh niên tóc quăn đi vào bên trong. Lúc này tiểu lão đầu mới buông bàn tay Tần Lạc ra, ông ta phá lên cười nói, không tệ. Tuy xương cốt hơi mềm mại một chút nhưng cũng coi như có chí khí. Ông cũng không tệ, Tần Lạc vung vẩy bàn tay của mình để cho bàn tay gần như biến dạng của mình trở lại bình thường. Mặc dù xương cốt hơi già một chút nhưng vẫn có lực rất thô bạo. Ánh mắt bá tước nghiêm, lạnh, nét tươi cười trong ánh mắt lập tức trở nên bén nhọn và sát ý. Giê-xu cảm nhận được sát ý trong ánh mắt bá tước, bàn tay gã vội vàng chạm vào bụng. Khi khẩu súng lục màu vàng nằm trong tay, Giê-xu trở nên kiên định hơn. Mặc dù Giê-xu biết người ngồi đối diện với mình chính là bá tước, gã vẫn có sức lực và lực lượng để liều mạng. Bá tước làm như không nhìn thấy Giê-xu đã rút súng ra, hai mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, không chớp. Bàn tay bá tước liên tục vuốt ve bộ ngực cao ngất của ả phụ nữ, ông ta dùng giọng nói Trung Quốc vô cùng quái dị nhưng người nghe vẫn có thể hiểu được, người trẻ tuổi, khi nói chuyện với người già phải giữ sự tôn trọng. Bá tước có thể nói bản thân mình già nhưng ông ta tuyệt đối không cho phép người khác nói mình già. Người trẻ tuổi trước mặt lão đã phạm vào đại kỵ của lão, bảo sao lão già này không tức giận. Vậy cần phải xem đối tượng nói chuyện với mình là ai đã. Người Trung Quốc chúng tôi có một câu, già không đứng đắn. Đối với những người già còn không đứng đắn, bản thân mình không cần tôn trọng. Già không đứng đắn, bá tước suy nghĩ một lát sau đó phá lên cười nói, tôi thích cách xưng hô này. Tốt lắm, nhóc con đã lấy lại lợi thế rồi. Trước tiên chúng ta hãy đánh mấy ván bài đã. Cho dù là đàm phán hay giết người đều không được nóng nảy. Tùy ý thôi, Tần Lạc lạnh lùng nói. Trước đó Tần Lạc đã tính toán nhầm lẫn. Khi hắn còn chưa biết lão già trước mặt này là bá tước, hắn đã muốn kéo gần mối quan hệ giữa hai người, đối phương coi như là người thông minh, hiểu chuyện, lại bày tỏ một thái độ đáng yêu khiến Tần Lạc nảy sinh hảo cảm, nghĩ rằng con người này gần như sẽ không làm khó cho hắn, có thể trả lại cô hắn. Hai bên tươi cười kết thúc oán thù, cạn ba chén rượu sau đó lưu luyến chia tay, không nỡ xa rời, từ đó về sau trở thành bạn vong niên của nhau. Không phải phim trên TV cũng diễn như này sao? Một số đại ma đầu khi gặp nhân vật chính đã bị khí chất bất phàm, trác tuyệt và tài hùng biện đê tiện không biết xấu hổ của nhân vật chính chinh phục vì vậy trở thành nội ứng cho nhân vật chính, nhất cử phá tan ác ma. Khi bạn gặp một người mạnh hơn mình, ít nhiều trong đầu bạn sẽ xuất hiện ý nghĩ trốn tránh hay nói mấy câu nịnh nọt yếu thế, có thể không đánh nhau thì sẽ tận lực không đánh, có thể không chửi mắng thì sẽ cố gắng không chửi mắng. Sau khi Tần Lạc biết thân phận của người này là bá tước, hắn lập tức từ bỏ vì suy nghĩ đó không thực tế. Bởi vì Giê-xu đã từng nói, lão già này cũng giống hoàng đế khi ra tay không giữ lại người sống. Thế nhưng điều khác biệt là hoàng đế sẽ cho đối phương thể diện hay nói cách khác là một cái chết bình thường. Trong khi lão già này chính là, hành hạ tới chết. Bá tước chỉ Giê-xu nói, nếu như cậu lo lắng thì có thể cho bạn của cậu trộn bài. Giê-xu, Tần Lạc gọi, làm phiền anh. Nếu đối phương đã độ lượng như vậy thì mình không nên quá nhỏ nhen. Đẩy đi đẩy lại không phải quá hẹp hòi sao. Giê-xu cất khẩu súng, đi tới trước cầm một bộ bài mới, sau khi đảo mấy lần trong tay, gã giơ ra ý bảo hai người cắt bài. Xin mời, tiểu lão đầu một lần nữa giơ tay làm động tác mời. Không cần cắt, chia bài đi, Tần Lạc nói. Vì vậy Giê-xu chia cho mỗi người ba quân bài. Cậu là khách quý phương xa tới. Trước tiên xin mời. Tiểu lão đầu nói,
Ngay lập tức Tần Lạc đẩy tất cả thẻ bài trị giá 5 triệu USD mới đổi ra giữa bàn. Hành động này không chỉ khiến Giê-xu kinh hãi mà ngay cả một người thân kinh bách chiến như bá tước cũng không tự chủ được phải cau mày. Người trẻ tuổi, cậu không nhìn bài một chút sao? Bá tước hỏi. Không cần, Tần Lạc cười nói, ông đã nói tôi đang thiếu kinh nghiệm. Khi nhìn bài sẽ không biết quyết định như nào. Bây giờ ông không biết bài, tôi cũng không biết bài. Chúng ta đánh cuộc vận may một chút. Tần Lạc làm như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Thật ra hắn muốn cùng lão già này đại chiến 300 hiệp, nhân tiện lột từ người lão mấy triệu USD làm tiền tiêu vặt. Thế nhưng hắn biết đây chỉ là ảo tưởng. Chỉ căn cứ vào kỹ thuật đảo bài kỳ diệu của đối phương, Tần Lạc có thể nhận ra lão già này thân kinh bách chiến. Cho dù là về kỹ thuật chơi bài hay về năng lực đấu tranh trí tuệ và đấu tranh tâm lý, lão đều vượt xa hắn. Nếu như hắn xem bài, có lẽ chỉ cần nhìn sắc mặt của hắn, lão già này sẽ phân tích ra không ít thông tin. Lão già này vẫn một mực nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Vậy đơn giản, mình không nhìn bài. Mọi người hãy đánh cuộc vận may. Bây giờ quyền lựa chọn thuộc về bá tước. Mở hay không mở? Theo hay không theo? Không thể không nói cách đánh bài của gã nhóc này trông cực kỳ lỗ mãng nhưng gây ra cho bá tước rất nhiều khó khăn. Bởi vì đây là hình thức hoàn toàn không có tinh thần thể thao. Chương 1045, người có nhân phẩm tốt nhất định có vận may tốt. Bá tước rất tức giận. Thằng nhóc này rất âm hiểm. Hắn còn âm hiểm so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Hắn không nhìn, bản thân mình cũng không thể nhìn vì nhìn sẽ mất đi phong độ, mất đi ưu thế tâm lý khi đối mặt với Tần Lạc. Hơn nữa nhìn thấy bài thì sao nào? Nếu như quân bài lớn một chút thì còn được, mình còn có chút tin tưởng. Nếu như quân bài rất nhỏ thì sao? Chẳng lẽ mình lại mất khí độ, bỏ không theo sao? Chẳng lẽ ván bài thứ nhất đã để thằng nhóc này chiến thắng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Chính vì vậy nhìn hay không nhìn chẳng có gì khác nhau. Tần Lạc đã khiến mình chỉ còn một cách là cũng theo. Thế nhưng cứ như thế này phải đánh cuộc vận may với hắn, mình không cam lòng. Điều này có khác gì là đánh bạc không? Như này có còn tinh thần thể thao không? Chính mình bao ngày tôi luyện, rèn luyện được kỹ năng đánh bài, thân kinh bách chiến, năng lực tâm lý đã được thừa nhận, còn cả năng lực tính toán ván bài đã hoàn toàn không còn tác dụng. Thằng nhóc này mù nên hắn đã đâm cho mình mù. Đây chính là ván bài của hai kẻ mù. Theo hay không theo, Tần Lạc cười hỏi, không nghi ngờ gì nữa, Tần Lạc cố tình một lần nữa làm ra vẻ tươi cười để chọc giận bá tước. Theo, bá tước lạnh lùng nói. Người phụ nữ bên cạnh bá tước nghe ông ta nói, ả vội vàng đẩy toàn bộ thẻ bài trước mặt ông ta ra giữa bàn. Bây giờ có thể lật bài được chưa? Tần Lạc hỏi, hắn vẫn không biết nhiều về quy củ đánh bài. Nếu như hắn không cẩn thận đi nhầm bước, bọn họ nói hắn là người thua cuộc thì làm sao? Chính vì vậy Tần Lạc nghĩ rằng bản thân mình vẫn nên hỏi rõ ràng một chút thì hơn. Nên nhớ rằng đây chính là ván bài trị giá 5 triệu USD. Có thể được, bá tước trả lời. Tần Lạc liền lật ngay bài của mình không chút do dự. Hắn có một quân 2 bích đen, một quân 9 rô và một quân quy rô. Giê-xu sụ mặt thất vọng, bá tước và ả phụ nữ nhìn nhau phá lên cười. Nhóc con, xem ra vận may của cậu không có gì đặc biệt. Bá tước cười đắc ý tới mức thở hổn hển, những nếp nhăn như vỏ cây trên mặt lão cũng rung động, thoạt nhìn rất buồn cười và cả buồn nôn nữa. Hai bích, chín rô, quy rô, lớn nhất chỉ là quy rô. Không có dọc ba, không có đồng hoa, không có cả đôi. Nói không chừng ông cũng không có gì, Tần Lạc phá lên cười nói. Trong lòng hắn thầm tức giận không thể giơ tay vò nát mấy quân bài này nhưng bề ngoài vẫn không có biểu hiện gì. Trong bụng đầy kinh thư đương nhiên sẽ phồn hoa. Trong túi có nhiều tiền mặt đương nhiên sẽ sung túc. Nếu như 5 triệu USD này là toàn bộ gia tài của Tần Lạc, một khi thua, hắn sớm đã khóc lóc như mưa như gió, chết đi sống lại. Ở trong sòng bài thường xuyên xảy ra những chuyện như vậy mà. Thế nhưng anh bạn Tần Lạc của chúng ta bây giờ được coi là người có tiền, thậm chí Tần Lạc còn không biết bản thân mình có bao nhiêu tiền. Không nói tới chỉ riêng bột phấn Kim Dũng là con gà đẻ trứng vàng, mỗi tháng mang lại cho hắn một khoản lợi nhuận khổng lồ. Năm nay quân đội cũng đặt mua tăng lượng bột phấn trị thương cho mình, chỉ riêng khoản này có thể khiến mấy đời con cháu Tần Lạc không còn phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Bây giờ hắn còn có phần chia hoa hồng của ớt can giải độc phương, một con số cũng không nhỏ, cũng chẳng phải là một con số quan trọng với hắn. Hắn thua 5 triệu USD, tuy rất sót 5 triệu USD nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa cũng không nhất định hắn sẽ thất bại.
Chính mình không nhìn thấy bài, bá tước cũng không nhìn thấy bài. Tuyệt đối không có khả năng. Bá tước nói vẻ cực kỳ tự tin, tuyệt đối không có chuyện bài của tôi còn nát hơn của cậu. Bá tước lau bàn tay bằng một chiếc khăn trắng sau đó chậm rãi giơ tay lật bài. Động tác của ông ta rất cẩn thận, sắc mặt chăm chú, thoạt nhìn trông có vẻ rất thành kính. Bá tước lật quân bài đầu tiên, một quân ba nhép. Tần Lạc không nhịn được phá lên cười nói, xem ra vận may của ông cũng chẳng tốt hơn. Này cậu bé, không nên nóng vội, ba không phải là quân bài nhỏ nhất, vấn đề quan trọng là phải xem nó phối hợp với hai quân bài tẩy. Nếu hai quân bài còn lại cũng đều là ba thì sao nhỉ? Hay nói cách khác hai quân bài còn lại đều là nhép thì sao? Tuyệt đối không có khả năng, Tần Lạc nói dáng vẻ rất tự tin nhưng trong lòng hắn lại khá căng thẳng. Trong lòng bá tước tức giận nhưng ông ta biết lúc này không cần tranh cãi với Tần Lạc những điều vớ vẩn đó. Bá tước xoa bàn tay rồi lật quân bài thứ hai. Bảy nhép, bá tước cười tủm tỉm dùng đầu ngón tay lật quân bài lên mặt bàn, cậu xem vận may của tôi vẫn tốt hơn của cậu đó. Ít nhất thì bây giờ vẫn chưa thể biết, Tần Lạc nhìn quân quy rô của mình rồi nói, ít nhất bây giờ nó là quân to nhất trên bàn. Hừ, bá tước hừ một tiếng rồi bắt đầu mở quân bài thứ ba. Nhưng khi ông ta mới mở được một nửa, ông ta chuyển quân bài tới trước mặt ả phụ nữ và nói, cô hãy lật giúp tôi. Ả phụ nữ nói vẻ khó xử, ông chủ, ngài hãy tự mình lật đi. Tôi sợ tay của tôi không may lắm. Ít nói nhảm đi, tôi bảo cô mở thì cô cứ mở. Bá tước nói vẻ uy hiếp. Ả phụ nữ không dám từ chối. Ả lau hai bàn tay vào váy áo rồi lật quân bài thứ ba với dáng vẻ cực kỳ cẩn thận. Tiếp theo ả phụ nữ trợn tròn mắt. Dáng vẻ cực kỳ khó tin. Hai mắt bá tước cũng co rúm nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Nhưng thật ra anh bạn Tần Lạc của chúng ta lại không có phong thái của một cao thủ. Hắn cười khì một tiếng và nói, Di Bích Đen, đáng tiếng không phải là Di Nhép. Tần Lạc nhìn quân quy rô của mình rồi nói tiếp, mặc dù vận may của tôi kém nhưng xem ra vận may của ông còn tệ hơn nhiều. Di Bích Đen, so với quân bài của tôi còn ít hơn một điểm. Không nhiều mà cũng không ít. Chỉ hơn một điểm. Đúng vậy, tại sao chỉ nhỏ hơn một chút? Bá tước bực tức tới mức chỉ muốn hộc máu. Chẳng lẽ vận may của mình không bằng thằng nhóc này hay sao? Thế nhưng cho dù bá tước có khó chịu trong lòng thế nào đi nữa, ông ta bắt buộc phải nói mấy câu gỡ thể diện nếu không có vẻ như mình không có phong độ. Thắng thua là chuyện bình thường. Không nên quá quan tâm. Bá tước vỗ vỗ đùi ả phụ nữ, ý bảo ả không cần quá căng thẳng vì thua ván bài này. Người anh có câu ngạn ngữ, nụ cười cuối cùng mới là nụ cười. Người thắng cuối cùng mới chính thức là người thắng cuộc. Đây là câu ngạn ngữ của người Trung Quốc, Tần Lạc không muốn vạch trần. Trò chơi gì vậy, ngay cả câu nói cũng muốn cướp hả? Ông làm cái gậy cho ai vậy? Nước Anh. Trung Quốc. Nước Anh. Giê-xu chỉ biết nhún vai chẳng biết nói sao khi nhìn một tiểu lão đầu và một đại nam nhân cãi nhau như hai đứa trẻ. Vốn trong lòng Giê-xu đã từng nghĩ tới nhiều cảnh tượng khi gặp mặt nhau, có đánh võ mồm, có dương cung bạt kiếm, có ngay khi nhìn thấy nhau đã ra tay nhưng vẫn thiếu cảnh tượng quỷ dị nhất này. Trung Quốc, Tần Lạc nói nhất quyết như chém đinh chặt sắt. Lúc này Tần Lạc không sợ lãng phí thời gian tranh cãi. Cùng lắm thì tranh cãi vấn đề này cả đêm cũng được vì dù gì hắn đã thắng 5 triệu USD. So với tranh luận, đương nhiên bá tước thích đánh bạc hơn. Hơn nữa bá tước mới thua một ván. Nếu như bây giờ không chơi nữa, vậy không phải ông ta sẽ khiến cho đối thủ trở thành nụ cười cuối cùng, chính thức là người thắng cuộc sao? Dù gì nước Anh cũng có, bá tước nói vẻ buông xuôi, không nói vấn đề này nữa. Chúng ta tiếp tục. Bá tước nói với người thanh niên tóc quăn đứng ở cửa, Fahim, đi lấy thẻ bài 10 triệu USD lại đây. Người thanh niên tóc quăn vội vàng quay người rời khỏi phòng. Tần Lạc nhận ra bá tước không đưa cho Fahim chi phiếu hay là thẻ ngân hàng gì đó nhưng tại sao Fahim ngay lập tức đi đổi thẻ bài cho bá tước? Hai người này có quan hệ gì? Người thanh niên tóc quăn dựa vào cái gì mà có thể có nhiều tiền như vậy? Cậu không thu những cái đó về sao? Bá tước chỉ vào đống thẻ bài trên bàn nói. Đương nhiên, Tần Lạc đứng dậy kéo đống thẻ bài như núi nhỏ ở giữa bàn về trước mặt mình. Trong nháy mắt hắn đã thắng 5 triệu USD. Thảo nào có rất nhiều người si mê trò này, quả thực cực kỳ kích thích con người. Hy vọng lần này cậu vẫn còn vận may tốt như trước. Không cần quá tốt, Tần Lạc nói, chỉ cần tốt hơn một chút so với ông là được. Cậu chọc giận tôi hả? Đó là tôi nói thật. Cậu không sợ tôi giết cậu hả?
tôi không chọc giận ông không giết tôi sao? Rất có ý tứ, bá tước cười nói. Người thanh niên tóc quăn nhanh chóng bưng một mâm đầy thẻ bài vào trong phòng. Tiếp tục chia bài, bá tước nói với Giê-xu, xem ra anh bạn xứng với nghề vệ sĩ hơn là sát thủ. Bá tước đại nhân quá khen, Giê-xu hơi cúi đầu sau đó gã lại chia cho mỗi người 3 quân bài. Lần này tới lượt tôi, đúng không? Bá tước cười hỏi. Đương nhiên, có qua có lại mà. Tần Lạc trả lời vẻ thờ ơ. Bá tước nhìn bài của mình rồi đẩy một nửa thẻ bài trên bàn và nói, 5 triệu. Tần Lạc không nhìn bài của mình, hắn cũng đẩy thẻ bài trị giá 5 triệu nói, mở bài. Bá tước cau mày, ông ta nói, sau khi xem bài tôi mới ra tiền. Cậu không xem bài sao? Có lẽ ván bài này của cậu không trị giá tới 5 triệu USD. Không cần nhìn, Tần Lạc nói, hôm nay tôi tới đây chính là đánh cuộc vận may với ông. Tần Lạc mở 3 quân bài của mình lên và nói, hơn nữa tôi cực kỳ tin tưởng, người có nhân phẩm tốt sẽ có vận may tốt. Chương 1046, hoàn toàn không có ý nghĩa. Kỹ thuật lát bài, Tần Lạc có kỹ thuật đánh bài này sao? Nói về vận may, Tần Lạc vẫn còn có chút niềm tin. Tần Lạc có cảm giác mình là người tốt, một người tốt đúng tiêu chuẩn. Nói một cách to tát chính là cả đời luôn phấn đấu vì sự nghiệp trung y của dân tộc, vì dân vì nước, mà không phải chỉ non nửa cuộc đời. Từ nhỏ đã là người kính dạ yêu trẻ, đoàn kết thân ái với bạn bè. Nếu như trước kia hắn phải là chiến sĩ thì đua toàn quốc, đoạt 10 ngọn cờ hồng. Bây giờ, không phải là thần tượng của người dân cả nước sao? Còn lão già này, Tần Lạc không hiểu nhiều lắm về lão già này nhưng hắn biết lão già này căn bản không có những phẩm chất này. Hơn nữa với tính cách đặc biệt như này, có thể thấy cả vận may cũng bị ông trời vứt bỏ. Hơn nữa thua thì sao nào? Dù gì đi nữa Tần Lạc đã thắng 5 triệu USD. Khi Tần Lạc lật 3 quân bài, trong phòng vang lên tiếng hô kinh ngạc của phụ nữ. Đó chính là của ả phụ nữ ngồi bên cạnh tiểu lão đầu. Ả ngồi ở vị trí đó nên có thể nhìn thấy toàn bộ bài của Tần Lạc trước hết. Sắc mặt của tiểu lão đầu cũng cực kỳ khó tin, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào 3 quân bài đã mở, ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy 3 quân bài vậy. Ngay cả Tần Lạc cũng bị 3 quân bài của mình hù dọa kinh hãi. Chẳng lẽ mình đã nói đúng, người có nhân phẩm tốt có vận may tốt hả? Ba con ca. Con thứ nhất là ca cơ, con thứ hai là ca bích, con thứ ba là ca rô. Ba con bài xếp thành một hàng chỉnh tề, giống như ba huynh đệ cùng một bào thai. Nếu như ông không thể mở được 3 quân át, ván này tôi lại thắng. Tần Lạc cười nói. Hắn đang thầm tự hỏi liệu có phải mình có bản năng đánh bạc trời phú không? Cho dù không có khả năng bẩm sinh, chỉ dựa vào nhân phẩm vô địch của mình, hắn càng có vận may vô địch. Thắng 30 triệu USD hẳn cũng không có vấn đề gì. Bá tước lạnh lùng nhìn quân bài của mình rồi lại quay nhìn Giê-xu, người phụ trách chia bài. Giê-xu nhún nhún vai, nói vẻ phóng khoáng, hẳn ông nên biết tôi không dối trá. Bá tước tin tưởng câu trả lời này. Cho dù trước mặt ông ta, hắn có ý đồ làm như vậy, khả năng thành công là gần như không có. Nói một cách khó nghe một chút là ông ta thật sự hy vọng thằng nhóc con này dối trá. Vận may của cậu quả thật rất tốt, một lần nữa bá tước chuyển ánh mắt của mình lên người Tần Lạc. Ông ta không mỉm cười, không tức giận, sắc mặt chỉ chuyển thành một kiểu thần thờ vô biểu cảm, sự thần thờ nghiêm túc, trịnh trọng. Rất nhiều người coi thường vận may, coi nó chỉ là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng bá tước lại hiểu rằng vận may cũng chính là một loại thực lực. Ngay trong thời điểm bạn đang đánh nhau với đối thủ, đột nhiên đánh giấm, sau đó để đối phương nhân cơ hội này giết chết. Bạn có thể oán hận vận may của mình không tốt không? Đương nhiên không được. Bây giờ bá tước không thể không coi trọng người thanh niên này, coi trọng gã tiểu tử với tính cách con chuột đùa giỡn con mèo này. Gã thanh niên này chính là một đối thủ có thực lực của ông ta mặc dù loại thực lực này xuất phát từ chính vận may của gã. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tần Lạc nghiêm túc gật đầu, hắn cực kỳ tán thành câu nói của bá tước. Trong ván bài này, ngoại trừ có 3 con át còn không thể có kiểu bài nào vượt qua 3 con ca này. Tần Lạc thật sự không tin trong tay bá tước có 3 quân át. Nếu như bá tước thật sự có 3 quân át, Tần Lạc sẽ nghi ngờ liệu có phải Giê-xu cố tình nhường cho đối phương hay không. Nếu không làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa nếu như ván bài này thua bởi 3 con át, Tần Lạc cũng không cảm thấy oan ức. Tôi thua, bá tước nói. Bá tước không lật bài lên cho Tần Lạc nhìn mà ông ta vẫn để 3 quân bài úp trước mặt mình.
ngoại trừ ông ta không ai biết đích xác bài ông ta như thế nào. Đáng tiếc, thiếu một nước, bá tước thầm hét lên giận dữ trong lòng. Chơi tiếp ván nữa, bá tước nói, nếu như ván này cậu cũng thắng, chứng minh vận may của cậu quả thực rất tốt. Quả thật tay của tôi cũng không được may cho lắm, ván bài hôm nay coi như chấm dứt. Đồng ý, Tần Lạc trả lời, hắn đã sớm muốn kết thúc. Tần Lạc đứng dậy, hắn gom đống thẻ bài về phía mình, nghĩ tới việc chúng sẽ được đổi thành đồng USD mà đồng USD này có thể biến thành mỹ nữ tóc vàng lõa thể cùng với phòng khách sạn xa hoa, khu nhà ở cao cấp và xe đẹp, tâm trạng Tần Lạc cực kỳ tốt. Không đợi bá tước lên tiếng, người thanh niên tóc quan lập tức đi ra ngoài mang một mâm đầy thẻ bài quay về. Tần Lạc đã nhận ra, có lẽ người thanh niên này chính là người hầu của bá tước. Giê-xu đảo bài sau đó gã ra hiệu cho hai người cắt bài. Tần Lạc xua tay ý bảo không cần thiết, hắn không bao giờ muốn cắt đi vận may của mình. Bá tước cũng không cắt, ông ta chỉ nói, chia bài đi. Giê-xu bắt đầu chia bài, theo quy củ cũ, mỗi người ba quân bài. Tần Lạc ngồi bất động, bá tước cũng ngồi bất động. Hai người không giơ tay xem bài. Ván bài này tới lượt cậu đi trước, bá tước nói. Tần Lạc gật đầu hỏi, đây là ván cuối cùng. Đúng vậy, C. Đây là ván bài cuối cùng của chúng. Tần Lạc nói, tôi không nhìn bài, ông cũng không nhìn bài. Chúng ta một lần nữa đánh cuộc vận may của mình. Khi nói chuyện Tần Lạc đẩy toàn bộ số thẻ bài trước mặt ra giữa bàn. Tần Lạc vốn có 5 triệu USD, hai lần thắng bá tước, tổng cộng 10 triệu USD. Lần đánh bài này, hắn đánh 15 triệu USD. Cho dù ở sòng bài Las Vegas nổi tiếng nhất thế giới, hàng ngày có vô số cuộc đánh bạc thần kỳ nhưng chỉ trong một lần đánh bạc đã đặt cược 15 triệu USD, có thể nói là rất hiếm. Hàng mi của Giê-xu chớp chớp sau đó gã cười vẻ hờ hững, không quan tâm. 15 triệu USD là con số không nhỏ nhưng đối với một sát thủ cao cấp như gã không phải là quá nhiều. Mấy năm qua gã đã từng tiêu tán một lượng gia tài gấp mấy con số này. Hơn nữa hiện nay Giê-xu không quá hứng thú với tiền bạc. Ánh mắt bá tước rực sáng, ông ta tán thưởng, hay lắm. Người trẻ tuổi rất can đảm. Tại sao lại không nói là tự tin? Cậu đã thắng 2 ván, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng sẽ thắng ván này sao? Tỷ lệ thắng liền 3 ván rất khó xảy ra. Nếu như đã thắng 2 ván trước, tại sao không thể thử tiếp một lần nữa? Lần thử nghiệm này rất có thể sẽ khiến thành quả của 2 lần trước mất hết. Hơn nữa còn thua hết cả tiền vốn. Vậy thì thế nào, tôi đã thắng 2 ván rồi. Đúng vậy, Tần Lạc đã thắng 2 ván. Cho dù ván thứ 3 bá tước thắng nhưng vì thắng 2 ván, Tần Lạc đã giành thắng lợi. Hai người vốn đánh bài không vì tiền mà là tâm trạng thắng thua. Theo, bá tước nói. Dầm. Ả phụ nữ đẩy hết đống thẻ bài của bá tước ra giữa bàn, hai bàn tay ả thoáng run rẩy. Trên bàn này là 30 triệu USD. Số này đủ cho ả cả đời này không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tần Lạc hít một hơi thật sâu sau đó hắn giơ tay lật bài. T. Không thể không nói lúc này tâm trạng Tần Lạc khá căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả 2 lần trước. 2 lần trước hắn đã chuẩn bị tâm trạng thua nhưng kết quả ngược lại là thắng, tâm trạng vừa vui mừng vừa kinh hãi. Tần Lạc cũng hy vọng lần này thắng nên trong lòng hắn có một tâm trạng chờ mong chiến thắng. Một khi con người ta đam mê cái gì đó, lập tức tâm trạng mất đi sự thăng bằng. Quân bài thứ nhất chính là 9 nhép, thứ hai là 9 rô. Tần Lạc thầm vui mừng, hắn cười nói, xem ra lần này vận may của tôi cũng không tệ. Khi quân bài thứ 3 mở ra, là 7 bích đen. Nói cách khác quân bài lớn nhất của hắn lần này chính là đôi 9. Chỉ hy vọng là như thế, bá tước có vẻ thản nhiên hơn so với Tần Lạc. Ông ta vỗ vỗ mông ả phụ nữ, cười nói, tiểu bảo bối. Hãy lật bài lên cho anh ta xem. Tôi sợ. Lật lên. Ả phụ nữ không do dự nữa, giơ tay lật 3 quân bài của bá tước. Quân thứ nhất là 6 cơ, quân thứ 2 là át cơ, quân thứ 3 là 2 rô. Thắng bại đã phân, Tần Lạc thắng cả 3 ván bài. Bá tước nheo mắt nhìn đánh giá Tần Lạc, khi bắt đầu tôi đã hiểu câu nói của quỷ ảnh và tôi cũng hiểu tại sao bọn họ thất bại. Nếu như một người có may mắn nhiều tới mức người khác không địch nổi, khi làm việc cũng thuận lợi hơn người khác một chút. Hy vọng vận may của tôi cũng vẫn tốt như vậy, Tần Lạc khiêm tốn nói. Tất cả đều là tiền của cậu, bá tước chỉ vào số thẻ bài trị giá 30 triệu USD nói. Tần Lạc không giơ tay thu đống thẻ bài này mà hắn thay đổi tư thế ngồi, một kiểu ngồi rất thoải mái, hắn nhìn bá tước và nói, tôi tới nước Mỹ không vì đánh bài kiếm tiền.
Tôi nghĩ, ông hẹn gặp mặt tôi cũng không phải vì mục đích này. Hai bàn tay bá tước lại lùa vào trong người ả phụ nữ, quan sát, đánh giá gương mặt có phần quá trẻ của Tần Lạc, cậu muốn cái gì? Cô của tôi, Tần Lạc nói, tôi hy vọng lúc này cô vẫn còn sống. Hơn nữa không suy xuyển một sợi tóc. Không vội, bá tước nói. Tôi rất sốt ruột, nhưng tôi không nóng vội. Nụ cười cứng đơ trên gương mặt Tần Lạc, hắn quan sát bá tước như có điều gì suy nghĩ rồi hỏi, ý của ông là. Tại sao trước tiên cậu không làm tốt chính sự của mình đi? Chuyện chính, Tần Lạc không nhịn được nở một nụ cười, nói, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện cứu cô tôi quay về. Phát huy trung y, cũng giống như vậy thôi, Tần Lạc kiên quyết nói, so với sự an nguy của người thân, tất thảy chỉ như mây trôi, gió thổi. Nếu có người nào đó bắt Tần lão gia của hắn rồi hỏi, muốn ông của mày hay muốn trung y? Tần Lạc sẽ không do dự mà chọn ông của mình. Có ý tứ, bá tước nói. Tần Lạc nổi giận. Tần Lạc vỗ tay xuống bàn rầm một tiếng, hắn tức giận quát, con mẹ nó, cái gì là có ý tứ? Chuyện này hoàn toàn không có ý tứ. Hãy thả cô tôi thả ngọc nữ của các ông. Chuyện chỉ đơn giản như vậy. Rầm. Vì Tần Lạc dùng sức quá mức nên cái bàn bằng đá cẩm thạch chấn động, đống thẻ bài chất cao như núi đổ xuống sàn nhà. Chương 1047, mưu sát thông báo trước. Hoa có trăm loại màu, người và chó khác nhau. Con người cho con chó một miếng xương, con chó chỉ biết người đó tốt với nó. Nhưng con người không như vậy. Khi bạn cho một người một khúc xương, người đó còn tưởng bạn đang sỉ nhục người đó. Đương nhiên đây chỉ là một ví dụ. Nếu như trong xã hội, có người dám cho người khác một khúc xương, người đó không phải vác dao thì cũng liều mạng với bạn. Ngay từ ban đầu Tần Lạc đối đãi với bá tước với thái độ rất ôn hòa. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười, thái độ cần cung kính thì rất cung kính. Không có cách nào khác vì cô hắn đang nằm trong tay người ta. Nếu không thì với tính cách kiêu ngạo của Tần Lạc, hắn nhất định sẽ nện cho lão già gầy khô quắt, gương mặt không anh tuấn, hành động bỉ ổi, hèn mọn này một trận. Điều quan trọng hơn là hai người lần đầu tiên gặp nhau, vẫn nên giữ hòa nhã với tiểu lão đầu ngoại quốc không quen biết. Nhưng mà có câu thế nào nhỉ, đạp vào mặt nhau. Tần Lạc càng muốn lấy lòng lão, càng muốn nhanh chóng giải quyết sự việc. Lão già này càng muốn kéo dài, càng muốn hành hạ, dày vò sự kiên nhẫn của hắn. Lão chỉ muốn Tần Lạc phản kháng. Rốt cuộc anh bạn Tần Lạc của chúng ta cũng vỗ bàn đứng dậy, gương mặt đẹp trai sạm đen, ngả bài với lão già này. Ông mày tới là muốn giải quyết vấn đề, tới để trao đổi con tin. Lão già hãy mang cô ông ra đây, ông đây trả lại ngọc nữ cho lão. Hai bên không ai nợ ai, vậy hãy chấm dứt. Đương nhiên với cục diện như này, nhất định chuyện không như này mà chấm dứt. Anh chàng Tần Lạc cũng không phải là người thích gánh chịu thiệt thòi về mình. Lão già cứ phái người tới giết ông mày đi, chuyện này có thể cứ quyết định như vậy đi. Thế nhưng không hiểu lão già này có uống nhầm thuốc hay không. Ban đầu lão bắt Tần Lạc đánh bài, Tần Lạc sơ ý đánh thắng lão lại dùng việc công báo thủ riêng, nói chuyện hôm nay chấm dứt, muốn Tần Lạc đi làm chuyện chính trước rồi mới tới cứu con tin. Đánh cuộc em gái lão à? Chính sự, đổi cô mang về chính là chính sự lớn nhất. Khi nhìn thấy Tần Lạc vỗ bàn, ả phụ nữ há hốc mồm kinh ngạc thành hình chữ O, dáng vẻ ngây ngô, hồ đồ, gợi cảm. Bởi vì công phu trên giường của ả rất cao hơn nữa ả thích chơi bằng miệng, tiểu lão đầu này coi như bạn tình lâu ngày của ả. Thế nhưng hai người quen biết đã mấy tháng nhưng ả chưa từng nhìn thấy một người nào dám đập bàn trước mắt ông ta, thậm chí còn không có một ánh mắt bất kính. Gã thanh niên này, gã dựa vào cái gì? Người thanh niên tóc quăn cau mày nhưng rồi y nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Nhưng ánh mắt của gã thanh niên này luôn liếc nhìn Giê-xu đang cầm bộ bài tú lơ khơ. Hiển nhiên gã đã coi Giê-xu chính là mục tiêu của mình. Giê-xu hiểu tính cách Tần Lạc nhưng cũng coi như không biết. Giê-xu hiểu Tần Lạc vì gã biết một khi con người này đã tức giận, không ai có thể ngăn cản. Không biết chính là gã không biết khi nào Tần Lạc tức giận. Người đứng mũi chịu sào chính là bá tước. Dù gì Tần Lạc cũng mắng ông ta, quát ông ta. Người có quyền quyết định ở đây cũng chính là ông ta. Bàn tay bá tước vẫn đang vuốt ve bộ ngực mềm mại của ả phụ nữ. Dù bá tước dùng sức khá mạnh nhưng vì ả phụ nữ vẫn đang chìm đắm trong sự kinh ngạc trước việc Tần Lạc vỗ bàn nên ả không thấy đau. Bàn tay còn lại của bá tước đang miết xuống mặt bàn, giọng nói khàn khàn của ông ta vang lên, cậu có biết rất nhiều năm rồi, thật sự là rất nhiều năm rồi. Tôi rốt cuộc đã bao là bao lâu rồi,
dài đằng đẵng giống như một thế kỷ, không có người nào dám quát mắng trước mặt tôi. Có liên quan gì tới tôi? Tần Lạc cười nhạt nói. Ông chỉ dùng hai câu này khiến tôi sợ hãi sao? Cậu không tệ, bá tước nói, đã biết thân phận của tôi mà còn dám đập bàn trước mặt tôi. Cậu rất được. Bá tước chỉ vào Giê-xu nói, anh ta cũng không dám. Giê-xu nhếch miệng cười nhưng gã không phản bác. Quả thật Giê-xu không dám. Ở châu Âu không có người nào dám vỗ bàn với bá tước. Giê-xu không muốn chết vậy cần gì phải chọc vào ông ta. Tôi muốn trao đổi con tin. Ngay bây giờ, Tần Lạc nói vẻ cực kỳ kiên quyết, tôi không tới nước Mỹ để đánh bài. Bây giờ tôi cũng không có tâm trạng đi cứu vớt Trung Y. Tôi muốn nhìn thấy cô tôi an toàn. Tôi không biết thái độ cư xử của các ông với Ngọc Nữ nhưng tôi nhất định phải mang cô tôi quay về. Hay lắm, sự thổ lộ chân tình rất cảm động. Một người đàn ông tính cách chân thực, bá tước vỗ tay khen ngợi. Sau khi dừng lại một chút, bá tước liếc nhìn Tần Lạc, hỏi ngược lại, điều này có liên quan gì tới tôi? Bá tước dùng câu nói trước đó của Tần Lạc để đáp trả, hơn nữa còn rất thuần thục. Rốt cuộc ông muốn cái gì? Tần Lạc hỏi. Hắn không thể không công nhận đối phó với loại tiểu lão đầu gàn rỡ này thật sự đau đầu. Nếu như hắn có súng, hắn không ngần ngại rút ra biến đầu tiểu lão đầu này thành bùn nhão. Giê-xu có súng. Nhưng cho tới bây giờ Giê-xu vẫn không rút súng, chỉ có một lý do để giải thích, Giê-xu không nắm chắc một phát súng có thể giết chết đối phương mà phải dùng tới mấy phát. Hắn không nắm chắc nên vẫn một mực chờ đợi cơ hội của mình. Cậu có biết tại sao chúng tôi muốn cậu tới nước Mỹ để trao đổi con tin không? Bá tước không trả lời câu hỏi của Tần Lạc mà hỏi một vấn đề khác. Bởi vì các ông muốn giết tôi, Tần Lạc khẳng định. Không sai, bá tước gật đầu nói, ba người quỷ ảnh, Kim Đồng, Ngọc Nữ tới Trung Quốc, mục đích chính là lấy đầu cậu nhưng không ngờ là ba trong bát đại chiến tướng của Hoàng đế đã tới mà còn không hoàn thành nhiệm vụ khiến tôi rất tò mò, cũng có người lo lắng vì chuyện này. Hay nói cách khác để đảm bảo chắc ăn, yêu cầu cậu tới nước Mỹ. Không cần nghi ngờ. Chúng tôi thật sự vì muốn giết cậu, hơn nữa chúng tôi cố tình giữ người của cậu ở lại. Tại sao trước tiên cậu không đi làm tốt những công việc mình cần làm? Ví dụ như đi tham gia cái đại hội y học truyền thống kia. Đi giành lấy vinh quang cho tổ quốc cậu. Ý của ông là bây giờ sẽ không giết tôi mà cho tôi thời gian xử lý hậu sự. Tới khi chính thức trao đổi con tin thì chính là ngày chết của tôi sao? Tần Lạc cười chế nhạo. Tần Lạc không hiểu tại sao mình lại cười chế nhạo trong khi hắn biết lão bá tước này nói sự thật. Mục đích của đám người này là giết chết hắn. Hơn nữa hắn cũng không nghi ngờ bọn họ thất bại lần nữa. Người ta đã sớm nói với hắn, tao muốn giết mày, mày có thể trốn, cũng có thể trốn thoát nhưng kết quả cuối cùng chính là cái chết. Đây chính là sự cuồng vọng, ngang ngược tới mức nào. Thế nhưng ngay cả Tần Lạc cũng không nghi ngờ điều bá tước nói. Tần Lạc cười châm biếm vô lực vì đám người này đã nói sự thật. Mục đích của việc này chỉ là phô trương thanh thế chứng minh thực lực hùng mạnh của mình. Tôi đã nói rất rõ ràng. Bá tước cười nói, hơn nữa bây giờ không thể giết chết cậu khiến ta rất khó chịu. Dù gì cậu đập bàn trước mặt tôi quả thực rất tức giận. Nếu tôi kiên trì muốn trao đổi con tin bây giờ, Tần Lạc hỏi. Bàn tay miết mặt bàn của bá tước ngừng lại. Ông ta biến quyền thành trưởng, nhẹ nhàng ấn xuống mặt bàn. Cái mặt bàn bằng đá cẩm thạch thoạt nhìn cực kỳ cứng rắn, mới rồi vẫn còn nguyên vẹn bỗng rung đổ sụp xuống. Không ai nhìn thấy bá tước phát lực như nào, thoạt nhìn còn có vẻ như không có lực. Nhưng cái mặt bàn đã sụp xuống. Cái vỗ bàn của bá tước không nhiều khí thế như của Tần Lạc, không gây ra tiếng động mạnh như của Tần Lạc nhưng hiệu quả khác nhau một trời một vực. Rầm. Những thẻ bài trên mặt bàn rơi tán loạn, Tần Lạc tức giận tới mức suýt chút bật lên chửi mắng. Thẻ bài mà người coi trọng, bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích. Toàn bộ thẻ bài trên bàn là tiền của ông mày thế mà lão già không biết xấu hổ kia đã đập nát cái bàn. Vì sao vừa rồi mình chỉ vỗ bàn mà không hất ngược bàn nhỉ? Đó là mình sợ không hất nổi. Vậy thì sao nào? Bá tước hỏi lại vẻ đầy kiêu ngạo. Chỉ bằng hai người mà muốn bắt giữ ta hả? Hãy nghĩ xem cậu có thể thay đổi được gì? Giê-xu bắn súng lục hầu như không có đối thủ nhưng bây giờ nếu có thể hãy thử rút súng xem anh ta có cơ hội rút súng không. Tần Lạc đứng ở đầu bàn bên kia suy nghĩ. Sau đó hắn vung tay nói, chúng ta đi. Nói xong Tần Lạc đi ra ngoài. Giê-xu bỏ bộ bài trong tay xuống, vội vàng đi theo sau Tần Lạc. Khi đi tới cửa, đột nhiên Tần Lạc đứng lại. Giê-xu đi sau Tần Lạc vội vàng đứng lại,
không nói gì, ánh mắt gã chỉ chăm chú nhìn Tần Lạc. Chỉ cần Tần Lạc ra lệnh một tiếng, Giê-xu sẽ lập tức rút súng giết bằng được. Tần Lạc hỏi, cầm thẻ bài chưa? Giê-xu im lặng một lát rồi nói, chưa kịp. Không cần quay về ăn cơm ngay, vội cái gì? Tần Lạc buồn bực nói, bản thân mình không cầm, biểu hiện mình là nam diễn viên chính có khí phách. Giê-xu không cầm, có phải là ngu ngốc không? Bây giờ tôi quay lại lấy. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu không chút do dự. 30 triệu USD đó. Chẳng lẽ muốn làm lợi cho lão bất tử kia hả? Chẳng lẽ muốn làm lợi cho lão bất tử kia hả? Câu nói đó Tần Lạc nói bằng tiếng Quảng. Lão già trong kia nghe hiểu tiếng Trung Quốc nhưng Tần Lạc không tin lão già đó còn hiểu tiếng nói mang tính chất địa phương. Còn về phần Giê-xu có hiểu hay không, không quan trọng, chỉ cần gã hiểu ý tứ của mình là được. Giê-xu mỉm cười, quay người, đẩy cửa đi vào trong phòng. Chỉ trong chốc lát Giê-xu bưng hai mâm đầy thẻ bài đi ra. Đi đổi tiền, khi Tần Lạc nhìn thấy số thẻ bài vẫn còn nguyên, hắn mới yên tâm. Tần Lạc vung tay nói, đi trước dẫn đường. Chương 1048, tôi cùng chết với hắn. Mấy người trong phòng trơ mắt nhìn Giê-xu đẩy cửa tiến vào, cười tà dị với chúng, sau đó Giê-xu dùng tốc độ nhanh như cơn gió, nhanh chóng nhặt những thẻ bài rơi vãi trên mặt đất vào một cái mâm không đủ, phải dùng tới hai cái mâm. Khi hai cái mâm không đủ, Giê-xu đành dùng tới túi quần áo bộ com lê của mình. Giê-xu không muốn bỏ sót bất kỳ thẻ bài nào. Có trời mới biết gã chủ nhân keo kiệt kia khi đổi tiền phát hiện không đủ số lượng có nghi ngờ mình cất giấu làm của riêng hay không. Tại sao lại thả cho hắn đi? Gã thanh niên tóc quăn đứng trong góc phòng, nhìn Giê-xu đóng cửa căn phòng lại hỏi với vẻ khó hiểu. Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng. Sắc mặt bá tước vô cùng bình tĩnh. Bàn tay ông ta lại tiến vào trong người ả phụ nữ, giống như lúc trước nó chưa từng rời khỏi đó vậy. Đây đúng là cơ hội rất tốt. Gã thanh niên tóc quăn nói vẻ tiếc nuối. Bây giờ chúng đang ở khách sạn Caesar, ở chỗ đó không phải mỗi giây mỗi phút đều là cơ hội sao? Bá tước hỏi ngược lại. Gã thanh niên tóc quăn cũng như nhớ tới chuyện vui vẻ gì đó, gã không nhịn được nhếch môi cười, nói, nếu như hắn biết khách sạn Caesar cũng do chúng ta khống chế, vậy hắn có chuyển chỗ ở hay không nhỉ? Nếu như Giê-xu vừa mới rời khỏi phòng và Tần Lạc vừa mới đi lúc trước nữa nghe được cuộc nói chuyện này, cả hai không thể không dậm chân tức giận. Khách sạn Caesar nơi bọn họ ở cũng nằm dưới sự khống chế của đám người này. Cái gì là tự chui đầu vào lưới? Cái gì gọi là tự tìm con đường chết? Cứ nhìn bọn họ thì biết. Ở Las Vegas có mấy trăm khách sạn cao cấp không hơn 20 nhà. Hết lần này tới lần khác chúng lại tìm tới chỗ chúng ta. Khi hắn vỗ bàn với tôi vẫn cố nén không nói cho hắn tin tức này. Người tới là khách, có đạo lý nào đuổi khách ra ngoài không? Bá tước gõ gõ bàn. Ả phụ nữ hiểu ý, lập tức ả lấy từ trong người bá tước ra một cái tẩu ngọc. Ả nhét một điếu thuốc lá vào cái tẩu, châm lửa, cái miệng nhỏ nhắn của ả hít một hơi rồi mới gắn vào mép bá tước. Bá tước hít một hơi thuốc rồi thoải mái thở khói thuốc lên người ả phụ nữ rồi ông ta mới nói với gã thanh niên tóc quăn, hãy làm tốt công việc của mày là được. Mấy ngày này tốt nhất không nên quấy rầy hắn. Không cần theo dõi chúng sao? Chẳng lẽ hắn có thể bay ra ngoài? Tôi không hiểu vì sao lại cho hắn thời gian, tiễn hắn lên đường sớm, hoàn thành nhiệm vụ không phải tốt hơn sao? Tao nói tao thích nước Mỹ, mày có tin không? Bá tước hỏi ngược lại. Nước Mỹ chết tiệt, bá tước tức giận mắng. Nếu như vậy, gã thanh niên tóc quăn hỏi vấn đề cuối cùng, tại sao muốn gặp mặt hắn? Không phải tao muốn gặp hắn mà hắn chủ động yêu cầu gặp mặt tao. Bá tước nói, tao còn muốn xác định xem sẽ dùng cách thức nào để giết hắn. Bây giờ tao nghĩ tao đã nghĩ ra rồi. Bảo bối, em cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy phương pháp này rất hay. Ả phụ nữ cười nói. Cái gì? Ly trừng mắt hỏi, gặp mặt mà không làm gì sao? Không phải là không làm gì. Tần Lạc cười ha hả nói, đánh mấy ván bài, thắng 25 triệu USD. Ngu ngốc, Ly mắng, mọi người sắp chết, còn cần nhiều tiền như vậy làm gì? Người nào sắp chết? Tần Lạc hỏi. Anh! Tôi chết cũng để tiền lại cho cha mẹ, người nhà dùng. Chuyện đó và thắng tiền có liên quan gì với nhau? Đồ tham tiền, Ly oán hận nói. Hồng Phu đứng dậy khỏi ghế, nàng đi tới gần Tần Lạc hỏi, tại sao không trao đổi người? Tạm thời không trao đổi. Tần Lạc nghiêng đầu một khoảng 35 độ, suy nghĩ rồi nói, có lẽ là đợi tới khi chấm dứt đại hội y học. Tại sao phải đợi cho tới khi đó?
Chúng nói là trước tiên muốn tôi làm xong việc chính, vì nước nhà giành vinh quang. Lúc này là lúc nào mà còn vì nước nhà giành vinh quang? Hồng Phu bĩu môi nói, nàng thực lòng muốn cải thiện cuộc sống của người Miêu nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác vinh dự vì đất nước Trung Quốc. Chúng e ngại thân phận của anh ấy cho dù về phương diện suy tính mưu kế, xử lý công việc, Ly đều mạnh hơn Hồng Phu. Chúng lo lắng rằng giết anh hùng lúc này sẽ ảnh hưởng quá xấu. Bây giờ Trung Quốc không giống Trung Quốc trước kia, đội trưởng đoàn đại biểu bị giết, cho dù là nước Mỹ cũng không thể gánh nổi trách nhiệm này. Tôi biết, không cần chị phải nói. Hồng Phu tức giận nói. Nàng muốn biết câu trả lời nhưng tuyệt đối không muốn câu trả lời từ miệng của Ly. Nói như vậy không phải bản thân mình còn ngu hơn cả chị ấy sao? Nếu như Tần Lạc trả lời câu hỏi này, Hồng Phu sẽ chấp nhận. Dù sao nàng đã từng thua dưới tay hắn mà. Cô biết cái gì? Ly cau mày hỏi. Ly cũng không thích Hồng Phu bởi vì Hồng Phu đã từng đó tuổi rồi mà lúc này cứ làm bộ ngây thơ. Cái gì tôi cũng biết. Biết rồi mà còn hỏi. Tôi thích hỏi không được sao? Ngu ngốc. Chị nói người nào ngu ngốc? Nói cô. Chị mới ngu ngốc. Cô. Cẩn thận không tôi hạ cổ giết chị. Một đao giết chết cô đó. Một người mặc váy trắng. Một người mặc quần đen. Một người kiều mị đáng yêu. Một người xinh đẹp, nghiêm nghị. Hai cô gái này tranh cãi với nhau thực khiến người ta đau cả đầu. Giê-xu làm bộ không nhìn thấy gì, ra vẻ khát nước, gã bỏ chạy sang phòng khách pha trà. Những chuyện này cứ giao cho Tần Lạc xử lý. Anh ta rất am hiểu. Giê-xu cầm chén trà, nhìn màn hình TV, thầm nghĩ trong đầu. Thôi được rồi, hai người đừng làm ầm ĩ nữa. Tần Lạc quát lên, bây giờ là lúc nào mà hai người còn tâm trạng cãi nhau hả? Vậy mà anh còn đi đánh bài. Cả hai cô nàng đồng thanh nói. Cả Hồng Phu và Ly đều không ngờ chính mình cùng lên tiếng hỏi với đối phương. Cả hai liếc nhìn nhau, cùng hừ một tiếng rồi cùng quay đầu nhìn sang hướng khác. Tôi chỉ là vì hoàn cảnh. Tần Lạc giải thích vẻ bất đắc dĩ, hơn nữa tôi đã thắng tiền. Tần Lạc lo lắng hai cô nàng lại tiếp tục tra hỏi hắn về chuyện đánh bài nên hắn vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Chúng không muốn trao đổi con tin, chúng ta chỉ biết tiếp tục chờ mà thôi. Nhưng chờ cũng không phải là biện pháp hay. Giê-xu, lại đây, chúng ta cùng thương lượng biện pháp giải quyết. Giê-xu cần chén trà đi tới nói, mặc dù bọn họ không dám đối đầu với hoàng đế nhưng mua một ít tin tức hẳn không thành vấn đề. Tần Lạc rút chi phiếu từ trong túi ra, đặt vào tay Giê-xu và nói, anh cầm số tiền này. Anh phụ trách việc liên lạc với bọn họ, cho dù phải ra bao nhiêu tiền, cũng phải nghĩ cách tìm ra nơi của cô. Trong thế giới ngầm, có một nghề nghiệp gọi là người cung cấp tin tức. Chỉ cần bạn có thể trả đủ tiền để mua, bọn họ thậm chí còn có thể giúp bạn dò la được thông tin về màu quần chip của nữ hoàng Elizabeth. Tôi biết cần phải làm gì. Giê-xu nhìn chi phiếu trên bàn, cười nói, anh không sợ tôi cần tiền bỏ trốn hả? Anh sẽ không làm vậy. Tần Lạc trả lời, hắn thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng hẳn anh hiểu tình hình bây giờ khác với trước kia. Trước kia đi bên cạnh anh rất kích thích. Còn được nổi tiếng, còn có các loại mỹ nữ, cuộc sống rất dễ chịu, khoan khoái, đương nhiên tôi sẽ không bỏ trốn. Bây giờ chúng ta chuẩn bị liều mạng với hoàng đế, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể chết. Tần Lạc nhìn vào mặt Giê-xu cười nói, anh có thể lấy đi 10 triệu USD, tôi cũng không trách anh. Sau đó Tần Lạc quay người nhìn Ly và Hồng Phu nói, cho tới tận bây giờ tôi vẫn quên không hỏi hai người một vấn đề giống như của Giê-xu vậy. Tình hình lúc này của chúng ta rất xấu. Cũng rất nguy hiểm. Tôi tới là vì tôi không thể không tới. Tôi chỉ muốn cứu cô tôi về. Nhưng hai người không nhất định phải tới. Lý do nghĩa khí rất quan trọng, tính mạng cũng rất quan trọng. Bây giờ tôi sẽ cho hai người một cơ hội lựa chọn. Hai người các cô có thể rời khỏi đây, mang theo 30 triệu USD. Nếu như ba người cùng rời khỏi đây, mỗi người 10 triệu, coi như là lời cảm ơn tất cả những gì mọi người làm cho tôi từ khi quen biết tới giờ. Thật ra tôi muốn tìm thuốc giải. Hồng Phu cười nhạt nói, anh không cho tôi thuốc giải. Anh chết, tôi cũng không sống được. Lập tức Tần Lạc móc trong người ra một cái lọ trắng nhỏ, hắn mở nắp, lấy ra một hoàn thuốc màu xám, đưa cho Hồng Phu, nói, đây là thuốc giải. Anh không gạt tôi chứ? Chuyện xảy ra tới mức này, tôi có cần thiết phải lừa gạt cô không? Hồng Phu nhìn chằm chằm vào Tần Lạc một lúc lâu. Sau khi xác định lần này Tần Lạc nhất định sẽ không đưa cho mình thuốc giải giả nàng mới bỏ hoàn thuốc vào trong miệng. Giê-xu cầm chi phiếu của Tần Lạc, nhìn Hồng Phu hỏi, cô có muốn đi không?
tại sao không đi? Hồng Phu cười hì hì nói, tôi không muốn chết. Còn cô, Giê-xu nhìn Ly hỏi. Ly đang khinh bỉ hành động của hai người. Sau khi nàng nghe nói bọn họ sẽ rời đi, sắc mặt nàng âm trầm tới mức có thể vắt ra nước. Nghe câu hỏi của Giê-xu, Ly lạnh lùng nói, tôi không đi. Nếu như phải chết, tôi sẽ cùng hắn chết. Chương 1049, ngu ngốc cũng không làm như vậy. Giê-xu cùng Hồng Phu đi rồi, cầm theo chi phiếu 30 triệu Mỹ Kim đi. Mỗi gian phòng xa hoa này mỗi ngày cần 12.000 Mỹ Kim đột nhiên trở nên vắng vẻ hơn, phòng xa xỉ như vậy nhưng không có người vào, làm Tần Lạc có chút không thích ứng được. Chấm, sớm biết như thế sẽ không cho thuê phòng đắt như vậy. Thật là vong ân phụ nghĩa. Ly đặt mông ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cửa phòng đã đóng, như Giê-xu và Hồng Phu còn ở đó vậy. Tôi đối với bọn họ làm gì có n nghĩa gì, cũng không thể nói là vong ân phụ nghĩa được. Tần Lạc tự giễu nói, tâm tính có chút mất mát. Nói như thế nào nhỉ? Tuy rằng hắn tỏ ra không hề để ý nhưng trong lòng cũng không dễ chịu gì. Có một chút buồn phiền cùng với chua xót. Thế nhưng hắn cũng không lấy bất luận lý do gì để ngăn cản. Hắn cùng với Giê-xu lúc trước là đối địch, Giê-xu muốn giết hắn, kết quả lại bị hắn cùng với đại đầu dùng kế bắt được. Về sau lại dùng người mang bệnh uy hiếp, hắn mới vâng lệnh. Cuối cùng để trốn tránh kiếm khách truy sát, lúc này hắn mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trở thành bảo tiêu kiêm nhiệm tài xế. Sau đó bọn họ quan hệ cũng không tệ, Tần Lạc đối đãi với hắn như bằng hữu, mà Giê-xu cũng biểu hiện làm tròn chức trách. Vài lần gặp nguy hiểm sống chết cũng là do hắn ra tay trợ giúp. Nhưng, vậy thì thế nào? Mặc dù hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi có quyền gì mà lôi kéo hắn cùng chết? Cho dù chính là người vợ thân thiết, như Lâm Hoán Khê, Lệ Khuynh Thành, vào lúc gian nguy thì có tư cách gì mà cùng nàng chết chung? Hắn không phải là đế vương thời cổ đại, không có tâm tư lạnh lùng độc ác như vậy. Hắn đến, là có nghĩa khí, nhưng hắn đi, lại là lẽ thường. Xã hội hiện nay, một hồi lâm nguy liền mất hết cả thân thích, vì tiền bạc mà cùng mọi người quan hệ bất hòa, huống chi là tình huống sinh tử trước mắt. Giê-xu đi, hắn hiểu được nhưng cũng rất khó tiếp nhận. Hơn nữa, bọn hắn đối với tôi có ân có nghĩa. Tần Lạc nhếch miệng cười, đưa tay ra ôm lấy bả vai Ly, lúc này hắn đột nhiên nghĩ mình thật yếu đuối, muốn tìm một chỗ để dựa vào. Thân thể Ly trở nên cứng ngắc, nhưng hình như có thể hiểu được tâm tình Tần Lạc lúc này, nàng không có cử động mà cũng không có nói gì. Thời gian bọn họ ở cùng tôi đã giúp tôi rất nhiều. Hiện tại đi tôi cũng có thể hiểu được, hoàn cảnh quyết định tư duy, chúng ta cũng phải đứng ở lập trường của người khác mà suy nghĩ. Kỳ thực vấn đề này trước kia ở Mỹ ta nên hỏi bọn hắn, cũng là do ta còn ích kỷ. Ta cứu cô trở về, lại không nghĩ rằng ta lại đem nhiều người không quan hệ kéo vào biển lửa. Ta đến tất phải có lý do, bọn họ vì sao phải đi theo. Ly trầm mặc, hình như đã bị lời nói của Tần Lạc thuyết phục. Tiếp đấy, nàng hung dữ nói, người tuyệt không nên cấp giải dược cho cái nữ nhân kia. Người kia bị nàng cố ý nói thành, cái nữ nhân kia, đúng là có chút đố kỵ. Làm người ta thuận lợi, người cũng thuận lợi hơn, người ta muốn chạy đi, lưu lại được sao? Vì sao không lưu lại được, không đưa giải dược xem nàng ta có dám đi không? Cho dù như thế, chúng ta mà chết, cô ta cũng không sống được. Em hận cô ta vậy sao? Tôi chỉ thấy đáng ghét, Ly thẳng thắn nói, không biết gì sao, nàng thấy Hồng Phu không thuận mắt. Trước hai người có chút đối đầu, nhưng cũng không biết Tần Lạc có biết pháp gì mà thuyết phục được nàng ta. Hà tất như thế, Tần Lạc vừa cười vừa nói, kỳ thực cô ta cũng không phải người xấu. Một người xấu làm sao có thể đầu nhập vào Miêu Cương? Một người xấu như thế nào mà nguyện ý tiếp thu nhiệm vụ chỉ để lấy thù lao để cải thiện hoàn cảnh sống của tộc nhân? Người như vậy, thì nàng ta có chút không phải, Tần Lạc cũng nguyện ý kết giao bằng hữu. Vậy là tôi hẹp hòi sao? Ly tức giận kêu lên, như là cáo bị dẫm phải đuôi. Không biết tại sao? Sau khi Giê-xu cùng với Hồng Phu ly khai, lòng của nàng rất không thoải mái, cũng rất tức giận. Thế nhưng cũng lại cảm thấy dễ dàng hơn một chút, nàng không thích cùng người xa lạ ở một chỗ, nếu như chỉ có nàng và Tần Lạc, nàng sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Cái này giống như một người con gái thuộc nữ trước mặt người ngoài phải ăn nói thủy mị, bước đi nhẹ nhàng, nhưng nếu không có người ngoài nàng ta có thể cười ha ha, ăn uống ngấu nghiến. Đương nhiên, ly cùng với thuộc nữ cũng không có gì quan hệ. Thế nhưng nàng trước mặt Tần Lạc xác thực có chút dễ dàng thoải mái hơn. Không có, làm gì có. Tần Lạc liên tục phủ nhận.
hắn còn đang hoảng hồn không biết nói gì, vội vàng giải thích, cái này không phải là hẹp hòi mà là ngay thẳng thiện lương. Trước sau như một, trước sau như một. Vậy là anh trong ngoài không như một. Ly híp mắt cười, nàng cũng không bỏ qua mà châm chọc Tần Lạc, chỉ mong Tần Lạc cuống lên mà lấy lòng mình, lại muốn làm nũng hắn một chút. Tần Lạc cười, nói rằng, tôi trong ngoài như một. Tôi nói, một, không như em nghĩ như, một kia đâu. Ly cũng cười theo, dường như đã quên khốn cảnh trước mắt, ngữ khí như nhẹ nhàng hỏi, hiện tại chỉ có hai chúng ta, làm sao bây giờ? Tần Lạc sờ sờ đầu, nói, không thể làm loạn. Có ý tứ gì? Em cũng đi thôi, Tần Lạc nói. Anh điên rồi, Ly ánh mắt trừng lên nhìn Tần Lạc. Tạm thời không có điên. Không cứu cô anh nữa à? Có cứu. Vậy sao anh còn bảo tôi đi? Tần Lạc cười khổ nói, lúc Giê-xu cùng Hồng Phu ở đây, tôi tuy rằng hết hy vọng, nhưng cũng có chút lòng tin. Có Giê-xu liên lạc với đồng bạn hắn tìm kiếm tin tức, Hồng Phu thì có năng lực hạ độc khó lường, còn có phi đao của em. Tôi ở giữa điều đình, hơn nữa chúng ta còn có con tin ngọc nữ trong tay, mấy cái này cũng có thể liều mạng. Hiện tại hai người bọn họ đã đi, tại nước Mỹ này tôi rất lúng túng, ngay cả ngôn ngữ cũng không biết. Nghe người ta nói cũng chẳng hiểu gì. Tần Lạc nhìn ánh mắt của Ly, nói tiếp, hiện tại tôi một chút phần thắng cũng không có, chẳng lẽ tôi cho em đi theo tôi chịu chết? Ai nói một chút hy vọng cũng không có, chẳng lẽ thiếu bọn họ chúng ta không làm được gì sao? Còn có anh, còn có tôi, còn có người liều mạng, còn có quân sư nữa. Quân sư cũng đủ để so với hai người bọn họ. Em không phải đã nói quân sư đang chấp hành nhiệm vụ sao? Nàng ta làm sao mà có thời gian tới giúp ta? Có thời gian hay không do nàng ta quyết định, anh đừng có ở đây mà đoán mò. Tần Lạc nhãn tình sáng lên, vội nói, quân sư tới thật. Tôi cũng không nói vậy, Ly đắc ý bĩu môi nói. Ha ha, tôi biết, Tần Lạc cười ha hả nói. Vậy hiện giờ chúng ta phải làm sao? Ly hỏi tiếp. Trên mặt Tần Lạc xuất hiện sự tự tin lần nữa, suy nghĩ một chút rồi nói. Bọn họ cho chúng ta thời gian phát huy thế mạnh Trung Y, vì Trung Quốc mà tranh phong, nếu bọn họ muốn ta hoàn thành sứ mệnh này, ta đây trước cứ tham gia cái hội nghị này đã. Nói vậy bọn họ cũng không động thủ trong hai ngày này. Tôi thì sao? Em mang con tin đi theo tôi, Tần Lạc nói. Đi đâu? Đến khách sạn của tôi. Em một mình ở đây tôi cũng không an tâm. Ly tâm tình vui vẻ nhưng trên mặt lại rất thản nhiên, như vậy không phải rất phiền phức sao? Bọn họ không dám động thủ tại khách sạn, như vậy cũng sẽ không động thủ tại đại hội khách quý bên trong khách sạn. Tần Lạc nói, nơi này cũng an toàn hơn. Được rồi, nghe theo anh. Tần Lạc cũng rất vui, nở nụ cười. Sau khi hai trợ thủ đắc lực rời đi, Ly nhu thuận theo hắn, làm hắn rất thỏa mãn. Trong rất nhiều tiểu thuyết, nam diễn viên chính có một ngày tỏa ra bá khí, rất nhiều người đều sùng bái, tìm cách xin nam diễn viên thu nạp và giúp đỡ. Đánh cũng không đi, Tần Lạc cho rằng bản thân mình chính là sự thất bại ấy. Cũng may, còn có Ly. Đi thôi, Tần Lạc từ sofa nhảy dựng lên, chúng ta ra ngoài thôi. Ly cũng không có lên tiếng trả lời mà trực tiếp đi qua, đem ngọc nữ làm cho bất tỉnh. Lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề then chốt, vội hỏi Tần Lạc, vậy con rắn trong bụng nàng thì thế nào? Rắn nào? Chấm, con rắn mà nàng ăn? Ly kỳ quái hỏi. Rõ ràng là hắn sai khiến, chẳng lẽ hắn quên rồi? Ăn con rắn, ai lại ăn rắn cơ chứ? Tần Lạc cười ha hả nói, ngu ngốc cũng không làm như vậy. Ly liền hiểu được, người này là lo lắng hoàng đế đang trao đổi con tin bỗng yêu cầu hắn nói chuyện con rắn do ai làm ra. Thế nhưng Hồng Phu đã đi, hắn cũng không nói được, đơn giản là coi như không biết chuyện này. Cái này đúng thật là lưu manh. Ly nghiêng đầu liếc mắt nhìn bộ ngực phồng lên của ngọc nữ. Nghĩ thầm, đích thực làm như vậy cũng không có gì không tốt. Chương 1050, có một nam nhân không nghe lời từ trước. Phu nhân, tôi cố ý chạy tới đây nói cho ngươi một chuyện vui. Tiểu lão đầu tóc bạc cười ha ha nói. Vậy sao, người phụ nữ yêu nhã đứng dậy, tự mình rót cho tiểu lão đầu một chén rượu rồi cười nói, tôi thật tò mò tin tức gì mà có thể làm bá tước đại nhân vui vẻ như thế. Đương nhiên. Nếu có thể lần nữa nhấm nháp máu của phu nhân giác đấu sĩ, cũng là một chuyện phi thường vui. Bá tước híp mắt đánh giá Violet, lễ phục màu bạc cũng không thể che hết được bộ ngực ngồn ngột, nói, tôi thua 25 triệu đô, thua trong tay tên tiểu tử Trung Quốc kia. Violet dừng động tác rót rượu một chút nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, vừa cười vừa nói, đã gặp qua rồi,
thế nào? Đã gặp qua, không sai, tôi rất có hứng thú. Bá tước cầm chén rượu hắc hắc cười. Tôi cũng đã gặp qua rồi, tôi cũng rất có hứng thú. Violet nâng chén rượu với hắn, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Bá tước buông chén rượu, vừa cười vừa nói, phu nhân sẽ không chỉ vì nguyên nhân như vậy mà động thủ chứ. Violet ngậm cười, nói, bá tước đại nhân, tôi đã già rồi. Ai dám nói phu nhân già, tôi lập tức giết chết hắn nấu ăn vào bụng. Bá tước nghiêm trang nói, nhớ tới người phụ nữ này vừa rồi mới rót rượu lộ ra bộ ngực tuyết trắng, ngón tay trỏ không khỏi động đậy. Phu nhân còn trẻ tuổi như thế, chính là tuổi đẹp nhất. Violet phu nhân nghĩ tới bá tước nói giết người ăn vào bụng, không khỏi nhìn hắn một cái. Gọi hắn là bá tước, thân phận hắn quả thật chính là một bá tước. Nhưng đồng thời hắn cũng là một tên tội phạm. Tội danh của hắn là giết người, hơn nữa ngược đãi cả thi thể. Hắn đã đem người tình của mình giết chết, hơn nữa còn đun sôi ăn thịt. Đám cảnh sát từ biệt thự lạnh giá của hắn tìm được một đầu phụ nữ, cũng phát hiện ra một nồi thịt, lại còn có trong thùng rác một đầu khớp xương đã được gặm sạch sẽ. Đám cảnh sát ai ai cũng nôn ọe tại chỗ, mà hắn cũng thoát ly khỏi giới quý tộc, sống một cuộc sống quý tộc thuộc về riêng hắn. Chỉ là, hắn lại đem chuyện này nói ra trước mặt mọi người, tâm lý của người này thật không biết là điên khùng hay là biến thái. Cảm ơn bá tước đại nhân quá khen. Violet phu nhân chú ý tới ánh mắt biến lạnh của lão, lập tức lại nở nụ cười ôn nhu, bá tước đại nhân còn chưa nói rốt cuộc là chuyện gì làm người vui như vậy. Tôi đã nói rồi mà, tôi thua 25 triệu đô. Bá tước cười ha ha nói. Bá tước đại nhân thật hay nói đùa. Quả thật là không nói đùa. Bá tước cao giọng nói, trạm canh gác dò xét báo cáo, trong số vài người tần tiểu tử kia mang đến, có một nửa đã rời đi. Giê-xu đi. Còn có cái, tiểu nữ hay hạ độc kia, nàng ta chính là cổ vương. Bây giờ hắn chỉ còn có một người con gái mặc hắc phục. Nếu như phu nhân đồng ý, chúng ta bây giờ có thể đem hắn đánh rất lại, chúng ta hợp tác có phải hay không cũng sớm kết thúc. Bên phía Tây đẩy mạnh cũng không thuận lợi, hoàng đế mà trách tội tôi cũng không biết nói sao. Thật vậy sao, Violet nhíu mày, lúc trước trong Trung Quốc, bọn họ ở chung cũng được mà. Vậy thì sao? Bá tước vẻ mặt đầy ngạo khí nói, bọn họ bây giờ là đang đối mặt với hoàng đế, muốn mời sát thủ cũng không được, Giê-xu cho dù có nắm trong tay một đống tiền cũng không có ai nguyện ý hỗ trợ. Tại châu Âu không có người nào nguyện ý chọc tới hoàng đế, tại châu Mỹ, tại nước Mỹ cũng như thế. Bá tước đại nhân nói rất đúng, Tử La Lan trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần không nên rơi vào bẫy của chúng. Phu nhân! Có phải ngươi quá cẩn thận không? Bá tước không vui nói. Giê-xu là một sát thủ, hắn có thể bỏ qua tín điều của một sát thủ để ám sát mục tiêu, còn có cái gì mà hắn không dám làm? Hắn chính là sỉ nhục giới sát thủ. Về phần cổ vương, nghe nói trước kia nàng ta là đối thủ của tiểu tử họ Tần, sau lại vì nguyên nhân gì đó mà hợp tác, nhưng quan hệ như thế cũng chưa đủ để nàng ta đi chịu chết. Đây là một sự thật xã hội, chưa người nào dễ dàng vì người khác mà giao ra tính mạng. Mặc dù là bạn tốt thâm giao cũng không được. Vậy đối với hoàng đế thì sao? Violet phu nhân đột nhiên hỏi. Bá tước như bị chọc giận, ánh mắt tức giận, nghiêm mặt nói, đó là tín ngưỡng. Tần Lạc một người một phòng, hắn cũng không ngại đem ly cùng với ngọc nữ an bài trong phòng mình. Nhưng hắn cũng biết việc này không thể được. Hắn lúc này có một thân phận khác, chính là đại biểu đoàn đội trưởng của Trung Quốc quốc y. Nếu như trong phòng hắn xuất hiện hai người phụ nữ, ngay ngày mai sẽ có lời đồn trong đoàn đại biểu, thậm chí còn truyền tới quốc nội. Người biết không, đại đội trưởng của chúng ta buổi tối ngày hôm qua kêu hai người đến, hai tiểu thư. Một người da vàng, một người da trắng, vóc người, chà chà. Nhìn hắn hào hoa phong nhã, không nghĩ tới buổi tối lại cầm thú như vậy. Hơn nữa còn có một phó đoàn trưởng có quan hệ không tốt với hắn ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn lúc này không thể không cố kỵ. Bởi vì muốn an bài cho khách quý của mỗi nước, các phòng khách sạn tương đối là khẩn trương. Nhưng có tiền có thể xui ma khiến quỷ, những lời này đối với hoàng đế thì không linh nhưng đối với giám đốc khách sạn thì rất có hiệu quả. Tần Lạc trả gấp 3 lần giá tiền, khách sạn lập tức cấp cho một gian phòng nguyên để dành cho một chi đoàn đại biểu đến vào ngày mai. Về phần bọn họ giải thích như thế nào với đoàn đại biểu kia, không phải là chuyện tình mà Tần Lạc phải lo lắng. Đem ngọc nữ nhét vào ghế sofa, Tần Lạc nhìn Ly hỏi. Em một người có thế được không? Thêm người là được sao? Ly hỏi ngược lại.
Tôi lo lắng không có ai thay phiên cho em, cả đêm em không được nghỉ ngơi. Tần Lạc nói. Tôi không cần nghỉ ngơi. Như vậy rất mệt. Là thói quen thôi, Ly nói. Nghe được Ly nói, Tần Lạc có chút đau lòng. Trước kia Ly đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn tại quốc nội lo lắng, cầu nguyện, cũng không biết công việc của nàng là như thế nào. Bây giờ họ sống nương tựa lẫn nhau, sóng vai tác chiến, mới từ từ hiểu rõ một ít, cuộc sống bên ngoài của nàng gánh chịu rất nhiều áp lực. Tôi ở đây cùng với em, Tần Lạc nói, buổi tối em ngủ giường tôi ngủ trên ghế salon. Nàng ta ngủ ghế salon, Ly chỉ vào ghế salon, nơi ngọc nữ đang nằm mê man. Tốt, vậy tôi với em ngủ trên giường. Không được, Ly vội nói. Vậy để hai người các em ngủ giường, tôi ngủ ghế salon. Tần Lạc nói, bởi vì phòng khách sạn đã hết, bọn họ chỉ còn phòng có một giường lớn. Trong phòng cũng chỉ có một giường lớn và một ghế salon. Hắn cùng Ly ngủ trên giường, ngọc nữ ngủ ghế salon. Hắn đồng ý nhưng Ly lại không đồng ý. Như vậy hắn ngủ ghế salon, ngọc nữ cùng Ly ngủ trên giường, không biết như vậy có được hay không. Còn có cách nữa là hắn cùng với ngọc nữ ngủ giường, Ly ngủ ghế salon nhưng điều này hắn không nói. Tất nhiên cách này Ly sẽ 100% không đồng ý. Ly nhìn ngọc nữ, nghĩ đến nàng ta vừa ăn rắn lại thấy buồn nôn, lắc đầu nói, không được, tôi không ngủ cùng nàng ta. Vạn nhất con rắn kia bò ra từ trong lỗ tai, lỗ mũi nàng ta thì phải làm sao được. Tôi cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta ngủ giường đi. Tần Lạc nói. Thấy Ly lại muốn phản đối, Tần Lạc vội nói, không nên lo lắng, tôi đối với em không có ý đồ gì đâu. Bây giờ cũng không có cách nào, buổi tối, tôi mặc quần áo ngủ, em muốn cởi quần áo hay không tùy em. Cũng chỉ còn cách này thôi. Ly suy nghĩ một lát, cũng không có biện pháp nào khác. Tần Lạc không muốn trở về, đích thật hắn vẫn có chút lo lắng cho an nguy của Ly. Bọn họ không có ở cùng tầng lầu, nếu như phát sinh chuyện gì, cho dù có kịp thời biết được, hắn có chạy lên cũng chậm mất rồi. Được rồi, Ly nói. Bôn ba cả ngày, Tần Lạc đi tắm rửa một chút. Tắm xong lại mặc quần áo mình đi ra, thật đúng là chuẩn bị, hợp y mà miên, mặc nguyên quần áo đi ngủ. Em cũng tắm rửa chút đi, Tần Lạc nói. Ly suy nghĩ một chút, cũng vào tắm rửa. Đi ra cũng mặc nguyên quần áo như cũ, làm Tần Lạc cũng có chút thất vọng. Nàng ta có thể chạy trốn không? Ly chỉ vào ngọc nữ hỏi. Không đâu, Tần Lạc nói. Anh xác định. Xác định, Tần Lạc phi thường khẳng định nói. Tôi mới vừa rồi còn cho nàng ta uống hai viên thuốc. Đến giữa trưa ngày mai nàng ta cũng chưa tỉnh lại được. Vậy anh ngủ đi, Ly nói, tôi trông chừng. Em ngủ đi, có tình huống gì tôi gọi. Tần Lạc rất không có tự tôn nói. Cũng không có biện pháp, ai bảo thân thủ hắn không bằng người ta. Nếu có cao thủ đánh lén tất nhiên phải gọi Ly. Chờ anh gọi tôi thì cũng chậm rồi. Anh ngủ đi, ngày mai còn phải họp. Em ngủ đi, buổi tối tôi canh chừng. Ban ngày em cũng vất vả rồi, hơn nữa, tôi là đàn ông, em là phụ nữ, tôi như thế nào mà có thể ngủ để em thức được? Tần Lạc. Gì? Trước kia có một người đàn ông, hắn không nghe tôi nói. Ừ, rồi sao? Kết quả hắn đã chết, Ly rút phi đao ra nói. Tần Lạc run run một trận, vội vàng chui lên giường. Chương 1051, mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Tần Lạc nằm trên giường, Ly cũng cùng nằm trên giường. Tần Lạc nằm bên trái, dựa vào tường. Ly nằm bên phải, dựa vào cửa sổ. Đương nhiên, vị trí của Ly thuận lợi hơn để nhảy tới cửa. Đây là yêu cầu của Ly, Tần Lạc cũng không dám phản kháng. Từ khi nghe Ly kể, trước có một nam nhân không nghe lời tôi, rồi nói kết quả sau đó, Tần Lạc cũng không dám phản kháng với bất cứ quyết định nào của Ly. Cho dù nàng muốn chính mình cởi sạch quần áo, cầm ống nước nhảy múa. Tần Lạc cũng chỉ cố lấy đủ dũng khí để nói cho nàng, em có thể lăng nhục tôi, nhưng không thể vũ nhục tôi. Tần Lạc rất mệt, ngồi máy bay trong thời gian dài như vậy, nói nhiều như vậy, còn đánh bài 3 lần thắng 25 triệu đô. Lại nhìn Giê-xu cùng Hồng Phu rời đi, dàn xếp cho Ly, Ngọc Nữ cùng chính mình. Tần Lạc đột nhiên phát hiện, hắn còn chưa có ăn cơm. Đúng vậy, trừ lúc ăn xong bữa cơm trên phi cơ, từ lúc xuống đất đến giờ đã qua 8 giờ. Hắn chưa được nếm qua thêm món gì. Trước có nhiều việc nên quên mất, giờ đi nằm, hắn liền nghĩ tới. Cái đói không nghĩ đến thì thôi, một khi nghĩ đến liền lập tức tràn ngập thân thể lẫn tâm trí. Nằm thẳng đói, nằm nghiêng đói, nằm ngửa mặt đói, nằm sấp xuống cũng đói.
cả người Tần Lạc vốn dĩ đã uể oải lại bị cái bụng đói hành hạ. Vô luận hắn cố gắng đếm một con cừu, hai con cừu, đây là cách đếm cừu cho dễ ngủ, nhưng đếm mãi vẫn không ngủ được. Vì vậy, Tần Lạc quyết định nói chuyện với Ly. Ly, đã ngủ chưa? Tần Lạc hỏi. Chưa, thanh âm của Ly từ bên cạnh truyền tới. Sao còn chưa ngủ? Nói nhảm. Tần Lạc suy nghĩ một chút, vấn đề hắn hỏi được xem là nói nhảm hả? Lại nói tiếp, tôi hỏi em sao lại không ngủ được, như thế nào mà là nói nhảm? Em ngủ đi, buổi tối hẳn là. Không có việc gì. Cái gì mà, hẳn là. Bọn họ đại khái sẽ không động thủ ở chỗ này đâu. Nếu không hẳn đã sớm động thủ rồi. Tại sao lại không động thủ? Ly lại hỏi ngược lại. Trước khi động thủ phải thông báo với anh sao? Cái này, không phải. Như vậy sẽ không có vạn nhất. Được rồi, Tần Lạc cảm giác được ngữ khí của Ly có chút không thích hợp, giống như trong lòng có chuyện gì đó, liền hỏi, có phải hay không là có tâm sự? Không có, Ly tức giận nói. Mặc dù miệng nói không có nhưng từ trong giọng nói của nàng, Tần Lạc nghe ra, nàng nhất định có. Tần Lạc bò dậy, hai tay chống thân thể, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú, khả ái, tinh xảo cùng với bạo lực, lãnh khốc, khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới cái mũi còn có một nốt ruồi nhỏ, nói, không nên chuyện gì cũng để trong lòng. Chẳng lẽ muốn tôi đem chuyện này nói cho anh chấm NG yêu ngốc? Ly trong lòng thầm nghĩ. Nàng quả thật có chuyện. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, buổi tối hôm nay tâm tình của nàng rất loạn. Lúc trước khi chấp hành nhiệm vụ, bởi vì tình thế thúc bách cũng không phải chưa cùng ở cùng một phòng với đàn ông. Nhưng lúc đó trong lòng nàng hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn coi chính mình trở thành đàn ông, hoặc nói đem người kia đối đãi như chị em. Cùng bọn họ thay nhau trông chừng, cùng bọn họ gác đêm, cùng bọn họ nhảy lên giết chết địch nhân. Khi lưỡi dao sắc bén đâm vỡ da thịt, cắt đứt hiết hầu làm máu chảy tràn xuống sàn nhà. Nàng cũng không có sợ hãi, ngược lại sau khi giải quyết xong đối thủ lại cảm thấy mừng rỡ, có cảm giác an toàn. Nhưng buổi tối hôm nay, nàng có cảm giác rất không an toàn. Hô hấp của nàng dồn dập, trong lòng lại càng loạn hơn, nhiệt độ cơ thể như tăng lên, dù sao nàng cảm giác được toàn thân rất không thích hợp, tựa như tất cả nội tạng đều đang dịch động. Đúng vậy, một loạt những triệu chứng đồng thời phát tác làm nàng tức giận, xúc động nhưng không phát tác ra ngoài được. Giống như sợ thân thể người kia tự nhiên nhảy lên, thừa dịp nàng ngủ làm ra hành động cầm thú đối với nàng vậy. Nàng cũng không thể đem Tần Lạc ra mà phát tác bạo lực đánh hắn một trận. Mặc dù nội tâm nàng quả thật có ý nghĩ như vậy. Hoàn hảo chính là, tiểu tử này lại chủ động đưa đến cửa. Tần Lạc thấy Ly không trả lời lại, trong lòng chợt nhảy, phải để ý tới sắc mặt nàng. Dù sao, hắn cũng đã đọc qua vài thứ về tâm lý học. Em xem, Giê-xu cùng Hồng Phu cũng đi. Không được nói đến bọn họ. Ly càng tức giận, nàng chán ghét phản đồ, càng chán ghét phản đồ phản bội Tần Lạc. Được, Tần Lạc lập tức điều chỉnh lại. Hai người bọn họ đi rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta ở nước Mỹ, nhìn quanh chỉ có địch nhân không có bạn bè. Nói thật, tôi không biết chúng ta có thể sống sót mà rời nước Mỹ không. Cho nên, trước khi chết, sao không làm cho chính mình vui vẻ một chút? Anh nói chúng ta sẽ chết, Ly hỏi. Đúng là có khả năng này. Tần Lạc nhếch môi nở nụ cười. Cũng có khả năng chúng ta đem hoàng đế cùng 8 người của hắn. Toàn bộ xử lý. Cũng có thể sẽ chết, Ly nói. Có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Tần Lạc đau lòng, đưa tay ra muốn kéo nàng vào trong ngực, nhưng lại không biết dùng thân phận hay danh nghĩa gì. Tay phải hắn duỗi ra không trung thì dừng lại. Hắn không biết nên tiếp tục, hay là thu hồi lại. Ly mở mắt, nhìn động tác cứng ngắt của hắn, có chút ngẩn người. Tôi chính là nghĩ muốn ôm em một chút, Tần Lạc nhếch môi cười, thanh âm có chút khô khốc. Hắn cần phải mạnh mẽ đẩy nàng ra xa, không nên ích kỷ lưu nàng ở lại. Cho dù nàng có chết, hắn cũng chỉ muốn nàng chết vì vô số người khác mà không phải chết vì chính mình. Nằm xuống, Ly nói. Tần Lạc cười cười, lại nằm lại vị trí ban đầu. Tần Lạc đang suy nghĩ dùng cớ gì để khuyên nàng đi, Ly bỗng nhiên lại kéo lấy cánh tay hắn. Nàng kéo cánh tay của Tần Lạc xuống phía dưới đầu mình, sau đó gối đầu lên rất thoải mái. Thân thể hơi nghiêng, nửa thân trên dựa vào người Tần Lạc. Cái gối đầu không thoải mái, Ly nói. Như là giải thích nàng làm như vậy là có nguyên nhân, nói cho Tần Lạc biết, lão nương không phải cố ý muốn ăn đậu hũ của ngươi. Đúng là có chút, Tần Lạc nói, cánh tay còn lại vươn tới, muốn ôm lấy bả vai Ly. Vù! Một đạo ngân quang lóe lên,
nơi cổ Tần Lạc đã xuất hiện một con dao nhỏ sáng loáng. Tần Lạc sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, người phụ nữ này giấu con dao chỗ nào, nhanh như thế đã lấy ra rồi. Không được nhúc nhích, Li uy hiếp nói. Thân thể Tần Lạc cứng đơ, cẩn thận nhìn con dao nhỏ trước mắt, lấy ngữ khí thương lượng hỏi, tôi có thể hay không, ra kia uống chén nước. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Tần Lạc thở hổn hển chửi má nó, thật là cảm kích tiếng chuông đến nước mắt cũng phải chảy ra. Mặc kệ là ai gọi cú điện thoại này, Tần Lạc trong lòng đều phải nói với hắn hai tiếng cảm ơn. Nhưng Ly đối với tiếng điện thoại đột ngột có chút không hài lòng, thu hồi lưỡi dao, buông thân thể Tần Lạc ra nói, nghe điện thoại đi. Được, Tần Lạc vội vàng nhảy từ trên giường xuống, chạy tới cầm lấy điện thoại. Là Tần đoàn trưởng à, tôi là người phiên dịch Tiểu Lưu, hiện tại tôi có việc gấp muốn báo cáo. Trong điện thoại vang lên thanh âm dồn dập của một người đàn ông. Có chuyện gì? Tần Lạc nhướng mày hỏi. Lúc trước hắn ra ngoài đã đem nhiều công việc giao cho phó đoàn trưởng Tiền Hoành Lượng. Nếu Tiền Hoành Lượng tận chức trách, lại thêm Cố Bách Hiền bọn họ có kinh nghiệm hỗ trợ, trong đoàn hẳn là không có việc gì xảy ra mới đúng. Mọi người không phải là tiểu hài tử gì, có thể xảy ra chuyện gì được. Đương nhiên, nếu như Tiền Hoành Lượng muốn thừa dịp mình không có ở đây mà làm ra chuyện gì, hắn cũng không ngại mà làm ác nhân, thu thập hắn một phen. Tiền phó đoàn trưởng té xỉu, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện. Tiểu Lưu không dám dài dòng, nói ngay ra nguyên nhân gọi điện thoại. Té xỉu, Tần Lạc nóng nảy, đang tốt như vậy sao lại té xỉu? Tần Lạc vốn tưởng rằng Tiền Hoành Lượng làm ra sự tình gì sau lưng hắn, lại không nghĩ đến hắn chỉ đoán đúng có một nửa. Tiền Hoành Lượng đúng là đang làm ra sự tình, nhưng không phải sau lưng hắn mà quang minh chính đại làm trước mắt hắn. Té xỉu một chút liền có thể vào bệnh viện ngủ một giấc, còn có sự tình gì có thể hấp dẫn người hơn? Nghe nói, tiền phó đoàn trưởng đang ở dưới lầu đánh bạc, thắng được không ít tiền, bỗng kích động một chút liền té xỉu. Tiểu Lưu ấp a ấp úng nói. Chuyện khác có thể nói gì thì nói nhưng chuyện này lại có liên quan đến vấn đề danh dự của lãnh đạo nên hắn không dám nói lung tung. Tiểu Lưu biết Tần Lạc cùng với Tiền Hoành Lượng quan hệ không tốt, vạn nhất sau này bọn họ đấu với nhau. Tần Lạc nói là hắn đánh bạc té xỉu, Tiền Hoành Lượng lại muốn hắn nói ra nhân chứng thì làm sao được. Cho nên Tiểu Lưu phải cẩn thận một chút, chỉ dùng từ, nghe nói thôi. Tần Lạc cảm thấy được trong cơ thể nóng bừng lên, chỉ muốn ngửa cổ chửi một trận. Tiền Hoành Lượng là phó đoàn trưởng đoàn Trung Quốc, ngày đầu tiên vừa đến đã tiến vào sòng bạc đánh bạc. Chuyện này cũng xem ra, mới thắng được bọn họ ít tiền đã té xỉu, lão tử thắng 25 triệu đô như thế nào mà không té xỉu. Lại còn bị người ta đưa vào bệnh viện, chuyện này cả khách sạn, à không, tất cả đoàn đại biểu của các quốc gia hẳn là biết việc này liền. Lần này, đoàn đại biểu của Trung Quốc thật là mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi. Chương 1052, ta không quản sống chết của hắn. Trăm năm trước người đọc sách bởi vì biểu đạt khát vọng của chính mình đã nói, tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi đều lọt vào tai. Chuyện nhà, chuyện quốc gia, chuyện thiên hạ, mọi chuyện đều quan tâm. Hiện tại, Tần Lạc hoài nghi bọn họ nói những lời này nhất định là trong lúc nhàn tản không có việc gì làm. Tần Lạc bây giờ đang vội vàng đi lo chuyện nhà, chuyện quốc gia đến mức sứt đầu mẻ trán, con mẹ nó còn tâm tư đâu mà đi quản chuyện thiên hạ. Nghe được tin tức phó đoàn trưởng của mình vì đánh bạc thắng mà té xỉu được đưa đến bệnh viện, phản ứng đầu tiên chính là muốn chửi con mẹ nó, nếu không phải có Ly đứng một bên nhìn chằm chằm. Hắn biết chuyện này rắc rối to rồi. Đại hội lần này thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới, hiện tại lại đang ở thời điểm mấu chốt. Nếu như xử lý không tốt, chả khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Tần Lạc cũng không để ý đến sống chết của Tiền Hoành Lượng, thậm chí còn nghĩ một chút, coi như hắn chết đi cũng như là vì dân trừ hại. Nhưng hắn mà chết theo kiểu này chẳng khác nào làm cho Tần Lạc phải chịu một nỗi oan ức. Hơn nữa nỗi oan này đã lớn lại không biết nên nói thế nào. Hắn còn sống thì còn phải cùng Tần Lạc chịu trách nhiệm, nhưng hắn chết tất chỉ có một mình Tần Lạc phải chống đỡ. Tại sao? Bởi vì hắn chính là đoàn trưởng đoàn đại biểu. Chỉ đơn giản như vậy, từ xưa đến nay phúc họa tương phùng, ai cũng không thể thoát được. Đoàn trưởng, Tiểu Lưu đợi hồi lâu trong điện thoại không thấy Tần Lạc nói gì, không khỏi bối rối. Đoàn trưởng không thể xảy ra chuyện gì mới được, nếu không đội ngũ sẽ rối loạn mất. Là bệnh viện nào, Tần Lạc cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng. Sau khi nghe được tên bệnh viện, Tần Lạc nói, tôi lập tức qua đó. Đã xảy ra chuyện gì? Ly lo lắng hỏi.
Nàng thấy vẻ mặt Tần Lạc âm trầm có chút dọa người. Tần Lạc hồi đáp, nhưng không có vội vàng rời đi mà đặt mông ngồi xuống cạnh giường. Người thân mất tích, cường địch xung quanh, bạn bè thoát ly, cùng lúc gặp nhiều sự tình không hay làm hắn đột nhiên có cảm giác rất uể oải. Cho tới nay, hắn đều lấy thân phận trung y cứu thế để xuất hiện. Hình như chưa có chuyện gì chính mình không thể làm được. Nhưng không thể không thừa nhận, Tần Lạc bây giờ có chút cảm giác tâm lực tiêu tụy. Hắn cũng chỉ là một người, một tiểu tử mới có 20 mấy tuổi. Những thanh niên khác bằng tuổi hắn có lẽ hoặc đang cùng bạn bè rong chơi khắp nơi, hoặc top 5 top 3 thăm thú 4 biển, càng nhiều là đang nói chuyện yêu đương. Hắn với những bạn bè cùng lứa tuổi khác rất nhiều nhưng cuối cùng hắn vẫn là người, một người tuổi còn trẻ. Ly chậm rãi đi qua, ôm lấy hắn từ sau lưng. Đem đầu hắn ấn vào ngực, để tùy ý hắn rụi rụi đầu vào lồng ngực mà không có phản ứng bất mãn nào. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa bóp hai huyệt bên thái dương của Tần Lạc, thanh âm bình tĩnh hỏi, anh muốn biết lần đầu tiên tôi giết người cảm giác ra sao không? Không nghĩ đến. Sự tình thực ra rất đơn giản, cũng không có khó khăn quá lớn. Thân ở tại Long Tức, tôi biết cuối cùng sẽ có một ngày giống như họ, phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng sẽ phải giống bọn họ, cùng nhau đi giết người. Ly Như không nghe Tần Lạc trả lời, nói với một thanh âm nhu hòa đều đều. Tôi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuy nhiên cũng rất khẩn trương, không biết nên xuất đao như thế nào, càng không biết nên đâm vào bộ vị nào. Long Tức dạy tôi kỹ xảo một đao phải giết người nhưng tôi lại liên tục đâm ra 7 đao, người phụ nữ kia bị tôi đâm 7 đao lại ôm chặt lấy thắt lưng, ngón tay túm chặt vào quần áo tôi, trên người tôi khi ấy tất cả đều là máu, quần áo cũng bị tay nàng ta xé rách. Sau đó liên tục mấy tháng liền tôi không cách nào ngủ ngon được. Mỗi lần nhắm mắt lại, đều như nhìn thấy lại. Hình ảnh người phụ nữ đầy máu kia đang ôm tôi. Xong rồi, Tần Lạc hỏi. Xong rồi, Ly nói. Em thực sẽ không kể chuyện xưa chứ? Tần Lạc nói. Không có chuyển biến, không có cao trào, không có kịch tính, cũng không có nghi ngờ, quan trọng là. Câu chuyện nhạt nhẽo còn chưa nói, tôi còn chưa biết em muốn thông qua chuyện này để nói với tôi điều gì. Giết người nhiều hơn sẽ không nhớ rõ khuôn mặt kia nữa. Hai tay Ly xoa bóp huyệt thái dương của Tần Lạc có chút dùng sức, nói, trong mộng sẽ gặp rất nhiều khuôn mặt. Tần Lạc trầm mặc trong chốc lát, vỗ vỗ bắp đùi đứng lên, vừa cười vừa nói, em quả thật không kể chuyện xưa. Tư liệu sống tốt như vậy lại từ trong miệng em nói ra quả thực là lãng phí. Bất quá tôi đã biết được ý trong đó. Tần Lạc nhìn thoáng qua ngọc nữ đang hôn mê bất tỉnh trên ghế salon, nói, em lưu lại đây. Nhất định phải chiếu cố mình cho thật tốt, nếu có sự tình gì không tốt. Lập tức rời đi. Ly mở miệng muốn nói gì, Tần Lạc đã quát lên, không nên cãi bướng. Lần này em phải nghe lời tôi. Làm gì mà hung dữ như vậy, Ly thở hổn hển nói. Tần Lạc đi qua ôm lấy chặt lấy nàng, nhỏ giọng nói, tôi không hy vọng em gặp chuyện gì không may, cũng không hy vọng em xảy ra chuyện gì. Nói xong, Tần Lạc xoay người rời đi. Ly vuốt nhẹ nơi ót bị Tần Lạc hôn trộm, ngẩn người nhìn về phía Tần Lạc đang rời đi. Anh mới gây ra chuyện ấy. Ly bĩu môi nói, nghĩ đến chính mình dĩ nhiên lại bị hắn hôn trộm một cái, lại cả giận nói, lần sau còn dám làm thế chấm CSO anh một đao. Tần Lạc gặp Cố Bách Hiền tại đại sảnh khách sạn, hắn mang theo một đám người đang vội vàng đi từ phía ngoài vào. Thấy Tần Lạc, bọn họ lập tức vây quanh tại đây. Tần Lạc, xảy ra chuyện rồi. Cố Bách Hiền vẻ mặt nghiêm trọng nói, hiển nhiên hắn cũng biết chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào. Tôi biết rồi, Tiểu Lưu đã thông báo cho tôi qua điện thoại. Tần Lạc nói, bây giờ tình huống thế nào? Mới vừa rồi có gọi điện hỏi, bệnh viện còn đang cứu trị. Một nhân viên công tác đi theo đoàn nói. Đi xem thế nào, Tần Lạc cùng Cố Bách Hiền đi phía trước, một đám người liền theo sau. Trên đường có không ít người chỉ trỏ trỏ vào bọn họ, hiển nhiên một người Trung Quốc có vận may thắng được một số tiền lớn nhưng lại vì quá kích động mà té xỉu, chuyện tình này đã đến bên tai bọn họ. Bệnh viện cách khách sạn Tần Lạc ở cũng không xa, nhân viên phụ trách dẫn đường của đại hội thậm chí còn không gọi xe đưa đón. Bởi vì nếu ngồi xe có khả năng còn bị chắn ở trên đường, đi bộ ngược lại còn dễ dàng tới hơn. Tới cửa bệnh viện đã thấy Tiểu Lưu đứng đợi sẵn. Thế nào? Tần Lạc lên tiếng hỏi. Hắn là đoàn trưởng, tự nhiên là người có quyền lên tiếng đầu tiên. Tình huống không tốt lắm, Tiểu Lưu nói, không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng... Cái gì? Tần Lạc biểu tình tức giận, người này có bệnh thế nào thì lúc này cũng không phải lúc ấp a ấp úng, hay là có việc gì cần giấu giếm.
bác sĩ nói, có khả năng thành người thực vật. Thấy Tần Lạc tức giận, Tiểu Lưu vội vã nói. Người thực vật, Tần Lạc u ám nghĩ, người như thế nào mà không chết luôn đi. Chính mình đã làm sai, lại còn phải tiêu hao người khác nộp thuế để nuôi dưỡng người cả nửa đời còn lại. Đúng vậy, Tiểu Lưu nói. Tần Lạc thấy trước cửa bệnh viện xuất hiện vài người tay cầm máy quay, lập tức mẫn cảm hỏi, bọn họ là ai? Thoạt nhìn thì là phóng viên, Tiểu Lưu đánh giá vài lần rồi nói. Nói nhảm, Tần Lạc mắng, tôi đương nhiên biết bọn họ là phóng viên, bọn họ tới làm gì? Tiểu Lưu lúc này mới phản ứng lại kịp, nói, bọn họ sẽ không thông báo việc này ra ngoài chứ. Tần Lạc nhìn lại hắn, nghĩ thầm, tiểu tử này có phải hay không đại não đã chịu qua thương tổn? Điều này còn phải đoán sao? Lấy sự tự do của truyền thông nước Mỹ, gặp phải chuyện như vậy khác nào con chó đang đói gặp phải khúc xương? Rốt cuộc là chuyện phát sinh như thế nào? Tần Lạc lại hỏi. Tôi cũng không rõ, Tiểu Lưu tránh ánh mắt xăm soi của Tần Lạc. Nếu như anh không nói, sau này trở về sẽ chuyển khỏi ngành công tác phiên dịch này. Tần Lạc nói, tôi sẽ khuyên Bộ trưởng an bài một công việc khác cho anh. Đến lúc này, Tần Lạc cũng không ngại cáo mượn oai hùm một lần. Đoàn trưởng, nói đi, Tần Lạc thấp giọng quát. Tiểu Lưu do dự một lúc, rốt cuộc cũng nói, buổi tối hôm nay, tôi tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì tiền phó đoàn trưởng gọi cho tôi, hỏi phụ cận gần đây có sòng bạc nào hay không, ông ấy muốn đi chơi vài ván xem thử thời vận thế nào. Ông ấy là lãnh đạo, nói ra yêu cầu tôi cũng không dám phản kháng, đã nói là khách sạn chúng ta đang ở có sòng bạc, chỉ có quy mô là không lớn. Ông ấy nói không sao, chỉ tùy tiện chơi đùa vài ván mà thôi. Tiền phó đoàn trưởng bảo tôi dẫn đường, cũng chỉ đi cùng ông ấy lên tầng 2 khách sạn. Ông ấy cầm tiền đi đổi lấy thẻ đánh bạc, đánh vào ô con át cơ. Không nghĩ tới mới lần đầu mở ra đã thắng, được ăn 320 lần. Hắn đánh cuộc bao nhiêu? Tần Lạc hỏi. 10.000 đô. 10.000 đô, ăn 320 lần, như vậy đó chính là đánh một lần thắng 3.200.000 đô. Khó trách Tiền Hoành Lượng lại kích động như vậy, phỏng chừng là người bình thường cũng thế. Trở về họp, Tần Lạc đã hiểu rõ tình huống, nói với đám người Cố Bách Hiền. Đoàn trưởng, chúng ta không vào xem tiền phó đoàn trưởng như thế nào sao? Có người hỏi. Ta không quản sống chết của hắn. Tần Lạc đột nhiên xoay người lại, đằng đằng sát khí nói. Chương 1053, phải có người chịu trách nhiệm. Đoàn trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc trước mặt mọi người chửi mắng phó đoàn trưởng, còn nói không quản sống chết của hắn, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mọi người đều ngẩn người một lúc, rồi cũng theo phía sau Tần Lạc quay trở về. Vốn là có vài người nghĩ muốn đến thăm phó đoàn trưởng một chút để kéo gần quan hệ, nhưng lại nghĩ hắn sinh tử chưa biết, hơn nữa còn có khả năng đắc đội với Tần đoàn trưởng, mà xem ra Tần đoàn trưởng hận phó đoàn trưởng thấu xương. Bọn họ liền làm ra một lựa chọn chính xác nhất, xoay người, trở về. Cử động này của đoàn người Trung Quốc làm cho nhân viên dẫn đường của đại hội cảm thấy không hiểu ra sao, nhưng người ta như thế, hắn là người ngoài cũng không tiện nói gì. Nghe nói trong nội bộ người Trung Quốc tranh đấu ghê lắm. Hắn trong lòng thầm nghĩ, bọn họ chắc là đối thủ rồi. Đoàn trưởng, có phái người ở lại trông chừng không? Phiên dịch Tiểu Lưu bước nhanh đuổi theo Tần Lạc, hỏi. Anh lưu lại, Tần Lạc nói chuyện với bên tổ chức đại hội, không cho phép phóng viên tiến vào phòng bệnh quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Được, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Lưu nóng lòng muốn lập công trước mặt người đoàn trưởng trẻ tuổi này, để đền bù cho sai lầm của hắn khi dẫn Tiền Hoành Lượng đến sòng bạc. Nhưng hắn cũng không biết, trong lòng Tần Lạc đã có chủ ý, sau khi trở về sẽ cho tiểu tử này ra khỏi ngành phiên dịch. Hắn là đồng lõa với Tiền Hoành Lượng trong việc đánh bạc này, cũng chính là người gián tiếp gây ra sự cố. Đương nhiên, đấy là nói, nếu có thể còn sống mà trở về. Còn chưa ra khỏi cửa bệnh viện, đám người Tần Lạc đã chạm mặt với một người khác. Hai bên vừa nhìn thấy nhau, người đàn ông cầm cây gậy trúc đi tuốt phía trước đã lớn tiếng hô. Phía trước có phải là đoàn đại biểu của Trung Quốc không? Tần Lạc dừng bước, nhìn người đàn ông cầm cây gậy trúc nói, đúng vậy. Các anh đã để xảy ra chuyện gì hả? Chẳng lẽ không có tổ chức, kỷ luật gì sao? Không hiểu được lễ nghi, liêm sỉ hả? Các anh không sợ mất thể diện nhưng chúng ta thì sợ mất thể diện, các anh có biết các anh đang làm gì không? Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Ai mau đứng ra giải thích cho tôi? Người đàn ông cầm cây gậy trúc lớn tiếng quát mắng. Khuôn mặt gầy gò chỉ có da bọc xương không ngừng co rúm lại, giống như một cái đầu lâu khô héo đang nhai nuốt thức ăn. Trông vừa kinh khủng, lại vừa cảm thấy tức cười.
Tần Lạc cau mày, hỏi ngược lại, ông là ai? Phùng Phú Cường, trong mắt Khô Lâu này sự tức giận càng tăng lên, người này lại còn không biết chính mình là ai? Bộ Y tế Trung Quốc làm việc kiểu gì vậy? Lại phái tới một người, một tiểu tử không quen biết, không hiểu lễ nghĩa tham gia đại hội này. Tôi hỏi chính là chức vụ, những lời này của Tần Lạc như đổ dầu vào lửa. Quả nhiên, nét mặt Phùng Phú Cường cứng đờ lại, ngón tay run rẩy chỉ vào Tần Lạc, hung dữ nói, tiểu tử thật tốt, xem ra là anh u mê không tỉnh ngộ, muốn ngoan cố chống lại đến cùng hả? Tần Lạc biết, hiển nhiên người này đã hiểu lầm chính mình. Hắn cảm giác hắn rất quan trọng, tưởng rằng ai ai cũng đều phải biết hắn. Ánh mắt hắn nhìn Phùng Phú Cường có chút thương hại, bình tĩnh nói, thứ nhất, tôi quả thật không biết ông là ai. Thứ hai, tôi không có u mê không tỉnh ngộ. Thứ ba, cái gọi là, ngoan cố chống cự, là sao? Tôi chống cự lại ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là thư ký trưởng của Liên minh Trung y Dược Quốc tế, anh nói anh chống cự người nào? Phùng Phú Trân ở phía sau tên thư ký lên tiếng phản kích. Liên minh Trung y Dược Quốc tế. Tần Lạc cũng biết tổ chức này. Liên minh Trung y Dược Quốc tế trên thế giới là do Trung y Dược của mỗi nước được sự ủng hộ của những người nổi tiếng mà hợp thành, chứ không phải là tổ chức của chính phủ. Lấy tôn chỉ là phát huy thế mạnh, truyền thống văn hóa của Trung y Dược, làm phong phú hệ thống lý luận, chỉnh hợp lại các nguồn tài nguyên, đề cao năng lực phục vụ, tăng tiến nhận thức, xúc tiến hợp tác quốc tế, đẩy mạnh sự phát triển của Trung y Dược, giữ gìn sức khỏe cho toàn bộ loài người. Sự tồn tại của tổ chức này có tác dụng đẩy mạnh sự phát triển của Trung y Dược. Mỗi một thư ký trưởng của liên minh đều do chính phủ Trung Quốc phái người đảm nhiệm. Chính phủ đối với tổ chức này rất coi trọng, hàng năm đều cấp tiền để bọn họ duy trì tổ chức. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ là ai thì đối với chính mình, ngoan cố chống cự, làm gì có quan hệ. Lúc ngươi mắng chửi người ta cũng không nói gì. Chẳng lẽ ta phải nói, đúng vậy ngươi mắng đúng lắm, chúng ta không có lễ nghĩa, không có liêm sỉ. Vậy mà đây chính là chống cự sao? Tên này, nói như thế nào nhỉ, hắn đem mình trở thành cái gì đây? Các ông rốt cuộc là ai? Tần Lạc lớn tiếng quát, ở đâu lại tới một đám lừa gạt, dám nói mình là thư ký trưởng của Liên minh Trung y Dược Quốc tế. Anh, Phùng Phú Trân như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, từ trong ví rút ra thẻ chứng minh thân phận rồi đưa qua, nói, ai là tên lừa gạt? Anh nói ai là tên lừa gạt, đây là thẻ chứng minh thân phận của tôi, anh xem đi chấm xem cho kỹ vào. Tần Lạc cũng không đưa tay nhận lấy thẻ chứng minh của hắn, cười lạnh nói, tôi chỉ biết thư ký trưởng của Liên minh Trung y Dược Quốc tế có họ Chu, tên gọi là Chu Cường. Cũng chưa từng nghe qua thư ký trưởng có tên là Phùng Phú Trân. Các ông lừa gạt cũng thật thiếu chuyên nghiệp nhỉ, muốn lừa gạt cũng phải bỏ chút công sức chứ, bây giờ gạt người cũng không dễ dàng. Như trước kia đâu, Phùng thư ký trưởng chính là phó thư ký trưởng, tên thư ký hổn hển nói. Phó thư ký trưởng thì chính là phó thư ký trưởng. Sao lại gọi là Phùng thư ký trưởng? Tần Lạc nhìn chằm chằm vào tên thư ký đeo kính mắt, nói, hay ông cũng có quyền cho hắn lên chức một bậc. Người đàn ông đeo kính mắt nhất thời há hốc mồm, bình thường hắn có thể nói trời nói đất nhưng hiện giờ, một câu cũng không nói nên lời. Ánh mắt nhìn Tần Lạc giống như gặp quỷ. Tiểu tử này cố tính giả bộ ngu ngốc hay hắn đích thực là một tên gà mờ? Trong giới quan chức nhà nước, mọi người không phải đều xưng hô như vậy sao? Nào có ai cả ngày đều mở miệng nói chữ phó. Ông đã không có quyền đưa người ta lên chức, đó chính là phó thư ký trưởng. Chẳng lẽ có thể tùy tiện liền sửa lại cấp bậc, tôi là đoàn trưởng đoàn đại biểu, nếu người ta cũng bảo tôi là tần phó đoàn trưởng. Điều này không phải là quất vào mặt tôi sao? Phùng Phú Trân lần này không chỉ có đầu ngón tay mà toàn thân cũng đều run rẩy. Hắn cũng đã rõ ràng, người này chính là quất vào mặt hắn, hơn nữa là hung hăng mà quất vào mặt hắn. Không kiêng nể gì mà cũng không lưu tình chút nào. Cô Bách Hiền ở phía sau khẽ kéo áo của Tần Lạc, có ý bảo hắn đừng đắc tội quá đáng với những người này. Bọn họ chính là tham gia tổ chức đại hội lần này, nếu có chuyện không vui, bọn họ ở giữa làm khó dễ một chút là rất đơn giản. Tần Lạc cũng không đáp lại, hắn cũng không nghĩ đến chuyện thỏa hiệp. Nếu như chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng thỏa hiệp, thế giới này làm gì có chiến tranh? Anh phải cho tôi một lời giải thích. Phùng Phú Trân cố gắng áp chế sự phẫn nộ trong lòng, đem đề tài hướng tới vấn đề ban đầu là muốn khởi binh hỏi tội. Cũng không thể cứ để hắn níu lấy vấn đề, thư ký trưởng cùng, phó thư ký trưởng, không buông tha. Giải thích cái gì? Tần Lạc hỏi. Cả thế giới đều biết rồi, anh còn muốn giấu giếm.
Phùng Phú Trân huyết khí lại tăng lên, có ý nghĩ muốn mở miệng chửi câu chửi bằng tiếng Anh. Tại sao lại có người đáng hận như vậy chứ? Cả thế giới đã biết rồi, ông còn không biết. Tần Lạc coi thường nói, ông không phải người sao? Tần Lạc nghiêm mặt nhìn Phùng Phú Cường, nói, Phùng Phó Thư Ký Trưởng, muốn được người khác tôn trọng, trước hết phải tôn trọng người khác. Nếu như ông cứ có thái độ không đứng đắn như vậy, chúng ta cũng không có biện pháp nói chuyện. Tôi như thế nào mà có thái độ không đứng đắn? Phùng Phú Cường nghẹn một bụng tức khí, hỏi ngược lại. Tên này thấy sự tình không tốt, muốn đem trách nhiệm đẩy lên người mình đây. Nếu như ông còn muốn dây dưa cái vấn đề ngu xuẩn này, thứ cho tôi không thể trả lời. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm lắm, Tần Lạc nói. Chẳng lẽ chúng ta không phải đến để giải quyết vấn đề? Phùng Phú Cường nói. Ông có phải đến để giải quyết vấn đề không? Đáp án hẳn là do các ông quyết định. Tần đoàn trưởng, anh không nên quá mức như thế. Phùng phó thư ký trưởng, ông cũng đừng nên lấy quyền thế đè người. Càng huống chi ông căn bản không đè được chúng tôi. Tốt, tốt, trong mắt Phùng Phú Cường lóe lên tia sáng độc ác, trong lòng suy nghĩ làm cách nào giáo huấn tên tiểu tử này một phen, cho hắn biết ai là hắn không thể đắc tội. Anh là đoàn trưởng đoàn đại biểu, sự tình xảy ra đương nhiên là do anh phụ trách. Chuyện này đã truyền ra. Các bên tham gia tổ chức đại hội cùng với hơn 96 đoàn đại biểu đại diện cho các nước cũng đã biết rồi. Phóng viên của giới truyền thông cũng đã đến đây, như vậy, khoảng sáng mai, không, có khi ngay buổi tối nay đã có tin tức. Anh có hay không nghĩ tới, hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt của đại hội, sự tình này có ảnh hưởng như thế nào đối với giới trung y của Trung Quốc? Tôi đã nghĩ tới, Tần Lạc nói, cũng rất tức giận. Tức giận không giải quyết được vấn đề. Mắng chửi người khác cũng không giải quyết được vấn đề. Vẻ mặt Tần Lạc đau đớn nhìn Phùng Phú Cường nói, chúng tôi thậm chí ngay cả thời gian để thăm phó đoàn trưởng đang bệnh nặng cũng không có, lập tức chuẩn bị trở về khách sạn hội họp thảo luận biện pháp giải quyết vấn đề. Tất cả đều là vì giải quyết ổn thỏa chuyện này. Ông không hiểu tâm trạng của chúng tôi lúc này sao? Phùng Phú Cường thiếu chút nữa thì bị tiểu tử này lừa gạt. Nếu không phải hắn đã từng nói chuyện qua điện thoại với Tiền Hoành Lược, mới vừa rồi lại nhận được điện thoại từ thư ký của Bộ trưởng Hoàng, có khi hắn thật tin rằng tiểu tử này cùng Tiền Hoành Lượng quan hệ rất thân thiết, phối hợp rất ăn ý. Xảy ra chuyện, phải có người chịu trách nhiệm. Cấp trên đã ra chỉ thị, việc lần này đành phải để Tần Lạc chịu oan ức một chút, ai bảo hắn chính là đoàn trưởng chính thức. Chương 1054, lấy hạt rẻ trong lửa. Đoàn trưởng Tần, bất luận như thế nào, buổi tối ngày hôm nay anh phải đưa ra cho tôi phương án giải quyết. Phùng Phú Cường đã biết tài ăn nói vô sỉ của Tần Lạc, biết rằng trên vấn đề, ngôn ngữ, khó mà lấn tới được, bèn đưa ra phương án đơn giản trực tiếp nhất. Nếu phương án đưa ra thật tốt, giải quyết được vấn đề, hắn yêu cầu người đứng đầu đoàn đại biểu chịu trách nhiệm, chính là có công lao. Nếu phương án đưa ra không tốt, không giải quyết được vấn đề, hắn bắt tên kia phải chịu trách nhiệm, cũng coi như là có công lao với Bộ trưởng Hoàng. Cũng không có biện pháp, ai bảo hắn chính là do một tay Bộ trưởng Hoàng đề bạt lên. Không nghĩ tới Tần Lạc căn bản không để mặt mũi cho hắn, nghe hắn nói xong, lông mày trao lại, hỏi, Phùng Phó Thư Ký Trưởng, ông là Phó Thư Ký Trưởng của Bộ Y tế. Anh có ý gì? Phùng Phú Cường cảnh giác hỏi. Tiểu tử này mỗi lời nói đều có khả năng chứa bẫy dập, nhất định phải cẩn thận mới được. Tôi có ý tứ gì đâu, chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng một số vấn đề. Tần Lạc nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, ông vừa rồi giới thiệu mình là Phó Thư Ký Trưởng của Liên minh Trung Y Quốc tế, đương nhiên, lúc ấy ông nói là Thư Ký Trưởng. Vấn đề này tôi không truy cứu nữa. Tôi tò mò chính là, một người của Liên minh Trung Y Dược Quốc tế, không phải người của chính phủ, chẳng lẽ vì trước ông có hai chữ, quốc tế, là tôi phải nghe lời ông sao? Chúng tôi là một đoàn đại biểu thuộc về Bộ Y tế Trung Quốc, cùng với các ông làm gì có chút quan hệ nào? Anh, nói nhăng nói cuội. Phùng Phú Cường dậm chân tức giận. Hắn là Phó Thư Ký Trưởng của Liên minh Trung Y Dược Quốc tế, cũng coi như là người có vai vế trong tổ chức, làm gì đã phải chịu qua loại ác khí này. Bất quá, lời Tần Lạc nói hắn cũng không có biện pháp phản bác. Bởi vì Tần Lạc nói không hề sai, Liên minh Trung Y Dược Quốc tế chính là một tổ chức không chính thức do nhiều quốc gia hợp tác tạo nên, không phải là tổ chức của chính phủ. Trên cấp bậc hành chính mà nói thì không có ảnh hưởng được đến Tần Lạc. Hiện giờ trên vấn đề địa vị, Tần Lạc chiếm ưu thế, hắn cứ coi như đây là một tấm bảng hiệu mà đem trưng ra. Trước kia, Bộ Y tế cũng đã từng phái đến vài đoàn đội, mỗi người đoàn trưởng sau khi đến nước Mỹ,
ai chẳng lập tức nghĩ biện pháp đến gặp hai vị phó, ba vị thư ký trưởng của liên minh bọn họ. Đương nhiên, cuộc gặp này chỉ mang tính bái phỏng, nhưng một ít chỗ tốt cũng không tránh được. Không có biện pháp, bọn hắn ở Mỹ rất quen thuộc, hơn nữa liên minh cũng là một thành phần tham gia tổ chức đại hội, chung quy sẽ có sự tình cần bọn họ giúp đỡ. Nếu không có chỗ tốt cho họ, dựa vào cái gì mà họ giúp việc cho ngươi? Đây là một quy tắc ngầm. Cái gì gọi là quy tắc ngầm? Chính là tất cả mọi người đều biết, nhưng cũng phải chuyện tình có thể nói ra. Tên ngu ngốc này sao có thể trở thành đoàn trưởng đoàn đại biểu? Thái công dân chẳng lẽ bị lừa đá hư đầu rồi sao? Trong lòng Phùng Phú Cường hung hăng nguyền rủa, hắn không có biện pháp chiếm được tiện nghi của Tần Lạc, cũng chỉ nguyền rủa người đã tạo thành sự việc này là Thái công dân. Không có hắn giúp đỡ, lấy tuổi tác cùng với lịch duyệt của Tần Lạc, làm sao có thể trở thành đoàn trưởng đoàn đại biểu trong một đại hội mang tính chất quốc tế này? Nếu đã đắc tội, vậy thì cũng triệt để một chút. Tần Lạc cũng không có vì vậy mà trầm mặc, mà tiếp tục dùng ngữ khí kiên định như có thể kích thích sĩ khí của mọi người, nói, chúng tôi sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng cũng không việc gì phải thông báo với các ông. Chúng tôi là vì danh dự của Trung Y Trung Quốc, vì quốc uy của Trung Quốc, cũng là vì tiền đồ và lý tưởng của mình. Cùng với các ông có quan hệ gì? Lại liếc nhìn Phùng Phú Cường quai hàm đang nghiến chặt, Tần Lạc nói tiếp, chúng ta trở về. Mọi người lập tức đi theo sau Tần Lạc trở về, nhìn thoáng qua Phùng Phú Cường, không kìm được cũng có chút thương hại. Bất quá, bọn họ nhìn về phía Tần Lạc đang đi nhanh ở phía trước, đối với đoàn trưởng ngày càng tôn kính, ngày càng hài lòng. Không có người nào không ghét người lấy quyền thế chèn ép người, cũng không có người nào không ghét tác phong quan liêu, bọn họ không thích nhưng cũng phải phục tùng. Vì vậy ác ý trong lòng lại càng sâu hơn. Mà Tần Lạc lại là người đánh vỡ những khuôn phép này. Ông là phó cục trưởng cục y tế thủ đô thì thế nào? Ông là phó bộ trưởng bộ y tế Trung Quốc thì thế nào? Ông là phó thư ký trưởng của Liên minh Trung y Dược quốc tế thì thế nào? Chỉ cần ông làm ra chuyện sai lầm, tôi vẫn có thể đem ông giáo huấn như thường. Lãnh đạo phía trên có khí phách, nhân viên làm việc cấp dưới mới phục được. Tần Lạc mang theo một đám người trở lại khách sạn, lúc này mà muốn tìm một phòng hội nghị thì rất khó, liền nói, vào phòng tôi. Cho nên 20-30 người đều tụ tập lại trong phòng Tần Lạc. Mặc dù chật chội nhưng hiện tại mọi người cũng không thể nghĩ nhiều được như vậy. Mọi người nghĩ một chút đi, sự tình như vậy, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tần Lạc hỏi. Phong tỏa tin tức, không cho giới truyền thông phỏng vấn. Lập tức cố gắng cứu trị tiền phó đoàn trưởng, chỉ cần phó đoàn trưởng có thể khôi phục khỏe mạnh, như vậy cho dù có tin tức trái ngược, trước mặt sự thật cũng không có tác dụng. Nhanh chóng báo cáo về nước. Thỉnh cầu trợ giúp. Cô Bách Hiền nhìn Tần Lạc nói, Tần Lạc, anh là đoàn trưởng, anh hãy ra quyết định đi. Làm như thế nào chúng tôi cũng nghe lời. Chúng ta là một đoàn đội, danh dự của đoàn đội cũng là danh dự của mỗi người. Mặc dù có xảy ra vấn đề, người chịu trách nhiệm chính là anh nhưng danh dự của đoàn đội cũng bị ảnh hưởng, mỗi một người chúng ta cũng không tránh khỏi có liên quan. Đúng vậy, đoàn trưởng, chúng tôi nghe lời anh. Đoàn trưởng, anh là thiếu niên nhưng có chủ kiến. Anh ra quyết định đi. Tần Lạc thấy mọi người hoặc thật lòng hoặc giả ý khen tặng, nói, chuyện này đã không thể giấu được. Tiền Hoành Lượng té xỉu trước mặt mọi người trong sòng bạc, tất cả khách đánh bạc đều thấy, hơn nữa lúc đưa đến bệnh viện cũng có không ít nhân viên của khách sạn cùng với thành viên đoàn đại biểu của các quốc gia khác chứng kiến, cả bên tổ chức đại hội cũng biết. Chúng ta cũng không có quyền đủ để bảo tất cả phải im miệng. Tần Lạc lạnh nhạt cười nói, còn có chuyện gì so với chuyện này có thể làm mất mặt đoàn Trung Quốc hơn? Mọi người nghĩ thầm cũng đúng, Trung Y đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng khiến các quốc gia phương Tây cùng châu Âu chú ý. Bây giờ có thể làm mất mặt đoàn đại biểu Trung Quốc tại Đại hội Thế giới lần này, chắc chắn sẽ không có ai phản đối. Cho dù là bên tổ chức đại hội, bọn họ cũng không ngăn cản, chưa biết chừng còn trợ giúp thêm. Đang lúc mọi người ồn ào thảo luận đối sách, điện thoại trong túi Tần Lạc vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số xuất hiện trên điện thoại, nói với mọi người, xin lỗi. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Trong phòng hiện giờ đang đầy người, hắn cũng không thể đuổi tất cả ra ngoài. Đóng lại cửa phòng phía sau, hắn bật điện thoại, thấp giọng hỏi, anh Hậu. Là tôi, thanh âm trầm thấp hữu lực của Thái công dân vang lên trong điện thoại. Bộ trưởng Thái, muộn thế này ông còn chưa đi nghỉ à? Tần Lạc ngạc nhiên hỏi, số điện thoại này rõ ràng là của Hậu vệ động, sao người nghe điện thoại lại là Thái công dân? Vệ Đông đã báo cáo chuyện tình Tiền Hoành Lượng với tôi làm sao mà ngủ được.
thanh âm của Thái công dân tràn ngập uể oải. Tần Lạc, tình huống thế nào rồi? Tiền phó đoàn trưởng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, hiện đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện. Tần Lạc nói, tôi lo lắng giới truyền thông đưa ra tin tức không tốt với chúng ta, đang cùng với mọi người thương lượng đối sách, cũng chưa kịp đi xem tình hình của phó đoàn trưởng. Tần Lạc muốn đem lúc mình, qua cửa bệnh viện mà không vào, không đi xem tình hình của Tiền Hoành Lượng nói trước với Thái công dân, tránh tình trạng có người nắm được nhược điểm này. Bây giờ cứ nói trước với Thái công dân, cũng là để cho ông ta biết trước. Tôi biết rồi, Thái công dân lơ đễnh nói. Tên ngu xuẩn đó, Tần Lạc, anh nói, đường đường là Trung Quốc chúng ta, sao lại có loại người ngu xuẩn này? Ha ha, Tần Lạc khó xử cười, vấn đề này quá lớn, hắn cũng không biết trả lời thế nào cho tốt. Thái công dân cũng biết mình bất ngờ hỏi vấn đề này quả là khó giải thích. Tần Lạc không phải là quan chức trong chính phủ, đối với nội tình trong đó cũng không hiểu rõ, làm sao mà trả lời được. Tần Lạc, anh đã có kinh nghiệm xử lý những vấn đề phức tạp. Cho dù là chuyến đi tới Hàn Quốc hay tới Paris đều xảy ra chuyện tình phức tạp hơn bây giờ nhiều, anh cũng xử lý rất tốt. Lần này là vì danh dự của Trung y quốc gia, cũng giống như vậy, tôi tin anh sẽ xử lý tốt. Anh làm gì tôi cũng ủng hộ. Hết thảy cứ theo ý anh mà làm. Tôi chỉ có một yêu cầu, đem ảnh hưởng của chuyện này giảm xuống mức thấp nhất. Tôi rõ rồi, Bộ trưởng. Tần Lạc nghiêm túc trả lời. Còn có một việc anh cần phải biết. Chuyện gì? Tiền Hoành Lượng là người do Bộ trưởng Hoàng đề cử, mặc dù hắn phạm sai lầm nhưng anh thân là đoàn trưởng, cũng phải gánh chịu trách nhiệm lãnh đạo thiếu sót. Tần Lạc nở nụ cười, nói, Bộ trưởng Thái, nói như vậy, là muốn giáng chức hay là phạt tiền? Thái công dân cười ha hả trong điện thoại, nói, ha ha anh thật là giảo hoạt. Bọn họ đắc tội với anh thì thật là bi thảm. Giáng chức, Tần Lạc không có chức vụ gì, giáng chức thế nào được. Phạt tiền, Tần Lạc không thiếu tiền, hắn sợ phạt. Bất quá anh cứ yên tâm, có tôi ở đây bọn họ cũng không làm gì được anh đâu. Hơn nữa, trách nhiệm chính vẫn là tại bên phía bọn họ. Cảm ơn Bộ trưởng Thái. Đầu bên kia điện thoại rơi vào trầm mặc trong một lúc mới truyền đến thanh âm chân thành tha thiết của Thái công dân, Tần Lạc, kỳ thực những lời này phải là do tôi nói với anh mới đúng. Tôi nợ anh nhiều lắm, quốc gia này cũng nợ anh nhiều lắm. Anh không muốn quan chức, tôi không cho anh được quan chức. Tài sản của anh cũng hàng vạn hàng nghìn, tôi không cấp được cho anh tiền, tôi chỉ có thể cho anh một khát vọng phục hưng nền y học dân tộc. Là một người đáng tôn kính. Cúp điện thoại, Tần Lạc không có lập tức đi vào. Mà đứng trầm tư trước cửa. Xem tình huống này thì cũng không thể che giấu được gì rồi, giới truyền thông hẳn đã biết. Đã như vậy, để cho bọn họ càng nhiệt náo hơn đi. Bọn họ quạt gió thổi lửa, ta đến lấy hạt rẻ trong lửa. Chương 1055, đây chẳng phải chuyện các ông am hiểu nhất sao? Tần Lạc đẩy cửa vào phòng, tất cả mọi người đều quay lại nhìn hắn. Cũng khuya rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Ngày mai đại hội bắt đầu rồi, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Đoàn trưởng, đã tìm được biện pháp giải quyết hà? Đại biểu Trung y Tào Mạnh Khâm ngờ vực hỏi. Tần Lạc ra cửa nghe điện thoại trở về rồi bảo mọi người giải tán, như vậy không phải đã tìm được biện pháp giải quyết rồi sao? Sẽ có biện pháp, Tần Lạc ra vẻ bí mật, cũng không có nói là tìm được hay không tìm được, làm cho tất cả đều cảm thấy mơ hồ. Mọi người quả thật cũng đã mệt nhọc. Ở trên máy bay một đoạn đường dài ngủ không ngon giấc, vừa đến nơi liền ăn chút đồ ăn rồi đi ngủ. Không ít người vừa mới tiến vào giấc mộng đẹp thì nghe tin phó đoàn trưởng gặp chuyện không may. Bọn họ không thể không bò dậy từ trên giường để đi thăm. Bây giờ Tần Lạc cho bọn họ trở về, bọn họ hiển nhiên không có ý kiến gì. Đợi cho tất cả đã đi ra ngoài, Cố Bách Hiền lại ngồi xuống ghế salon không nhúc nhích. Cố lão, ông cũng trở về nghỉ ngơi đi, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tôi với anh nói chuyện một chút, Cố Bách Hiền hỏi, thế nào rồi, tâm tình không tốt sao? Cố lão đã biết rồi, Tần Lạc rót cho Cố Bách Hiền cốc nước, rồi ngồi xuống phía đối diện. Cố Bách Hiền gật đầu, nói, tính tình của anh tôi hiểu rõ, mặc dù không thích bị ước thúc, nhưng cũng không chủ động sinh sự. Lúc trước anh cãi nhau dữ dội với Tiền Hoành Lượng, mới vừa rồi lại cùng tên kia, là phó thư ký trưởng đối chọi gay gắt, một chút cũng không nhường. Tôi thấy hình như trong lòng anh đang có gì đó nóng nảy. Hơn nữa sự nóng nảy này còn thể hiện rõ ở ngay trên trán anh nữa. Tần Lạc nở nụ cười, nói, Trung y chúng ta thật là lợi hại. Trong đầu có chuyện cũng không giấu được, từ trên trán là có thể nhìn ra. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?
Cố Bách Hiền nhìn Tần Lạc hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc cũng không phủ nhận. Cố Bách Hiền là tiền bối của hắn, hắn kính trọng như trưởng bối, không cần giấu giếm tâm tình của mình. Hơn nữa người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, mình cùng người khác liên tục phát sinh ra mâu thuẫn là do trong lòng có chuyện, hẳn có thể biết được. Làm sao vậy? Cố Bách Hiền quan tâm hỏi. Nhưng rất nhanh, ông nở nụ cười hỏi, cãi nhau với Hoán Khê sao? Không phải, chúng tôi tốt lắm. Tần Lạc cười lắc đầu, không có việc gì, tôi có thể giải quyết được, cố lão không cần lo lắng. Được, anh nói như vậy thì tốt rồi. Tôi cũng không nhiều lời. Cố Bách Hiền đã nhìn ra được sự do dự trong lòng Tần Lạc, cũng không bắt buộc hắn phải nói ra. Chuyện của Tiền Hoành Lượng này anh định giải quyết thế nào? Đã không giấu được thì cứ để bọn họ biết, Tần Lạc nói. Cố Bách Hiền nhíu mày, nói, như vậy, danh tiếng của chúng ta không phải bị hủy đi sao? Phó đoàn trưởng của đoàn đại biểu vừa đến đã đi đánh bạc thì cũng được đi, lại vì thắng bạc mà té xỉu, thiếu chút nữa nguy hiểm đến tính mạng, loại sự tình này mà truyền đi, không phải chúng ta quá mất mặt sao? Tần Lạc gật đầu, nói, tôi cũng biết đây là tin tức không tốt, nhưng chúng ta muốn giấu đi cũng không được. Cho dù chúng ta muốn giấu, không ít người có tâm cũng sẽ thêm dầu vào lửa, làm cho tình huống trở nên khó khăn hơn. Nếu chúng ta đã không thay đổi được việc này, như vậy thà cố gắng biến chuyện xấu thành chuyện tốt, nói không chừng, trung y chúng ta lại có thêm một cơ hội để phát triển. Cố Bách Hiền ngưng thần nhìn Tần Lạc, một lúc lâu, ông vui mừng gật đầu, xem ra anh đã tính trước rồi. Như vậy thì tốt, người già như chúng ta chỉ suy nghĩ trực tiếp vấn đề, không hiểu được cách lợi dụng giới truyền thông để truyền bá, đáng tiếc a, thế giới bây giờ, cái gì cũng phải tuyên truyền, không thì người. Ta cũng quên mất, đầu óc của anh rất linh hoạt, chuyện này do anh phụ trách đi. Cho dù kết quả thế nào, chúng tôi cũng đều ủng hộ anh. Cảm ơn cố lão, Tần Lạc cảm kích nói. Cố Bách Hiền luôn luôn nghiêm túc cũng không kìm được, mà nhẹ nhàng đến vỗ vào bả vai Tần Lạc, nói, thật vất vả cho anh. Tần Lạc cười cười, tiễn cố Bách Hiền ra cửa. Đợi cho cố Bách Hiền trở về phòng mình, Tần Lạc cũng đóng cửa phòng, tiến ra thang máy. Ly đang còn chờ hắn, hắn muốn qua đó ngủ với nàng. Vui quá hóa buồn, phó đoàn trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc thắng một khoản tiền lớn nhưng lại vì quá kích động mà té xỉu ngã xuống đất. Thượng đế thương hắn, hay là hận hắn? Hiện giờ phải sống như người thực vật. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sáng sớm ngày thứ hai, mỗi một người ở Las Vegas mua báo, đều thấy ngay trang đầu là tin tức phó đoàn trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc Tiền Hoành Lượng, đánh cược vào con át cờ được ăn 320 lần, nhưng lại vì quá kích động mà té xỉu xuống đất. Ngay cả tin tức con gái của Âu Hưởng Lợi, ông chủ của sòng bạc Đại Hưởng, bà tai chồng ngay trên phố cũng chỉ được đặt ở vị trí thứ hai. Như một viên đá rơi xuống mặt hồ làm nổi lên từng đợt sóng, không chỉ bên tổ chức đại hội, đại biểu mỗi nước tham dự, các sòng bạc cùng khách sạn, nhân viên làm việc, ngay cả dân chúng bình thường, du khách trong ngoài nước cũng đem chuyện này ra chế giễu. Thời đại Internet, tin tức truyền đi như tốc độ ánh sáng. Một du học sinh Trung Quốc đem tin tức mới nghe thấy này đăng lên trang web, chân trời xa, ngắn ngủi mới có một tiếng, lượng người xem đã vượt quá 100.000, lượng bình luận cũng hơn 10.000. Hơn nữa ba trang web lớn nhất trong nước là Đổi Mới, Trông Mong, mạng lưới tin tức cũng đem chuyện này đăng lại. Trên các trang web, diễn đàn lớn nhỏ khác đều đem tin tức này in hàng chữ đỏ. Làm việc tận tụy, cho dù có chết, quả nhiên là cán bộ tốt của đất nước. Có người chết ở trên giường tình nhân, có người chết ở sòng bạc. Ông ta chưa chết sao? Một lần đặt cược những 10.000 đô, tiền này từ đâu mà ra? Xin mời mọi người bình luận, điều tra xem người này có hành vi tham ô không? Người dân trong nước đều phẫn nộ, kích động, đòi những người kia phải trở về, cho người khác sang thay. Nghe phiên dịch đọc xong tin tức báo chí, Tần Lạc nhìn đám người đại biểu trước mặt, sắc mặt ai cũng khó coi, cười hỏi, tâm trạng mọi người không được tốt lắm hả? Đoàn trưởng, sự tình đã như thế này, chúng ta còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người khác? Đúng vậy, những người đó khẳng định sẽ chế giễu chúng ta. Ban đầu là tới tranh giành vinh dự cho quốc gia, ai ngờ vinh dự còn chưa đến, đã thấy bị đem ra chế giễu trước, đại hội này chúng ta làm sao mà tham gia? Làm thế nào có thể trao đổi giao lưu với người khác? Làm thế nào mà tranh thủ lợi ích cho chúng ta? Tần Lạc chờ mọi người nói hết, phát tiết tâm trạng, rồi nói, đúng vậy, tôi cùng mọi người đều giống nhau, rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng việc đã đến nước này rồi, chúng ta chỉ còn cách tiếp nhận sự thật. Cam chịu,
cúi đầu khuất phục, điều này chính là điều đối thủ chúng ta mong muốn. Mọi người ngẫm lại suy nghĩ của người Mỹ một chút đi, họ muốn sắc mặt của chúng ta bây giờ thế nào? Chúng ta chỉ có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, đem bọn họ đánh bại toàn diện, mới có thể để bọn họ nhận thức được thực lực chính thức của chúng ta. Tần Lạc lấy tay vỗ vỗ vào tờ báo có chụp tấm hình lớn của Tiền Hoành Lượng. Hắn đập đập vào tờ báo không khác nào vả vào mặt Tiền Hoành Lượng. Một con sâu không làm giàu được nồi canh, Tần Lạc nói. Đem chính phó đoàn trưởng của mình nói là, con sâu, mọi người không khỏi có chút cảm giác thỏa mãn. Hơn nữa, những lời này của Tần Lạc tuy rằng có chút kích động nhưng lại rất có lý. Nếu như bây giờ bọn họ cúi đầu, không dám đối mặt với người khác, những thanh âm chế giễu kia cũng càng ngày càng lớn hơn. Đoàn trưởng nói rất đúng. Tất cả mọi người tỉnh lại đi. Ông ta đánh bạc té xỉu thì có quan hệ gì tới chúng ta? Đúng vậy, không thể cúi đầu trước những người đó, nếu không cả đời cũng không thể ngóc đầu dậy nổi đâu. Cô Bách Hiền đứng một bên cười thầm, tiểu tử này đúng là có chút bản lãnh. Nhớ tới lúc trước, đoàn chuyên gia giáo sư đối với hắn còn quá trẻ đều có ý kiến, giờ không chỉ tiếp nhận mà còn biểu hiện rất tôn trọng hắn. Mọi người đều không sợ người trẻ tuổi làm lãnh đạo, mà chỉ sợ người trẻ tuổi không có năng lực làm lãnh đạo. Đi, ăn cơm thôi, Tần Lạc vung tay lên nói. Phòng ăn tại tầng 5 khách sạn, tất cả đại biểu đều có thể dựa vào thân phận đại biểu mà dùng cơm miễn phí. Tần Lạc dẫn đoàn đại biểu hơn 10 người khí thế cuồn cuộn mà đi ăn cơm, lập tức hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Những người đó chỉ trỏ trỏ vào bọn họ, nhỏ giọng nói chuyện, toàn là thứ ngôn ngữ mà Tần Lạc không hiểu. Mặc dù Tần Lạc không biết bọn họ nói cái gì, nhưng từ trong ánh mắt bọn họ có thể thấy được sự khinh thường. Tần Lạc cười cười, cũng không thèm để ý. Tình cảnh như vậy hắn cũng đã nghĩ đến, chỉ không nghĩ tới chính là, bọn họ nói gì mình nghe cũng không hiểu. Cứ coi như bọn họ đang ca ngợi, vậy cũng tốt lắm. Tần Lạc rất lạc quan tự an ủi mình. Đúng lúc này, lại có một đám người khác đi tới. Hơn nữa bên trong còn có mấy khuôn mặt Tần Lạc khá quen thuộc. Hứa Đông Lâm đang nói chuyện cùng với một người đàn ông trung niên đi ở phía trước, sau đó đoàn người cũng rất nhanh tiến về phía Tần Lạc. Tần tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hứa Đông Lâm cười ha ha chào hỏi. Chúng ta quen nhau sao? Tần Lạc cười nhẹ nói, ánh mắt bình tĩnh. Từ sau lần trước, Hứa Đông Lâm đáp ứng hợp tác rồi lại thất ước, hắn đã coi người này không cùng hàng ngũ với đối thủ của hắn. Đối thủ, hắn không xứng. Không quen, Hứa Đông Lâm gật đầu. Có lẽ Tần tiên sinh chưa nghe nói tới tôi, nhưng lâu nay, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của Tần tiên sinh. Đây là bình thường, Tần Lạc lạnh nhạt nói. Bất quá, hiện tại danh tiếng của tiền phó đoàn trưởng đang rất cao thì phải. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi cũng rất hâm mộ vận khí vô cùng tốt của ông ấy. Bọn họ cũng đã đến sòng bạc thử qua, nhưng không có người nào có thể thắng được nhiều tiền như vậy. Thật vậy sao? Tần Lạc híp mắt cười. Các ông có thể nói Tiền Hoành Lượng là người Hàn Quốc mà. Chẳng phải đây là điều các ông am hiểu nhất sao? Chương 1056, chắc chắn tôi sẽ chinh phục nước Mỹ. Các ông có thể nói Trung Y là của các ông, Lý Thời Chân là của các ông, chữ Hán là của các ông, Khổng Tử là của các ông, Tây Thi là của các ông, Tết Đoan Ngọ là của các ông, toàn bộ đều là của các ông hết. Chúng tôi có thể nói Lý Cương là của các ông, Phượng Tỷ là của các ông, Quách Mỹ Mỹ là của các ông, Tiền Hoành Lượng cũng là của các ông. Dù sao nói thêm một chút cũng chẳng mất gì. Những lời nói của Tần Lạc mang theo ý đối địch rõ ràng, lời vừa nói ra, Hứa Đông Lâm lập tức biến sắc. Có một số người vô sỉ còn không biết, lại tưởng rằng đó là quang vinh của chính mình. Hứa Đông Lâm cũng không phải là người dễ bị lừa gạt, trái lại, hắn đối với những người tự cho là chuyên gia nghiên cứu này rất coi thường. Nhưng hắn không tin không có nghĩa là những người Hàn Quốc khác không tin. Có rất nhiều người tin vào những thành quả nghiên cứu hoang đường đó, hơn nữa còn cho rằng người Trung Quốc đoạt lấy vinh quang của bọn họ. Cho nên lời của Tần Lạc là mắng thẳng vào mặt, nhưng lại lấy một ít sự thật làm cơ sở để châm chọc. Lời lẽ mắng chửi như vậy, cũng đủ sức để đâm thẳng vào nội tâm người nghe. Anh ta đang nói cái gì? Đoàn trưởng đoàn đại biểu Hàn Quốc phát chính trực thấp giọng hỏi. Tần Lạc cùng Hứa Đông Lâm nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc, ông ta nghe không hiểu. Người phụ trách phiên dịch bên cạnh lại không nói gì, nên ông ta chỉ có thể hướng về phía Hứa Đông Lâm mà hỏi. Mặc dù Phác Chính Trực là đoàn trưởng đoàn đại biểu nhưng ông ta đối với người trẻ tuổi bên cạnh này cũng có chút coi trọng. Không nói tới ông của y là Hứa Phược, được xem là y thánh của Hàn Quốc, bản thân y cũng là một thầy thuốc rất cao minh,
được xem như là hy vọng cho sự phục hưng của nền y học Hàn Quốc. Hơn nữa, mỗi một người trong đoàn đại biểu Hàn Quốc đều biết được khuôn mặt Tần Lạc, thấy Hứa Đông Lâm cùng với đối thủ nói chuyện, hiển nhiên là muốn biết nội dung bên trong. Anh ta nói rằng chúng ta thừa nhận cái tên Tiền Hoành Lượng thắng tiền té xỉu kia là người của chúng ta. Hơn nữa, đây là việc mà chúng ta am hiểu nhất. Hứa Đông Lâm cố gắng áp chế cơn giận dữ, giọng nói bình tĩnh như đang báo cáo với lãnh đạo. Cái gì, anh ta dám nói như thế sao? Phác Chính Trực tức giận nói. Hứa Đông Lâm dùng ngôn ngữ Hàn Quốc để nói, nên không ít đội viên nghe được. Người Hàn Quốc chúng ta sao lại xuất hiện loại người cặn bã như vậy? Thật đúng là hết thể diện. Ha ha, một người là phó đoàn trưởng đoàn đại biểu của một quốc gia, đánh bạc thắng tiền mà lại kích động đến hôn mê té xỉu. Người Trung Quốc nghèo đến thế sao? Bọn họ nhất định là chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy. Tiểu tử này thật là đáng hận. Trung Quốc chẳng lẽ không có người sao? Lại phái một người không có tố chất như vậy đến tham dự đại hội. Những người Hàn Quốc này tức giận nói nhao nhao cái gì đó, dù sao Tần Lạc nghe được nhưng một câu cũng không hiểu. Hơn nữa, bọn họ đứng trong phòng ăn đã lâu, gần như tất cả mọi người đang ăn cơm trong phòng ăn đều đem ánh mắt đặt lên người bọn họ. Nếu không có hại gì, Tần Lạc cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Cùng với một đám người ham mê hư vinh nhưng năng lực lại rất yếu này đứng nói chuyện, hắn cảm thấy rất mất thể diện. Anh không có tư cách chê cười chúng tôi. Hứa Đông Lâm đứng phía sau lớn tiếng nói. Xem hôm nay báo chí đã nói gì, các anh mới là sự chê cười lớn nhất của toàn bộ thế giới. Đã xem qua, Tần Lạc xoay người, quay đầu lại. Bất quá, tôi tin tưởng các ông rất nhanh sẽ biết, các ông tại chỗ này, hôm nay, sẽ là sự chê cười lớn nhất của toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, để xem các ông có còn cười nổi không. Hy vọng là như thế. Hứa Đông Lâm bình thản cười, trong mắt có thần sắc coi thường. Cũng như tôi đã chinh phục Hàn Quốc, tôi cũng sẽ chinh phục nước Mỹ. Lúc nói câu này, trong mắt Tần Lạc toát ra niềm tin mạnh mẽ, ánh mắt sáng quắc, ngữ khí kiên định, dường như chuyện này là chắc chắn, không có gì để nghi ngờ. Vẻ mặt Hứa Đông Lâm cứng ngắc, sau khi nghe xong phiên dịch, đám người đại biểu của Hàn Quốc đều căm phẫn, còn có mấy người xúc động như muốn lao lên cùng Tần Lạc đại chiến 3.000 hiệp. Dừng lại, Hứa Đông Lâm lớn tiếng quát. Hai gã đội viên vừa mới tiến lên lập tức dừng lại, vẻ mặt tức giận nhìn Hứa Đông Lâm. Phó đoàn trưởng, hắn nhục mạ chúng ta như thế, chẳng lẽ chúng ta để mặc như thế sao? Một gã đội viên hỏi giọng bất mãn. Dù sao Hứa Đông Lâm cũng là phó đoàn trưởng đoàn đại biểu Hàn Quốc, bọn họ phải bảo trì tôn trọng đối với y. Chẳng lẽ những lời hắn nói có gì không đúng sao? Hứa Đông Lâm. Nhưng hắn đâu có chinh phục chúng ta. Nếu như vậy, lúc đó sao anh không đứng ra ngăn cản hắn? Phác Chính Trực hung ác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần Lạc đang dần đi xa, cau mày nói, Đông Lâm, chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua sao? Đoàn trưởng, nơi này là phòng ăn, hiện tại đại biểu của toàn bộ thế giới cùng với phóng viên giới truyền thông đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta lại xông lên đánh nhau với bọn họ sao? Hứa Đông Lâm khẽ nhếch miệng cười, nói tiếp, chinh phục nước Mỹ, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Không sai, Phác Chính Trực nghe Hứa Đông Lâm giải thích xong, sự tức giận cũng đã vơi đi không ít. Chúng ta cứ yên lặng xem bọn chúng tự bêu xấu. Lúc này bọn chúng như một cái đầm nước thối, chúng ta việc gì phải nhảy vào mà vật lộn. Như vậy chỉ khiến chính mình cũng bị dính nước bẩn, trở nên thối không ngửi được mà thôi. Đoàn trưởng nói rất đúng. Hứa Đông Lâm cung kính tán dương. Ha ha, Phác Chính Trực vỗ nhẹ vai Hứa Đông Lâm, nói, Đông Lâm, thế giới này sẽ là của anh. Hắn không phải là đối thủ của anh. Tôi hiểu, Hứa Đông Lâm kiên định nói. Để ý xung quanh tìm Tần Lạc, đã thấy hắn chọn lựa xong đồ ăn, đang cùng đội ngũ của hắn ngồi ăn cơm cùng một chỗ. Bọn họ cũng không vì những điều báo chí đã đăng mà ủ rũ, im lặng. Ngược lại, cả đám người còn ngồi cười đùa nói chuyện thoải mái, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười vang, làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Không biết liêm sỉ, Phác Chính Trực dùng ngôn ngữ Hàn Quốc mắng. Đại hội được cử hành ở trung tâm hội nghị quốc tế tại Las Vegas với chủ đề Y dược truyền thống, sự lựa chọn cho sức khỏe con người, do Đại học Y khoa quốc tế tổ chức. Có khoảng 96 đại biểu của các nước trên thế giới tham gia. Do sự ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới ngày càng cao nên vị trí của Tần Lạc là khá nổi bật. Nội dung của hội nghị chủ yếu là để các đồng nghiệp trong giới y học tiếp xúc, trao đổi lẫn nhau, xúc tiến hợp tác giữa các nền y học truyền thống. Có hai người được giải Nobel lên diễn giảng, thông qua hệ thống phiên dịch,
Tần Lạc cũng nghe hiểu được bọn họ đang nói gì, không đến nỗi mù mờ không hiểu. Y học vốn tương thông lẫn nhau, Tần Lạc học trung y nhưng cũng có thể tiếp thu được kiến thức của Tây y. Đến giữa trưa, hội nghị đã nhanh chóng chấm dứt. Tần Lạc chuẩn bị cùng đội ngũ rời đi, bỗng thấy một người thanh niên tóc vàng, mắt xanh đang bước nhanh về phía họ. Người phiên dịch biết Tần Lạc không biết tiếng Anh, vội đi tới phía sau lưng Tần Lạc. Xin lỗi, vị này là đoàn trưởng Tần, người thanh niên trẻ tuổi hỏi. Nghe phiên dịch xong, Tần Lạc trả lời, đúng là tôi. Xin chờ một chút, Phó Chủ tịch Rieger muốn nói chuyện với anh. Được thôi, Tần Lạc gật đầu đáp ứng. Cảm ơn. Đã có người cần tìm, Tần Lạc liền trở về, ngồi ở chỗ cũ. Thông qua quyển sách nhỏ đã phát cho mỗi người lúc trước, Tần Lạc biết Phó Chủ tịch Rieger là một trong những thành viên của tổ ủy, có quyền lực khá lớn. Nhưng ông ta tìm mình làm gì nhỉ? Tần Lạc thầm nghĩ. Không để cho Tần Lạc phải chờ lâu, một người đàn ông trung niên có hai bên tóc đã hơi bạc, tinh thần thoạt nhìn rất tốt, cùng với một đám người đang bước nhanh về phía hắn. Phùng Phú Cường mà buổi tối hôm qua hắn đã gặp, hơn nữa còn phát sinh ra xung đột, cũng ở trong người đó. Từ ý cười trên mặt của Phùng Phú Cường, Tần Lạc cũng biết được những người này tới cũng không có ý tốt gì. Ai là đoàn trưởng Tần Lạc? Phó Chủ tịch Rieger tới gần, nhìn Tần Lạc nói. Ông ta không có bắt tay Tần Lạc, trong trường hợp này là rất không có lễ phép. Hiển nhiên, ông ta không hài lòng với đoàn đại biểu Trung Quốc. Là tôi, Tần Lạc nói. Rieger thấy người trẻ tuổi này là đoàn trưởng đoàn đại biểu của Trung Quốc thì càng tức giận. Chẳng lẽ chính phủ Trung Quốc không coi trọng đại hội lần này sao? Sao lại phái đám người này tới đây, chẳng lẽ là chỉ tham gia cho có thôi? Hơn nữa, lại còn cho một người tuổi còn rất trẻ đảm nhiệm vị trí đội trưởng đoàn đại biểu. Chuyện gì đã xảy ra? Anh tại sao không quản lý cấp dưới của mình? Chúng ta chỉ cho nhân viên cấp dưới đến sòng bạc để thư giãn một chút nhưng ông ta lại là phó đoàn trưởng. Chẳng lẽ ông ta không biết làm gương cho cấp dưới sao? Càng không hay đó là tình trạng ông ta hiện giờ, các anh không xem báo chí hôm nay họ nói gì sao? Phóng viên họ đã viết như thế nào? Đại hội truyền thống y học lần này có được, khởi đầu tốt đẹp nhỉ? Đây là đại hội y học hay là nơi để biểu diễn hài? Anh có biết, hành vi của các anh làm cho cả những người tham dự cùng với người tổ chức đại hội này đều lấy làm hổ thẹn không? Không nghiêm trọng như vậy chứ? Tần Lạc vừa cười vừa nói. Tôi tưởng rằng chỉ có chúng tôi là mang tiếng xấu thôi. Mặc dù Phó Chủ tịch Rieger chất vấn nhưng Tần Lạc biết trong lòng ông ta nghĩ gì. Nếu như ông ta thật lòng cảm thấy hành vi như vậy làm hổ thẹn cả đại hội lần này, thì khi mọi chuyện vừa xảy ra vào tối hôm qua, ông ta đã ở nơi nào? Tại sao không nhanh chóng đứng ra trợ giúp cho bọn họ giải quyết chuyện đã xảy ra? Hoang đường, anh hẳn là phải biết rồi, đoàn đại biểu của Trung Quốc là một thành viên của đại hội. Danh dự các anh bị hao tổn, danh dự của đại hội cũng bị ảnh hưởng theo. Tất nhiên là tôi biết, Tần Lạc vừa cười vừa nói. Vì vãn hồi lại danh dự của nền y học truyền thống, cũng vì vãn hồi lại danh dự của đoàn đại biểu Trung Quốc chúng tôi có một việc muốn nhờ Phó Chủ tịch Rieger trợ giúp một chút. Chuyện gì? Rieger cau mày hỏi. Không biết có phải bản thân cảm giác sai hay không? Chuyện đã xảy ra như vậy mà tên đoàn trưởng trước mắt này lại không nóng nảy chút nào. Chẳng lẽ nói, hắn đã tìm được biện pháp giải quyết rồi sao? Chương 1057, biện pháp ngu xuẩn. Chuyện gì? Rieger hỏi, trực giác nói cho ông ta biết, có lẽ không nên hỏi vấn đề này. Rieger không muốn có quan hệ gì với người trẻ tuổi trước mắt mà mới gặp lần đầu đã có ấn tượng không tốt này. Bởi vì Tần Lạc không có giống với những quan chức của Trung Quốc khác, khi đối mặt với ông ta phải e dè, nịnh nọt. Hắn như lấy tư thái ngang hàng mà nói chuyện với ông ta. Rieger cũng cảm thấy không thích vẻ tươi cười của Tần Lạc, vẻ tươi cười của hắn tạo cho người ta một cảm giác hắn đang nắm giữ mọi thứ trong tay. Loại cảm giác chững chạc này lại xuất hiện trên một người trẻ tuổi như vậy, có lẽ đó là một ưu điểm lớn. Nhưng ông ta không muốn thấy hắn biểu hiện như vậy, cái. Ông ta muốn thấy là khuyết điểm của hắn. Nhưng ông ta vẫn phải hỏi như vậy, bởi vì hắn chính là đoàn trưởng của đoàn đại biểu Trung Quốc. Ông ta có thể không cần tỏ ra coi trọng hắn nhưng phải tỏ thái độ coi trọng với cường quốc mà hắn đại biểu. Chúng tôi muốn được phẫu thuật cho phó đoàn trưởng, Tần Lạc nói. Phẫu thuật, nghe phiên dịch nói, Rieger cảm thấy khó hiểu. Phẫu thuật làm gì? Phẫu thuật trị liệu, Tần Lạc nói, tiền phó đoàn trưởng vẫn hôn mê bất tỉnh, điều này là một hình tượng rất không tốt đối với danh dự của Đại hội Y học truyền thống. Chúng tôi muốn phẫu thuật trị liệu cho ông ta nhanh chóng khôi phục.
đây là quyền tự do của các anh, tôi không có quyền can thiệp. Rieger nói, có thể tới tham gia đại hội này đa số là thầy thuốc, bác sĩ, bản thân họ đã có tư cách hành nghề y. Hơn nữa, người mà bọn họ muốn giải phẫu là đồng nghiệp cùng chung đội ngũ, ông ta làm gì có tư cách ngăn cản. Nếu như ông ta không đồng ý, lại có thể thành tranh cãi chính trị giữa hai quốc gia. Ý của tôi là, trong lúc chúng tôi phẫu thuật trị liệu, tìm một đài truyền hình trực tiếp cho công chúng. Phó Chủ tịch Rieger hẳn cũng biết, hiện giờ giới truyền thông đang lên án Đại hội Y học truyền thống cùng với đoàn đại biểu của Trung Quốc chúng tôi. Nếu như chúng tôi dùng sự thực để chứng minh chúng tôi có năng lực để giải quyết bất cứ chuyện gì, điều này có thể thay đổi được nhận thức cùng với cảm quan hiện nay của công chúng. Đại hội Y học truyền thống cùng với đoàn đại biểu Trung Quốc chúng tôi cũng có thể khôi phục lại được danh dự. Chúng ta phải để họ tận mắt chứng kiến, chúng ta là những người thầy thuốc chữa bệnh cứu người, chứ không phải là một đám người không ra gì. Tần Lạc rất oai phong lẫm liệt nói, vẻ mặt như vì chuyện khôi phục lại danh dự cho đại hội mà cố gắng, nỗ lực, không tiếc bất cứ thứ gì. Rieger vô cùng sửng sốt, sau đó nheo mắt đánh giá người tuổi trẻ trước mắt một lúc, rồi mới lên tiếng hỏi, các anh có biết tình hình hiện giờ của ông ta như thế nào không? Biết, Tần Lạc nói, ông ta bị xuất huyết não. Đêm đó, Tiền Hoành Lượng mới đánh một lần đã thắng lớn, tâm tình vô cùng kích động mới bị huyết áp lên cao, mạch máu không chịu được áp lực lớn nên vỡ tan. Máu chảy vào não làm cho tế bào não bị chết, chính là bị xuất huyết não. Máu chảy vào não, cũng gọi là xuất huyết não, bệnh này xuất hiện bất ngờ, rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong khá cao. Mặc dù nước Mỹ là cường quốc về y học, nhưng đối với loại bệnh này cũng không có cách nào chữa khỏi hẳn được. Anh có biết hay không, ngay cả các bác sĩ của Bệnh viện Thánh Mary cũng không có cách nào cứu tỉnh ông ta. Hơn nữa, giữa trưa hôm nay, tổ ủy có mời bác sĩ Hoen, chuyên gia về bệnh xuất huyết não, tới chuẩn đoán điều trị. Nhưng ông ấy cũng không biện pháp hữu hiệu nào, có thể phẫu thuật nhưng tính nguy hiểm rất cao, nếu có thể phẫu thuật, cũng cần người nhà bệnh nhân đồng ý mới được. Rieger nói. Ông ta nói điều này cũng không phải vì muốn Tần Lạc bỏ đi ý nghĩ ngu xuẩn đó, mà muốn xác định thái độ của hắn một chút. Chỉ cần là người bình thường, có ai lại nghĩ đến biện pháp giải quyết ngu xuẩn như vậy? Vậy sao, Tần Lạc nhíu mày, đúng là đối với loại bệnh này, hắn cũng không có nhiều tin tưởng lắm. Không chữa được thì nói thẳng là không chữa được, còn giả bộ cái gì? Phùng Phú Cường đứng sau Rieger lên tiếng, tỏ vẻ coi thường. Danh tiếng đã không tốt. Còn muốn làm xấu mặt thêm sao? Những lời nói này làm khuôn mặt Tần Lạc ửng đỏ, ngay cả hô hấp cũng dồn dập, trừng mắt nhìn về phía Phùng Phúc Cường, nói, ông sao biết được tôi làm được hay không? Làm được thì làm đi, còn do dự cái gì? Phùng Phú Cường vừa cười vừa nói. Làm thì làm, ai sợ ai, Tần Lạc nói, dường như đã bị khích tướng. Tần Lạc, tuyệt đối không được, cô Bách Hiền thấy thế liền lên tiếng khuyên can, suy nghĩ kỹ một chút. Còn có thể có biện pháp giải quyết khác mà. Chuyện này nguy hiểm lắm. Cô Bách Hiền đúng là thật tâm khuyên can Tần Lạc. Ông biết xuất huyết não là loại bệnh nào. Muốn chữa khỏi được phải mổ bên trong não, đem khối máu tụ lấy ra mới có khả năng khôi phục, nếu không cẩn thận cũng rất có thể dẫn tới tử vong. Lấy sự hiểu biết của ông đối với Tần Lạc, cũng biết hắn đối với giải phẫu học cũng không am hiểu nhiều lắm. Hơn nữa, phẫu thuật kiểu này xác suất thất bại cực cao. Nếu theo như hắn nói mà truyền hình trực tiếp cho công chúng, thành công thì quá tốt, nhưng nếu thất bại, chẳng phải là giết chết người bệnh trước. Vô số ánh mắt ư. Tiền Hoành Lượng bị xuất huyết não mà biến thành người thực vật, chuyện này Tần Lạc thân là đoàn trưởng đoàn đại biểu đã phải chịu trách nhiệm khá lớn. Nhưng nếu trước mặt toàn bộ thế giới mà phẫu thuật thất bại, hắn có thể bị hủy diệt hoàn toàn. Hắn là kỳ tài y học trăm năm khó gặp của Trung Quốc. Trong mắt những lão nhân như bọn họ thì hắn là niềm hy vọng để phục hưng trung y. Tất cả tình cảm cùng với hy vọng đều đặt trên người hắn, làm sao có thể để hắn nhất thời bốc đồng mà lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy được. Hơn nữa, bên cạnh Tần Lạc bây giờ chỉ có một trưởng bối là ông, nếu như bây giờ không thể khuyên can được hắn, về sau Vương Dưỡng Tâm và lão Trác bọn họ không biết chừng có thể tuyệt giao luôn với ông. Trong lòng bọn họ, tầm quan trọng của 101.000 tên Tiền Hoành Lượng kia cũng không hơn được một người Tần Lạc. Thấy cô Bách Hiền lên tiếng khuyên can, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng. Đúng vậy, đoàn trưởng, chúng ta còn có biện pháp khác. Phương pháp này có quá nhiều rủi ro, dễ dàng giải quyết vấn đề, nhưng cũng dễ dàng làm chúng ta càng lún sâu vào rắc rối. Đoàn trưởng, chúng ta có thể tụ họp nghiên cứu lại một chút. Đoàn trưởng, vấn đề này chúng ta nên bỏ phiếu biểu quyết.
Rieger liếc nhìn đám người Cố Bách Hiền, vừa cười vừa nói, hình như đồng bạn của anh cũng không đồng ý với phương pháp này. Bọn họ không phải là đồng bạn của tôi, mà là cấp dưới của tôi. Trong đoàn thể này, chỉ có tôi mới là người có quyền quyết định. Tần Lạc cắn răng nói, trên mặt tràn đầy vẻ không phục. Như là những người này khuyên hắn là đang khinh thị hắn. Rieger nhìn về phía Phùng Phú Cường, hỏi, thư ký trưởng Phùng, anh thấy thế nào? Tôi cảm giác chúng ta nên cho bọn họ một cơ hội. Vẻ mặt Phùng Phú Cường rất nghiêm túc nói, nếu như bọn họ có thể cứu tỉnh được tiền phó đoàn trưởng trước ánh mắt của công chúng, áp lực của tổ ủy có thể được cởi bỏ, mà bọn họ cũng có thể lấy lại danh tiếng của một người thầy thuốc, tôi biết, hiện giờ. Đoàn đại biểu của các quốc gia khác cũng không thân mật với bọn họ lắm. Ánh mắt Rieger lại rời lên mặt Tần Lạc, hỏi, anh xác định muốn làm như vậy chứ? Đúng vậy, Tần Lạc ưỡn ngực khẳng định. Được rồi, tôi đồng ý. Rieger nói, các anh xác định thời gian đi, tôi sẽ thông báo cho giới truyền thông. Cảm ơn Phó Chủ tịch Rieger. Tần Lạc cảm kích rơi nước mắt nói, thậm chí còn khẽ khom người, cúi đầu xuống. Đây là việc tôi phải làm. Rieger vừa cười vừa nói, nếu như đã xác định, các anh đi chuẩn bị đi. Vâng, chúng tôi đi chuẩn bị ngay, Tần Lạc cao hứng nói. Đợi Tần Lạc mang đám người kia đi xa, Rieger nhìn bóng lưng của hắn nói, thư ký trưởng Phùng, người này rốt cuộc là dạng người gì? Phó Chủ tịch Rieger, ông đối với nội tình người Trung Quốc chắc cũng có chút hiểu rõ, người này là được người khác nâng đỡ mới lên được, vị trí này nguyên bản không thuộc về hắn. Phùng Phú Cường kính cẩn trả lời. Ừ, Rieger gật đầu, quyết định này của hắn không biết có hữu dụng không? Chưa biết, Phùng Phú Cường khẳng định, nhưng hắn là đoàn trưởng của đoàn đại biểu, chúng ta nhận được yêu cầu phải giúp đỡ hắn. Đối với quyết định của hắn, chúng ta phải tích cực phối hợp. Rieger nhìn Phùng Phú Cường với vẻ khó hiểu, hỏi, thư ký trưởng Phùng, các anh là đồng bào, sao anh không ngăn cản hắn? Trái lại, hình như còn rất hy vọng hắn làm như vậy. Phùng Phú Cường cười nhạt, nói, người trẻ tuổi cuồng vọng tự đại, nên chịu một ít trừng phạt, không phải sao? Quả thật nên như vậy. Rieger cười cười, vỗ vỗ bả vai Phùng Phú Cường rồi xoay người bỏ đi. Cho tới lúc ra khỏi tầm mắt của Phùng Phú Cường, vẻ tán thưởng trên mặt Rieger đã biến thành sự coi thường, người Trung Quốc thật đáng thương. Phùng Phú Cường cũng không biết suy nghĩ của Rieger, y chỉ nhìn bóng lưng của Tần Lạc phía xa xa, lạnh nhạt nói, ngu ngốc. Nói xong hai chữ này, y phát hiện oán khí tích tụ trong lòng đã vơi đi không ít,